phía Australia đã cử người đến nhận hàng rồi, tuyệt đối không xảy ra sơ suất. Nếu tề gia và thằng con trai ngoan ngoãn của tôi dám truy đuổi, sẽ có một món quà bất ngờ dành cho chúng, Australia. Bà ta bán lô hàng sang Australia. Thật, tại sao là Australia chứ? Gương mặt Diawen lập tức biến sắc như khó tin vào sự thật vừa nghe thấy, ly tâm liếc Diawen bằng ánh mắt kỳ lạ nhưng không lên tiếng thắc mắc. Tại sao không thể là Australia? thế giới này chỉ cần nơi nào có con người tồn tại nơi đó có thể xảy ra chiến tranh vũ khí đều có đất dụng võ australia đâu phải là thiên đường đâu đến mức diawen phải kinh ngạc như vậy diawen tỏ ra kinh ngạc cũng chỉ trong một vài giây sau đó anh ta lấy lại vẻ mặt vô cảm nhanh chóng nối máy với tề mặt tề mục tiêu thay đổi rồi hàng đang được chuyển đến australia chắc là ngày kia sẽ rơi vào tay người mua chúng ta không còn nhiều thời gian nữa ban đầu Diawen tưởng phay suy bán lô hàng cho một người mua khác ở trung đông nên anh ta không bận tâm đến vấn đề thời gian càng không lo cho tề mặt tề mặt là nhà cung cấp vũ khí được hoan nghênh nhất ở trung đông lại có thế lực lớn ở đây chỉ cần hắn ngầm ra mặt sẽ nắm được tình hình mua bán và loại hàng hóa của cả khu vực nhưng không ngờ lô hàng lại được chuyển đi australia chưa cần tính đến chuyện tìm ra người mua chỉ riêng thời gian cũng là vấn đề rất khó giải quyết nhất là khi tề mặt vẫn còn ở Trung Đông, một loạt mệnh lệnh được truyền đi. Ly Tâm thấy vụ này không liên quan đến cô liền chuồn ra ngoài. Cô không có hứng thú với vũ khí, càng không có hứng thú đi tìm vũ khí. Dù sao cũng chẳng cần lo lắng cho đám tề mặt. Cô chuẩn bị đi ăn cơm thì hơn. Bữa sáng không ăn, giờ Ly Tâm cảm thấy rất đói bụng, cô và tôi cùng đi gặp tề. Vẫn còn chưa ra khỏi cửa, bàn tay của Diawen đột nhiên đặt lên vai Ly Tâm, Dìm cô đứng lại, ly tâm quay đầu, tại sao? Tại sao tôi phải đi? Không đi, tề mặt có bắt tôi đi đâu. Biết nơi đó chẳng có gì hay ho đợi cô, ly tâm lập tức từ chối. Khó khăn lắm mới có dịp tề mặt không quản thúc cô, tội gì cô phải tự tìm ngược đãi thấy ly tâm tỏ ra cương quyết, Gia wen gật gật đầu, cô không đi. Tốt lắm. Phê suy chắc không bao lâu nữa sẽ phát hiện bị mất con chip. Tôi không thể đoán ra bà ta sẽ có hành động gì tiếp theo. Tôi sẽ điều tất cả những người tài giỏi của tổ chức đi giúp tê. Cô muốn tiếp tục ở lại đây thì ở, nhưng tôi không thể bảo đảm vấn đề an toàn cho cô. Đến lúc đó đừng trách tôi không nhắc nhở. Người đâu, mau chuẩn bị máy bay. Vừa nói, anh vừa sải bước rộng ra ngoài, ly tâm nghiến răng nhìn Gia Wen. cô lập tức đi nhanh theo anh ta. Gia Wen điều hết người sang Australia, để cô một mình ở lại đây, chẳng phải muốn cô chết sớm hay sao? Không cần nghĩ ngợi nhiều, ở bên cạnh tề mặt an toàn gấp nhiều lần so với một mình ở nơi này. Tên Giawen này cũng đáng ghét y như tề mặt, một lúc sau, ly tâm trầm mặt ngồi trên chiếc máy bay quân dụng loại hình lớn, tốc độ nhanh nhất trên thế giới. Không nhầm đấy chứ. Giữa ban ngày ban mặt mà Giawen dám điều động cả máy bay quân dụng loại hình lớn. Tên Giawen ác chiến thật, có thể sử dụng loại máy bay của chính phủ và quân đội. Thế giới này loạn thật rồi, trước đây, Ly tâm tưởng cuộc đời cô rất phong phú và kích thích. Nhưng kể từ khi gặp tề mặt, Ly tâm cảm thấy cô như ếch ngồi đáy giếng, chỉ nhìn thấy bầu trời chật chật hẹp. Bây giờ cô mới biết thế nào là kịch tính thật sự, Ly tâm đưa mắt về phía khoang máy bay rộng lớn. Trong đó xếp từng hầm từng hầm vũ khí mới, loại chỉ nhìn thấy trên truyền hình hoặc thậm chí chưa thấy bao giờ ký hiệu trên một số chiếc hầm chỉ ra, đó là vũ khí tiên tiến nhất, trong đó có cả tên lửa. Ly Tâm chăm chú nhìn đống vũ khí. Tề mặt nói không sai, nhà buôn vũ khí đúng là lão đại của giới hắc đạo. Tên lửa bắn ra từ chiếc máy bay này có thể hủy diệt bất cứ thành trì nào bên dưới. Quả thật không nên đắc tội với loại người như Tề mặt và Diawen. Chiếc máy bay chở Ly Tâm không hổ danh là máy bay nhanh nhất chỉ sau nửa ngày nó đã vượt qua hai lục địa Âu Á, bay đến vùng trời Châu Đại Dương. Chiếc máy bay không phải đổ xuống sân bay mà một sân có được tỉa cắt rất khéo giống như sân gôn. Trong bóng đêm có hai hàng đèn xe chiếu sáng tạo thành đường băng trắng trên sân. Máy bay của Gia Wen từ từ đổ xuống đường băng do đèn xe tạo ra ở trung tâm sân bóng, ly tâm theo Gia Wen bước xuống máy bay. Cô lập tức nhìn thấy tệ mặt diện bộ đồ công lét màu đen đứng cách đó không xa. Cả người hắn và bóng đêm hợp thành một thể. Mặc dù vậy, từ hắn vẫn toát ra khí chất đặc biệt khiến bất cứ sinh vật nào cũng không thể bỏ qua sự tồn tại của hắn. Thấy tề mặt nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng, ly tâm không thể tiếp tục giữ sự trầm mặt. Miệng cô hơi cong lên rồi nở nụ cười rạng rỡ với tề mặt. Tề lão đại, không phải tôi muốn đến đây, mà là Gia quen bắt tôi đến. Anh đừng trách tôi không nghe lời anh đấy nhé đẩy Diawen ra phía trước chắn làn gió lạnh là thượng sách của ly tâm lúc này, tề mặt liếc Diawen bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Diawen sờ mũi nhìn ly tâm. Ly tâm không thèm để ý đến Diawen, đi ra sau tề mặt đứng yên. Ai bảo Diawen uy hiếp cô, tề mặt không có bất cứ biểu hiện nào, hắn quay người vào trong xe. Ly tâm nhíu mày rồi đi theo hắn. Diawen kể từ lúc xuống máy bay giữ nguyên thái độ trầm mặt anh ta liền lên một chiếc xe khác đổ ở gần đó ở đằng sau bọn họ đám người đứng xếp hàng chờ sẵn xong về chiếc máy bay chuyển vũ khí xuống dưới ly tâm trợn tròn mắt khi thấy một tốp khá đông bắt đầu tháo dỡ chiếc chiếc máy bay chỉ trong khoảng thời gian ngắn chiếc máy bay chỉ còn lại nửa thân dưới ánh đèn nhấp nháy đám tề mặt còn chưa kịp lên xe từ xa có tiếng còi hụ cảnh sát dồn dập đèn xe cảnh sát nhấp nháy hướng về phía bọn họ ly tâm lập tức dừng bước quay đầu nhìn trong khi đó tề mặt và diawen không hề thay đổi sắc mặt tiếp tục đi về phía xe ô tô của họ thấy ly tâm nhìn xe cảnh sát bằng ánh mắt kinh ngạc và đầy hiếu kỳ hoàng ưng lên tiếng nhắc nhở đi đi có gì đáng xem đâu chứ ly tâm đưa mắt về phía tề mặt hắn đã đứng ngay trước cửa xe đôi mắt nhìn cô lạnh lùng còn diawen ngồi vào chiếc xe bên cạnh ly tâm tiếp tục đi đến chột mặt vừa quay đầu nhìn đội xe cảnh sát đang lao tới không biết một hàng xe xuất hiện từ lúc nào chặn ngang đường không cho xe cảnh sát đi qua hồng ưng tiến lên phía trước đối phó với cảnh sát còn ở bên này đèn ô tô vẫn chiếu về phía chiếc máy bay đang được tháo dỡ một cách nhanh chóng đứng lại không được lên xe đứng lại ngay một người cảnh sát xuống xe bay qua hàng xe chắn đường lao về phía tề mặt anh ta vừa chạy vừa hét lớn ly tâm theo phản xạ đứng tránh sang một bên để người cảnh sát phi đến chỗ tề mặt mà không gặp bất cứ chướng ngại nào. Lúc này, cô thật sự hiếu kỳ muốn chứng kiến cuộc đụng độ giữa nhà buôn vũ khí và cảnh sát, đứng lại. Nói mau. Các anh đang làm gì ở đây? Máy bay đâu rồi? Chiếc máy bay quân dụng biến đi đâu rồi? dáng người đàn ông cao lớn vụt qua chỗ ly tâm, lao thẳng về phía tề mặt, tề mặt không hề để ý đến anh chàng cảnh sát, chỉ cau mày nhìn ly tâm. Ly Tâm biết tề mặt nhìn ra ý đồ của cô, vì vậy cô cười giả lả đồng thời bước về phía hắn. Cậu cảnh sát này, cậu đã dùng sai từ rồi. Đừng mở mắt đã ăn nói bậy bạ như vậy chứ. Lập hộ đứng bên cạnh tề mặt nở nụ cười dịu dàng. Có điều, ngữ khí lạnh lùng của anh ta không thích hợp với vẻ mặt ôn nhu kia, Ly Tâm bước đến bên tề mặt, đưa mắt đánh giá người cảnh sát. Anh chàng này còn rất trẻ, chỉ tầm ngoài 20 là cùng anh ta có gương mặt khá baby. Ly Tâm không khỏi cảm thấy không phục người cảnh sát trẻ tuổi to gan dám hò hét ra lệnh tề lão đại, anh chàng cảnh sát quay đầu về phía sân gôn. Lúc này, dưới ánh đèn xe chiếu sáng, chiếc máy bay biến mất toàn toàn chỉ còn lại khu đất trống. Ly Tâm cũng đưa mắt nhìn theo anh ta. Cô giật mình khi không thấy bóng dáng chiếc máy bay. Từ lúc cô xuống máy bay đến giờ mới chỉ tầm 10 phút chiếc máy bay quân dụng loại hình lớn bốc hơi ngay trước mắt ly tâm cảm thấy cô như đang xem một bộ phim hành động gây cấn nói đi các anh giấu chiếc máy bay đi đâu rồi kể từ lúc nó bay vào không phận của thành phố chúng tôi đã theo dõi nó chúng tôi biết nó hạ cánh ở khu vực này sao bây giờ lại không thấy đâu cả anh chàng cảnh sát trẻ tuổi tức giận hét lớn với tề mặt lập hồ sa sầm mặt cất giọng lạnh lùng cậu có mắt để làm gì hả máy bay ở đâu ra? Lẽ nào chúng tôi cất giấu thứ đồ lớn như vậy? Câm miệng ngay cho tôi. Một tên cảnh sát tép riêu dám xông vào nơi ở tư nhân của chúng tôi. Nếu cậu không có lệnh khám xét thì đừng trách chúng tôi không khách sáo, tề mặt thấy ly tâm đến bên cạnh, chỉ liếc xéo người cảnh sát rồi lập tức lên xe. Loại cấp bậc như anh chàng cảnh sát này bình thường không có tư cách gặp hắn, để ý đến anh ta chỉ tổ hạ thấp thân phận của hắn bây giờ hắn có việc quan trọng cần giải quyết không có tâm trạng bận tâm đến loại tôm tép kia anh chàng cảnh sát vừa giơ tay định tóm tề mặt vừa nạt nộ nói đi các anh rốt cuộc là ai mà dùng cả máy bay quân dụng chúng tôi phát hiện có hai máy bay quân dụng bay đến đây trong khi chúng tôi không nhận được bất cứ thông báo ngoại giao nào các anh là ai hả tôi cảnh cáo cậu hãy đem ra chứng cứ trước khi mở miệng chúng tôi không có thời gian chơi trò bắt cướp với cậu lập hộ ra tay nhanh như tia chớp anh ta chỉ bằng một động tác vặn tay đã khiến cổ tay của anh chàng cảnh sát trẻ tuổi bị trật khớp nếu không có lệnh khám xét thì biến khỏi nơi này cho tôi tiếp theo hành động của lập hộ hoàng ưng đứng đằng sau người cảnh sát trẻ tuổi túng lấy cổ áo anh chàng ném anh ta sang một bên tề mặt ngồi lên xe nhíu mày nhìn ly tâm đang mãi theo dõi trò vui ly tâm bị hoàng ưng đẩy mạnh quay người liền bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của tề mặt Cô cười hi hi rồi lên xe ngồi xuống cạnh hắn, tôi sẽ kiện các anh đánh cảnh sát. Các anh, vị tiên sinh này. Đối với sự việc đột phát, chúng tôi có tư cách hành động trước báo cáo sau. Bây giờ, chúng tôi sẽ khám xét sân gôn của các anh. Nếu các anh ngăn cản, chúng tôi sẽ bắt giữ các anh vì tội làm gián điệp và xâm nhập trái phép. Nếu các anh không cản trở thì hãy phối hợp với chúng tôi. Nếu không, chúng tôi sẽ bắt giữ các anh vì tội gây trở ngại cho cảnh sát, che giấu phần tử khả nghi, anh chàng cảnh sát mặt baby còn chưa dứt lời, đằng sau đột nhiên truyền đến giọng nói đàn ông lạnh lùng. Ly Tâm nhìn ra ngoài cửa xe ô tô, thấy một người đàn ông tầm 30 tuổi mặt mũi sáng sủa tinh anh vừa đỡ anh chàng baby đứng dậy vừa ngẩng đầu nhìn Hoàng ưng. Nếu các anh không tìm thấy thứ gì, các anh sẽ ăn nói thế nào với chúng tôi? Các anh đừng quên, các anh đã lục soát nơi này một lần rồi. Nếu lần này các anh vẫn không tìm ra thứ gì, dù các anh là người của cục an ninh quốc gia cũng đừng trách chúng tôi không nể mặt." Hồng Ưng không biết đi tới từ lúc nào, cất giọng đanh thép, "Nếu chúng tôi không tìm thấy thứ gì, chúng tôi sẽ..." Không đợi người đàn ông nói hết câu, Lập Hộ ngồi ở vị trí tay lái lập tức nổ máy phóng xe đi mất, bỏ lại đám cảnh sát và Hồng Ưng ở phía sau. Ly Tâm thấy vậy nhăn mặt, đây mới thực sự là hành động ngạo mạn, mấy chiếc xe dừng lại ở một tòa nhà cách đó không xa. Diawen yeah, không đợi tề mặt lên tiếng, lập tức phát lại toàn bộ nội dung cuộc đối thoại của Phê Suy. Tề mặt nghe xong nhíu mày, im lặng nhìn Ly Tâm, Ly Tâm tươi cười nhìn tề mặt. Trên người cô vẫn mặc bộ đồ cái bang tua rua rách nát. Lúc mới thấy Ly Tâm khi cô từ trên máy bay xuống, ánh mắt tề mặt hơi nhíu lại, Ly Tâm lập tức phát hiện cô còn chưa kịp thay quần áo tử tế. Lúc đó, Ly Tâm toát mồ hôi lạnh. Vì đây đúng là sơ suất nghiêm trọng tưởng rằng sự xuất hiện của mấy người cảnh sát khiến tề mặt quên mất vụ này bây giờ thấy tề mặt nhìn mình bằng ánh mắt không tán đồng ly tâm chỉ còn cách cười lấy lòng tề mặt tề mặt đánh giá ly tâm một hồi đột nhiên nắm lấy bàn tay ly tâm rồi xoa nhẹ lên vết bầm tím trong lòng bàn tay cô đây là bản lĩnh của cô ly tâm giật bắn mình bởi câu hỏi của tề mặt bắt gặp tia nộ khí trong ánh mắt hắn ly tâm cất giọng đầy ấm ức ý anh là gì tôi đã giúp anh một việc lớn không thưởng cho tôi thì thôi anh còn tức giận gì chứ nghe vậy lập hộ đứng sau tề mặt liền trừng mặt nhìn ly tâm hoàng ưng đứng chết đối diện ly tâm lắc đầu mở miệng nói câu gì đó không thành tiếng với ly tâm chứng kiến cảnh lập hộ và hoàng ưng chỉ biết có tề mặt còn không coi ai gì đối xử với ly tâm như vậy di a wen liền bật cười ha hả sau khi nhìn khẩu hình của hoàng ưng tráng ly tâm rịn đầy mồ hôi Thân sắc tề mặt càng lạnh lùng hơn hắn siết chặt tay ly tâm giơ lên cao hơn một chút. Ly tâm trong chốc lát làm ra vẻ rất đáng thương. Cô giơ tay đến trước mặt tề mặt, bà già đó hành động nhanh quá. Lão đại, tôi vì anh mới bị thương đấy nhé, nếu Hoàng ưng không nhắc nhở, ly tâm thật sự không biết tề mặt muốn hỏi đến vết thương của cô. Tên tề mặt này quan tâm đến cô. Ly tâm cảm thấy vàng từ trên trời rơi xuống còn thực tế hơn, Mặc dù hiện thực đang bày ra trước mắt cô, tề mặt vẫn không có bất cứ biểu cảm nào trước bộ dạng đáng thương của Ly Tâm, đẩy mắt hắn lóe lên tia lạnh lẽo. Hắn đột ngột vặn mạnh cổ tay Ly Tâm, khiến cô đau đến mức kêu thét lên. Một bà già mà cô cũng không có bản lĩnh đối phó, còn để bị thương. Cô giỏi thật đấy. Tề mặt trước đó vốn tìm ẩn sự không hài lòng với Ly Tâm, bị cô đụng chạm đến, hắn liền bộc phát cơn giận dữ, càng dùng sức bóp chặt tay Ly Tâm. Ly Tâm vốn nghĩ tề mặt không thèm quan tâm đến vết thương của cô nên cô rất kinh ngạc khi được Hoàng ưng nhắc nhở. Trước bộ dạng giận dữ của tề mặt, Ly Tâm ngược lại không cảm thấy ngạc nhiên. Nếu tề mặt dịu dàng an ủi hoặc ông cô vỗ về, chắc chắn Ly Tâm sẽ tưởng trời đất đảo lộn. Nhìn vẻ mặt tề mặt lúc này, Ly Tâm thở phào nhẹ nhõm. May mà tề mặt vẫn là tề mặt, không đến nỗi gây sốc cho cô, tại tôi không để ý, không biết bà ta sẽ dẫm lên ly tâm đột nhiên cảm thấy khả năng chịu đau của cô tăng lên nhiều bị tề mặt vặn tay như vậy mặc dù vẫn buốt nhưng không còn đau đớn như trước nghe câu này sắc mặt tề mặt càng tệ hơn hắn chậm rãi nhã từng chữ một không chú ý cô dám nói câu không chú ý với tôi tại cô mắt cô để làm gì hả tôi tôi đối diện với vẻ mặt đáng sợ của tề mặt ly tâm lắp bắp mãi cũng không thể nói thành câu Trước khi hiểu rõ ý của tề mặt, cô nghĩ mình nên giữ im lặng thì hơn, nhìn bộ dạng oan ức của ly tâm, tề mặt càng cảm thấy lửa bốc trên đầu. Hắn vung tay ném mạnh ly tâm sang một bên, cất giọng giận dữ, hãy nhốt cô ta vào hắc lao, cả người ly tâm bị quăng về phía lập hộ. Lập hộ liền giơ chân chặn đằng sau lưng ly tâm, giúp cô khỏi bị ngã xuống đất. Thấy tề mặt chỉ mỗi chuyện con con đã ra lệnh đưa cô đến trại tập trung của Diawen. Ly Tâm lập tức hét lớn với tề mặt bất chấp cơn giận dữ của hắn: Tôi không đi, tôi không muốn bị mất mạng, mất mạng. Cô còn biết là mất mạng. Cô không chú ý, thì không phải đi hát lao mà mất mạng từ lâu rồi. Đưa cô ta ra ngoài, ngày mai giải đi cho tôi. Có chết cũng không thể làm mất mặt tôi. Tề mặt tỏ ra tức giận thật sự, không cho Ly Tâm một cơ hội giải bày. Ly Tâm đổi sắc mặt định xông lên tranh cãi với Tề mặt. Lập hộ đứng đằng sau giữ chặt lưng áo ly tâm rồi kéo cô sền sệt ra ngoài mặt cho cô phản kháng, Gia quen bất giác mỉm cười. Hóa ra nguyên nhân khiến ly tâm muốn đi xem hát lao là do tề mặt từng uy hiếp cô. Cô còn nói lăn lộn trong nghề nhiều năm có chút danh tiếng, thế mà cô chẳng học được cách trong mặt đoán lời gì cả. Vào lúc này rồi cô vẫn muốn tranh cãi với lão đại. Lập hộ nhanh chóng kéo ly tâm ra ngoài cửa. Đến nơi không có người, anh ta thả ly tâm và nhìn cô bằng ánh mắt bất lực. Ly tâm cau mày đáp, tôi có tranh gì đâu. Tôi chẳng làm gì sai cả. Tại sao anh ta lại bắt tôi đi hát lao, nhìn vẻ mặt tức tối của ly tâm, lập hộ lắc đầu lên tiếng giải thích, cô chẳng hiểu gì cả. Cô không biết trên chốn giang hồ, không chú ý đồng nghĩa với mất mạng hay sao. Hôm nay cô may mắn đi cùng Diawen lão đại nên đối phương không dám làm gì cô. Nếu sau này lão đại hoặc người khác không ở bên cô, Cô không chú ý sẽ có kết cục như thế nào? Nếu những người gây chuyện với cô hôm nay là kẻ thù của cô, muốn lấy mạng cô, liệu cô có còn cơ hội đứng đây hay không? Nếu gót giày dẫm xuống tay cô đổi lại là dao hay là súng, cô thử nói xem kết quả sẽ như thế nào. Không chú ý, ba từ này tuyệt đối không thể tồn tại trong thế giới của chúng tôi, lập hộ hắn một tiếng rồi nói tiếp, những người sống trên giang hồ như chúng tôi cần phải thận trọng. Luôn cẩn thận mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương còn chưa đủ, lúc nào cũng phải tâm niệm phải cần cẩn thận hơn nữa. Không chú ý. Nếu chúng tôi không chú, không biết chết bao nhiêu lần rồi, còn có thể ở đây đắc ý hay sao, ly tâm ngay người khi nghe lập hộ nói một hơi dài. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện này bao giờ, cuộc sống trước đây của cô không cần phải thận trọng. Nhìn bộ dạng thẫn thờ của ly tâm, lập hộ bất giác thở dài, hôm nay lão đại tức giận, lên tiếng dạy bảo cô cũng chỉ muốn tốt cho cô mà thôi nếu đổi lại là người khác liệu lão đại có nổi cơn lôi đình hay không tôi còn tưởng cô là người thông minh không ngờ cô lại hồ đồ như vậy nghe những lời của lập hộ ly tâm nghiến răng không lên tiếng lập hộ lắc đầu con người của lão đại không quan tâm đến người khác cũng không biết thể hiện thái độ quan tâm nhưng lão đại tuyệt đối không tệ bạc với người của lão đại tôi tưởng cô đi theo lão đại một thời gian ít nhất cũng biết tính lão đại chứ ly tâm bắp tráng nói khẽ dù tôi có làm sai lão đại cũng không thể bắt tôi đi hát lao làm vậy khác nào muốn lấy mạng tôi lập hộ mỉm cười cô có bản lĩnh vượt qua chốn hát lao hay không trong lòng lão đại biết rõ hơn ai hết lần này lão đại chỉ là cảnh cáo cô mà thôi lão đại muốn cô sau này chú ý hơn làm gì cũng không được chủ quan lập hộ nói tiếp có điều bắt cô đi hắc lao không phải muốn lấy mạng cô. Hắc lao là nơi rèn luyện con người. Nếu cô có thể rời khỏi nơi đó bình an, ba từ không chú ý cả đời này sẽ không còn liên quan gì đến cô. Dù sau này cô có gây chuyện với người không nên gây chuyện. Hay có kẻ nào đó muốn tính sổ với cô, thì phải xem hắn có năng lực tiêu diệt cô hay không. Đi hắc lao chỉ tốt cho cô mà thôi. Dù lão đại và chúng tôi có ở bên cạnh bảo vệ cô, cũng không thể bằng cô rèn luyện bản lĩnh tự bảo vệ mình. Ly Tâm nghe xong liền chớp chớp mắt, nhìn về phía tề mặt lúc này đang cau mày nói chuyện với Gia Wen. Cô quay đầu mỉm cười, bảo vệ. Hình như kể từ lúc gặp lão đại, toàn là tôi cứu anh ta thoát chết, lập hộ liền gật đầu, biết rồi. Cô là phúc tinh của lão đại và chúng tôi được chưa? Để tôi kêu người đưa cô đi nghỉ ngơi, Ly Tâm biết không có mệnh lệnh của tề mặt, lập hộ tuyệt đối không dám làm theo ý mình cô lập tức mở miệng, tôi còn chưa ăn cơm nữa. bữa sáng, bữa trưa, bữa tối chưa có gì vào bụng, lập hộ nhăn mặt, ý cô là gia quen lão đại không cho cô ăn cơm đúng không? thấy vẻ mặt trạng rỡ của ly tâm, anh ta liền vẫy tay gọi người đến, cơm nước đã chuẩn bị cho cô từ lâu. cô đúng là người đàn bà chỉ biết đến ăn, không hiểu lão đại thấy cô đặc biệt ở điểm nào. ly tâm cười híp mắt với tề mặt ở trong phòng khách. sự việc ngày hôm nay coi như xong. Cô thấy tề mặt và lập hộ nói đúng Là cô quá bất cẩn Vận may rồi cũng có ngày dùng hết Sau này cô cần phải dựa vào bản lĩnh của mình Và hành sự cẩn thận hơn mới được Ăn một bữa ngon lành Mọi sự mệt mỏi đều tan biến Cả người ly tâm vô cùng tỉnh táo Cô nhìn ra ngoài cửa sổ Thấy bên ngoài có nhiều người và xe lặng lẽ đi lại trong bóng đêm. Phía xa xa có hai chiếc máy bay trực thăng từ trên không trung hạ cánh xuống giữa sân, sau khi có dịp ngồi trên chiếc máy bay quân dụng của Diawen. Ly Tâm không còn cảm thấy kinh ngạc khi hai chiếc máy bay trực thăng lọt vào tầm mắt. Những người có tiền mua máy bay trực thăng cũng không có gì là lạ, lạ. Còn đối với Tề Mặt và a Wen, đó chỉ là món đồ chơi nhỏ, đưa mắt về mấy chiếc xe cảnh sát ở đằng xa, Ly Tâm bất giác lắc đầu. Do trước đây cô làm nghề không minh bạch nên cảnh sát đối với cô là sự tồn tại tương đối nhạy cảm, Ly Tâm không thể có cảm tình với họ. Mấy chiếc xe cảnh sát lần lượt lăn bánh, Ly Tâm biết bọn họ không tìm ra thứ gì khả nghi. Nếu chuyện còn con này tề mặt cũng không đối phó nổi. Hắn không thể nào ngồi ở vị trí lão đại lâu như vậy, Ly Tâm vô tình nhìn về phía máy bay trực thăng, phát hiện có hai người đàn ông từ trên máy bay bước xuống một cách vội vã. Mặc dù Ly Tâm cách đó khá xa nhưng do cô ở vị trí trên cao lại có ánh đèn chiếu sáng nên Ly Tâm có thể nhìn rõ. Hai người đàn ông vừa xuống máy bay, một người mặc thường phục còn một người mặc quân phục. Hai người đàn ông đi theo Hồng ưng vào phòng khách. Ly Tâm đột nhiên cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Cô nhanh chóng rời khỏi phòng ăn, chạy về phía phòng khách. Nơi có Tề Mặt và Di A Tề Lão Đại, Di A Lão Đại. Hai người có ý gì vậy? Ly Tâm nấp bên ngoài cửa phòng, vừa ngồi xổm xuống liền nghe thấy một tiếng nói phẫn nộ vọng ra, ra đi. Giọng nói vô cùng lạnh lùng và nghiêm khắc của Tề Mặt đột nhiên truyền đến tai Ly Tâm, Ly Tâm sờ lên chóp mũi ngẩng đầu liền nhìn thấy hoàng ưng không biết đứng ở cửa từ bao giờ ly tâm bất giác nhíu mày cô ở ngoài nghe trộm tề mặt biết là cô nên cho cô vào sau hoàng ưng trừng mắt nhìn ly tâm rồi đứng tránh sang một bên để ly tâm đi vào trong ly tâm nhún vai cô vốn không phải là người có tính tò mò hiếm khi cô có hứng thú nghe trộm người khác nói chuyện ai ngờ bị bắt ngay tại trận xem ra mấy hành động lén lút không thích hợp với cô Ly Tâm chỉnh đốn lại quần áo, theo hoàng ưng đi vào trong, thấy Ly Tâm đi vào, tệ mặt nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo. Cô dám đi nghe trộm, đúng là làm mất mặt hắn. Ly Tâm bắt gặp ánh mắt hung dữ nhưng không xuất hiện tia sát khí của tệ mặt, cô liền mỉm cười với hắn rồi ngoan ngoãn đứng ra sau lưng tệ mặt, hai người đàn ông ngồi đối diện Tề mặt và gia quen tuổi tác không lớn không nhỏ. Tầm 40 đến 50 tuổi. Người đàn ông mặc quân phục ngồi gần chỗ Ly Tâm nên cô có thể nhìn rõ. Ly Tâm không khỏi cảm thấy kinh ngạc, người này là tướng quân mang quân hàm thượng tướng. Còn người mặc thường phục ngồi bên cạnh, phía dưới lộ ra đuôi áo. Ly Tâm giật mình khi phát hiện đuôi áo đó cũng là quân phục. Tuy nhiên, cô không nhìn ra quân hàm của người đó. Người đàn ông này và viên thượng tướng kia ngồi ngang hàng nên Ly Tâm đoán, cấp bậc của ông ta chắc chắn không phải là nhỏ, ngẫm đi nghĩ lại, Ly Tâm hiểu ra tại sao cô đột nhiên nảy sinh lòng hiếu kỳ. Hai vị tướng quân của đất nước này đi máy bay trực thăng đến dinh thự của Tề Mặc, Ly Tâm không muốn tò mò cũng không được. Xem ra, thế lực của Tề Mặc và Jiawen lớn đến mức ngoài sức tưởng tượng của cô, người của tôi. Tề Mặc lãnh đạm thốt ba từ đơn giản giải thích với hai người đàn ông đối diện, sau khi nghe câu nói của Tề Mặc, ánh mắt của hai người đàn ông đối diện mất đi vẻ cảnh giác ly tâm hiểu ý của tề mặt khi giới thiệu cô với đối phương đối phương có chức vị không thấp tề mặt lại trực tiếp giới thiệu cô để họ làm quen với cô nghĩ đến đây ly tâm bất giác nhăn mặt sau này việc thoát khỏi tề mặt sẽ ngày càng khó khăn hơn nếu toàn thế giới đều biết cô là người của hắn thì cô còn biết trốn đi đâu người đàn ông mặc quân phục đảo mắt qua ly tâm rồi quay sang tề mặt nói giọng phẫn nộ tề lão đại hôm nay anh có ý gì hai chiếc máy bay quân dụng tự nhiên bay đến đây rốt cuộc các anh định làm gì tề mặt bình thản trả lời người đàn ông mặc quân phục tôi vội quá không có ý gì khác người đàn ông mặc thường phục nghe tề mặt nói vậy thở phào nhẹ nhõm tôi còn tưởng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng làm tôi phải bay thẳng từ nước ngoài về đây người mặc quân phục liền gật đầu không có ý gì khác là được rồi các anh bay qua đây một cách lộ liễu như vậy tôi nhận được tin báo không thể không xử lý hai vị lão đại sau này nếu hai vị đến australia xin hãy thông báo trước các anh đột nhiên nhập cảnh khiến hạ cấp của tôi trở tay không kịp còn tưởng là kẻ địch xâm nhập bây giờ cả cục an ninh quốc gia của chúng tôi ở trong tình trạng náo loạn như chuẩn bị chiến tranh đến nơi diawen liền cười lớn ai bảo các ngài đều là những người vô cùng bận rộn muốn liên hệ với các ngài không biết phải qua bao nhiêu kênh mượn tuyến hàng không quân dụng của các ngài là phương thức thông báo cho các ngài nhanh nhất gương mặt người đàn ông mặc thường phục hoàn toàn nhẹ nhõm, ông ta tự người vào thành ghế sofa. Ly tâm thầm nghĩ, hóa ra máy bay của Gia Quen đến đây bằng đường hàng không quân dụng, thảo nào trên đường đi không gặp trở ngại, chỉ bị cảnh sát đuổi đến cửa. Những mối quan hệ ngầm quả là phức tạp, nhưng thương ngài cục trưởng, cấp dưới của ngài hành động nhanh quá đi. Cả hai lần đều xông tới đây gây khó dễ cho chúng tôi. Hồng ưng đứng sau tề mặt, nhìn người đàn ông khoác quân phục bằng ánh mắt bình thản, vị cục trưởng phẩy tay, tôi biết rồi. Tôi sẽ xử lý vụ này, các anh đừng lo, Hồng ưng mỉm cười, chúng tôi không lo. Có hai vị, bất cứ chuyện gì cũng có thể giải quyết, người đàn ông mặc thường phục nghe vậy cười ha hả, Hồng ưng nói không sai. Việc còn con này chẳng đáng gì, các anh đừng bận tâm. Nhưng cấp dưới của tôi hành động nhanh chứng tỏ năng lực không tồi mong hai vị lão đại đừng gây khó dễ cho bọn họ hồng ưng cười lớn nếu chúng tôi gây khó dễ cho bọn họ liệu họ có thể an toàn trở về bọn họ có hành động nhanh có năng lực hay không đều không nằm trong phạm vi quan tâm của chúng tôi chỉ vì nể mặt hai vị nên chúng tôi mới không động đến họ có điều ngài cục trưởng tốt nhất nên quản thúc bọn họ hai ngày tới chúng tôi còn có chút việc cần làm hy vọng bọn họ sẽ không đến gây phiền nhiễu đừng để đến lúc đó người vô tội bị liên lụy cục trưởng cục an ninh nghe hồng ưng nói vậy liền mỉm cười gật đầu được được thôi điều này tuyệt đối không thành vấn đề vừa rồi chúng tôi đã phê bình họ nghiêm khắc sau này chắc chắn họ sẽ không tới đây làm phiền các vị nếu họ còn không nghe lời tôi và tự ý hành động các vị không cần nể mặt tôi muốn xử lý thế nào cũng được hồng ưng gật đầu có câu này của ngài cục trưởng là được rồi, người đàn ông mặc thường phục bị cục trưởng cục an ninh cướp lời, liền hắn giọng rồi quay sang tề mặt, vậy hai vị đến đây vì việc gì mà vội vàng như vậy? Có cần chúng tôi giúp gì không? Dù sao đây cũng là đất nước của chúng tôi, Gia Wen gật đầu, tôi cũng vừa có ý đó, người mặc thường phục lên tiếng, chỉ cần trong khả năng của chúng tôi, các anh cứ đề xuất. Cục trưởng Cục An ninh cũng gật đầu, tề mặt lạnh lùng nhìn hai người đàn ông đối diện hắn đang mười ngón tay đặt trên đùi cất giọng từ tốn tôi muốn biết các ngài có mua vũ khí trong khoảng thời gian này hay không cục trưởng cục an ninh lập tức đứng dậy gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên đất nước chúng tôi từ trước đến nay luôn mua vũ khí từ hai vị tề lão đại nói vậy là có ý gì tề mặt phất tay không có ý gì cả tôi có một lô hàng bị đánh tráo nghe nói lô hàng này được bán sang australia tề mặt vừa dứt lời hai người đàn ông quay sang nhìn nhau ánh mắt họ lộ vẻ thâm trầm ngờ vực cục trưởng cục an ninh ngồi xuống ghế lên tiếng hỏi người đàn ông mặc thường phục bộ trưởng thời gian gần đây có tin tức gì của đối thủ không chúng bắt đầu hành động rồi à người đàn ông mặc thường phục được gọi là bộ trưởng nhíu mày đáp không thấy có tin chúng có hành động bất thường nhưng nếu địa điểm hàng đến là australia chắc chắn người mua ở bên này đúng là chỉ bọn chúng mới có thực lực và giả tâm mua lô hàng đó chúng giỏi thật đấy, dám qua mặt chúng ta. Nếu hôm nay tề lão đại và Gia Quen lão đại không truy đuổi đến đây, chúng tôi còn chẳng biết gì, thấy thần sắc của hai vị quan chức quân đội có vẻ nghiêm trọng, tề mặt cất giọng lạnh lẽo, tôi không có hứng thú với việc nội chính của các ngài. Tôi chỉ muốn biết đối phương là ai. Nơi nào là nơi có khả năng đón hàng nhất. Còn nữa, hãy mở con đường đặc thù của các anh cho chúng tôi. Tôi cần dùng một số thứ, Ông bộ trưởng và cục trưởng liếc nhìn nhau mà không lên tiếng. Gia Quen thấy vậy mỉm cười, chỉ là một con đường đặc biệt thôi mà. Các ngài phải biết lô hàng này có trị giá hơn 40 tỷ đô la, toàn là vũ khí loại hình mới. Nếu rơi vào tay đối thủ của các ngài, tôi tin mảnh đất yên bình như Australia rồi cũng sẽ thay đổi hoàn toàn, hơn 40 tỷ. Mẹ kiếp, nhiều như vậy sao? Cục trưởng Cục An ninh vừa la lớn vừa vung nắm đấm về phía trước ông bộ trưởng nhìn tệ mặt và diawen gật đầu nói không thành vấn đề các anh cần mở con đường đặc biệt nào thì cứ đề xuất các anh không mang quân bị tới chúng tôi có thể chuẩn bị cho các anh về vấn đề vừa đề cập chúng tôi sẽ điều tra cẩn thận rồi cho các anh câu trả lời chắc chắn bộ trưởng nói xong cục trưởng cục an ninh lập tức tiếp lời chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa cho các anh có điều nhân cuộc truy đuổi lô hàng lần này mong hai vị lão đại tiêu diệt gọn đối phương tề mặt nói lãnh đạm, nếu đối phương chỉ là người mua vũ khí, chúng tôi sẽ không đắc tội họ. Dù là người khác hay bản thân tôi. Tôi chỉ là nhà buôn vũ khí, chỉ biết chuyện buôn bán, tuyệt đối không can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước các ngài. Chuyện nội chính của các ngài, các ngài hãy tự giải quyết, Cục trưởng Cục An ninh cao mày. Ông Bộ trưởng ngồi bên cạnh liền đặt tay lên vai Cục trưởng, nói với tề mặt, chúng tôi hiểu. Việc nội bộ của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự xử lý. Đúng rồi, Tề lão đại, cuối năm chúng tôi định mua một lô hàng của anh. Anh cũng biết thế giới này phát triển rất nhanh, có một số thứ không theo kịp thời đại thì không được đâu. Tề lão đại thấy thế nào? Tề mặt gật đầu, không thành vấn đề, tôi có thể giảm giá 20% cho các ngài. Còn những việc khác các ngài tự xem xét, tôi sẽ không hỏi nhiều, hai vị quan chức nghe xong lộ vẻ vui mừng rõ rệt. Tề mặt nói sẽ giảm 20% cho bọn họ coi như đáp lại việc họ giúp đỡ lần này còn về khoản tiền chênh lệch không phải là nhỏ họ muốn nuốt hết hay làm gì hắn sẽ không can thiệp nghe qua cũng có thể thấy hai vị quan chức được hưởng lợi lớn từ vụ mua bán chúng tôi sẽ nhanh chóng báo tin cho các anh ông bộ trưởng và cục trưởng liền đứng dậy cười nói vui vẻ tề mặt gật đầu thay câu trả lời Gia quen mỉm cười chào tạm biệt hai vị đi nhé hai vị quan chức cao cấp nhanh chóng đi ra cửa và khuất dạng trong chốc lát, lợi hại thật. Các anh rốt cuộc định làm gì? Đối phương không phải kẻ tầm thường. Ly Tâm bước lại gần tề mặt và Gia Wen, gương mặt cô vẫn chưa hết vẻ kinh ngạc, con đường đặc biệt là thứ gì? Qua lời nói mang đầy hàm nghĩa của hai người đàn ông được gọi là bộ trưởng và cục trưởng đó, con đường đặc biệt này không phải là chuyện nhỏ. Lại còn quân bị nữa chứ, tề mặt không đưa quân bị sang bên này, Họ tự nguyện cung cấp cho hắn. Không hiểu tề mặt và Gia Wen định làm gì. Chỉ là việc tìm lại một lô vũ khí, có cần thiết phải chuẩn bị như sắp đi tiêu diệt cả một đất nước thế kia không? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc và ngờ vực của Ly Tâm, Gia Wen bất giác tự người vào thành ghế sofa, môi nhấp một ngụm rượu vang, truy đuổi vũ khí. Lẽ nào cô không biết sao, Ly Tâm lường Gia Wen, khiến anh ta bật cười ha hả, đối phương quả thực không phải nhân vật tầm thường một người là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, một người là Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia. Trong khi đó, kẻ có khả năng mua lô vũ khí trị giá 40 tỷ đô la cũng tuyệt đối không phải thế lực nhỏ. Thời gian đối với chúng tôi vô cùng cấp bách, không thể bố trí lực lượng trong một khoảng thời gian ngắn. Vì vậy, chúng tôi cần mượn thế lực của bọn họ. Nếu biết tề đem cả một chiến hạm từ châu Âu sang bên này, nghe rằng không chỉ có đất nước này mà cả thế giới kinh động ấy chứ. Ly Tâm nghe Diawen nói chuyện thản nhiên, còn tề mặt và hồng ưng vẫn vô cảm như thường lệ. Cô bất giác than thầm. Không thể tưởng tượng nổi thế lực của tề mặt lớn đến mức nào. Quan hệ với loại người như hắn, Ly Tâm thấy mình gần phát điên, tề mặt đưa mắt nhìn Ly Tâm, thấy gương mặt để lộ cảm xúc phức tạp, hắn cất giọng lạnh lùng, thu dọn đồ. Ngày mai người của Diawen sẽ đưa cô đi hát lao, Ly tâm toát mồ hôi lạnh khi nghe giọng nói đều đều không cao không thấp của tề mặt. Cô quay sang đối mặt hắn, không chú ý là lỗi của tôi. Phạt tôi đi hát lao thì hơi quá. Dù sao tôi cũng có công lấy được con chip. Tề lão đại, anh sẽ thưởng gì cho tôi? Theo tôi được biết, tề lão đại là người thưởng phạt công minh, gương mặt tề mặt càng băng giá hơn. Di A-Wen và Hồng Ưng ở bên cạnh đều tập trung bốn con mắt về phía Tề Mặc và Ly Tâm với vẻ vô cùng hứng thú. Tề Mặc cau mày hỏi Ly Tâm, cô muốn thưởng gì? Ly Tâm tiến lên một bước, càng sát gần Tề Mặc, "Tôi không đi hát lao, đây phần thưởng tôi muốn." Nghe Ly Tâm nói vậy, Tề Mặc từ từ tựa ra ghế sau, chậm rãi nhã từng từ một, "Cô to gan thật, tôi chưa từng nói tôi gan nhỏ bao giờ." Ly Tâm tỏ ra không nhượng bộ, mặc dù lập hộ nói tề mặt chỉ có ý dạy bảo cô nhưng con người hắn vô cùng đáng sợ, hắn sẽ ném cô đi hắc lao thật sự cũng không biết chừng. Một khi vào chốn hắc lao, dù ly tâm không mất mạng nhưng chắc chắn cũng sẽ trầy da tróc vẫy. Không còn cách nào khác, cô phải mạnh dạn tranh thủ giành lấy lợi ích của mình, thấy ly tâm trừng trừng với mình, ánh mắt không hề lộ một tia sợ hãi, tề mặt cất giọng lạnh lùng, hôm nay tôi sẽ bỏ qua, không thưởng cũng không phạt cô. Nhưng nếu cô còn để tôi một lần nữa nghe ba từ đó, cô cũng không cần đi hắt lao báo danh, tôi sẽ trực tiếp cho cô thấy, cô không chú ý sẽ phải lãnh hậu quả như thế nào." Ly Tâm nghe xong thở phào nhẹ nhõm, miệng nở nụ cười rạng rỡ. Gia Wen cười vui vẻ, đây là lần đầu tiên tôi thấy Tề bỏ qua cho người khác. Cô gái nhỏ, hãy cố lên. Tôi thật sự muốn biết sau này Tề còn thay đổi như thế nào. Tề bắt đầu biết quan tâm đến người khác đúng là chuyện hiếm có, Gia yeah Wen, anh ngứa da rồi phải không? Tề mặt cất giọng lạnh lùng, không chứa sự phẫn nộ hay chỉ trích nhưng khiến người nghe có thể cảm thấy thái độ không hài lòng của hắn. Đi thôi. Tề mặt đứng dậy, một tay ông eo ly tâm đưa cô bước đi. Ly tâm liếc nhìn người bên cạnh, không nói một lời nào ngoan ngoãn đi theo hắn. Lúc này, tốt nhất không nên làm trái ý tề mặt, dù ly tâm không muốn rời khỏi đây một chút nào màn đêm nhanh chóng qua đi, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi khắp bốn phương ánh nắng chiếu trên mặt biển lấp lánh khiến vạn vật trở nên vô cùng sinh động hải phận quốc tế ba con tàu loại hình lớn rẽ sóng tiến về australia mỗi con tàu nặng hàng trăm tấn dáng vẻ nặng nề như không thể nặng hơn giống như sắp bị chìm xuống biển đến nơi bên cạnh ba con tàu này là mấy chiếc tàu chở dầu bình thường tuy nhiên đối với những người trong nghề như tề mặt chúng tuyệt đối không phải là tàu chở dầu thông thường tàu chở dầu chỉ là vỏ bề ngoài, còn bên trong chúng chính là quân hạm, tàu của quân đội, đám tề mặt ở trong một chiếc quân hạm do Bộ trưởng Quốc phòng cung cấp, theo dõi hệ thống định vị toàn cầu của Bộ Quốc phòng. Các thông số và hình ảnh dần hiện trên màn hình rõ mồn một, từ tốc độ, phương hướng. Khoảng cách, chắc là mấy con tàu đó. Gia Quen chăm chú nhìn màn hình, gật đầu lên tiếng. Tin tức Bộ Quốc phòng cung cấp nhất định không sai, tề mặt gõ nhẹ ngón tay lên bàn điều khiển ở phòng thuyền trưởng. Nhìn mấy con tàu trên màn hình, hắn cau mày nói, đừng quên những lời của Phê Suy, Dia Wen im lặng một lát, tôi biết. Có điều, chúng ta phải quan sát thêm mới có thể kết luận. Chúng ta không có nhiều thời gian. Vấn đề danh dự là tử huyệt của chúng ta, chúng ta không thể để bị mất mặt, tề mặt trầm ngâm vài giây rồi gật đầu, cử người đi lục soát. Di-a-wen lập tức quay đầu truyền đạt mệnh lệnh cho thuộc hạ hồng ưng dẫn đầu đám người của diawen lên một chiếc tàu ngầm trang bị hiện đại do bộ quốc phòng vừa điều đến chiếc tàu ngầm lặng xuống dưới mặt nước lao về phía ba chiếc tàu lớn khả nghi tề mặt và diawen đứng trong phòng thuyền trưởng chăm chú theo dõi cảnh thuộc hạ của bọn họ trên tàu ngầm lặng lẽ xâm nhập vào ba chiếc tàu lớn họ không rời mắt khỏi màn hình gương mặt lộ vẻ thận trọng chưa từng có người mua lô vũ khí chắc chắn không phải nhân vật tầm thường do lô hàng của tề mặt được bán đi trung đông căn bản không cần dùng đến quân hạm. Vì vậy, lô hàng không thể nào nằm trên quân hạm. Ba chiếc tàu lớn nhất định do Phê Suy chuẩn bị để chở hàng. Nhìn qua cũng có thể thấy, trị giá số hàng trên tàu không chỉ là con số 40 tỷ mà có thể lớn hơn nhiều. Lô vũ khí có trị giá lớn như vậy, đến bộ quốc phòng của đất nước này còn chưa từng đặt mua bao giờ. Có thể suy đoán, đối phương không hề đơn giản. Cộng thêm những lời nói từ Phê Suy, vụ mua bán của bà ta càng trở nên nguy hiểm hơn. Phây suy đã đến Australia rồi. Jiawen lên tiếng, tề mặt không thay đổi sắc mặt khi nghe Jiawen thông báo. Phây suy không phải đồ ngốc. Một khi phát hiện con chip biến mất, bà ta có thể suy đoán bị mất ở nơi nào rơi vào tay ai. Phây suy vội đến Australia không phải chuyện lạ. Do phây suy không có máy bay quân dụng như tề mặt và Jiawen bà ta tới muộn hơn hai người bọn họ cũng không có gì đáng ngạc nhiên, hãy giám sát Fei suy. Bà ta chẳng là gì cả, nhưng người hợp tác với bà ta không phải nhân vật đơn giản. Tề mặt nói lạnh lùng, Gia Wen gật đầu, tôi đã cử người giám sát ngay từ đầu rồi. Fei suy và Gia Wen có thế lực ngang hàng trong nội bộ mafia. Gia Wen hợp tác với tề mặt nhiều năm. Fei suy cũng không vừa, tìm một đối tác không nhỏ. Fei Suy và Jia Wen đều không phải là nhà sản xuất vũ khí, mà chỉ phụ trách giao dịch tiêu thụ, lão đại, mọi người đã lên tàu. Từ chiếc tàu ngầm, Hồng ưng lên tiếng bẩm báo, tề mặt gật đầu, hãy tiến hành giám sát, đừng để xảy ra bất cứ sơ suất nào, vâng, thưa lão đại. Hồng ưng hiểu rõ, Hồng ưng là người từ trước đến nay làm việc vô cùng cẩn trọng, lại có lập hộ ở bên cạnh. Tề mặt tương đối tin tưởng năng lực của hai người. Hắn cất giọng đều đều, lấy cho tôi một ly trà không nghe thấy tiếng trả lời tề mặt cau mày vừa định quay lại một ly trà nóng đưa đến trước mặt hắn tề mặt cầm lên uống một ngụm ai pha vừa nói hắn vừa quay người về phía sau một thuộc hạ của di a đứng sau tề mặt cúi đầu đáp là thuộc hạ tề mặt đảo mắt quanh phòng thuyền trưởng ly tâm đâu thuộc hạ không biết ạ à, thuộc hạ không thấy cô ấy anh chàng thuộc hạ vừa nói vừa đứng sang bên cạnh di a wen. wen mở miệng hỏi mắt vẫn không rời khỏi màn hình chuyện gì vậy ly tâm chẳng phải đi theo anh sao thần sắc của tề mặt càng trở nên lạnh lẽo hắn cất cao giọng đi gọi hoàng ưng đến đây cho tôi lão đại tìm tôi có việc gì hoàng ưng ở khoang sau phụ trách quan sát mặt biển và tình hình dưới đáy biển nghe nói tề mặt tìm anh ta anh ta liền vội vàng chạy lên phòng thuyền trưởng ly tâm đâu rồi tề mặt tối sầm mặt hỏi hoàng ưng từ lúc đi khỏi khu biệt thự ly tâm luôn ở bên cạnh hắn khi lên tàu tề mặt còn nhìn thấy cô sau đó do mãi theo dõi tin tức trên màn hình tề mặt không để ý đến ly tâm giờ mới phát hiện cô đã biến mất tề mặt biết ly tâm tuyệt đối không có bản lĩnh bỏ trốn vậy cô đang ở đâu hoàng ưng vội lên tiếng ly tâm bị say sống nên tôi để cô ấy ra khoan sau nghỉ ngơi rồi ạ à. ban đầu hoàng ưng không biết ly tâm bị say sống nhưng lúc chuẩn bị tách tàu anh ta nhìn thấy gương mặt tái mét của ly tâm mới biết trong người ly tâm khó chịu lúc đó tề mặt đang tập trung tinh thần quan sát tình hình nên hoàng ưng mới không báo cáo nghe hoàng ưng nói vậy gương mặt tề mặt hơi giãn ra hắn ra lệnh hoàng ưng đưa cô ta lên đây vâng ạ à. không cần hoàng ưng dặn dò một người thuộc hạ biết tính tề mặt chạy ngay xuống khoang dưới tìm ly tâm báo cáo lão đại không thấy đâu ạ à, trong khoang không có một ai trên tàu cũng không tìm thấy người một lát sau người vừa chạy đi quay lại bẩm báo tề mặt nghe xong sắc mặt khó coi đến mức đáng sợ hoàng ưng liền gọi người phụ trách đến hỏi anh điều hết người ở khoang sau lên tàu ngầm rồi à đối diện với gương mặt đáng sợ của tề mặt và hoàng ưng người phụ trách bất giác run rẩy tôi điều đi hết rồi à tôi siết tề mau xem đi người phụ trách còn chưa nói dứt lời Di Quen đột nhiên chửi thề, cùng lúc đó, Hồng ưng trên chiếc tàu ngầm gửi tin đến, lão đại, rốt cuộc trên đó cử bao nhiêu người xuống đây. Tại sao bây giờ lại thừa ra một người, tề mặt nhanh chóng quay người nhìn lên màn hình. Dưới đáy biển, có một thân hình đeo độ lặng biển cố gắng leo lên một trong ba con tàu lớn. Nhìn động tác vụng về của người đó, nếu không có bình dưỡng khí và máy đẩy, không biết người đó sẽ bị chìm từ lúc nào. Người đó bám lấy đáy tàu như con dung đất, động tác chậm chạp đến mức trốt ruột, bộ dạng thảm thương không thể tả nổi, lúc này, gương mặt tệ mặt chỉ còn động lại sự phẫn nộ. Ly trà trong tay hắn bị bóp vỡ tan tành. Tề mặt ném mạnh mảnh vỡ sang một bên, cất giọng đầy giận dữ với Gia Wen, nơi này giao cho anh. Vừa nói, hắn vừa sải bước rộng về phía khoang dưới. Thân hình quen thuộc ở trên màn hình vừa rồi, ngoài ly tâm ra còn ai, nhờ bình dưỡng khí và máy đẩy bên người, ly tâm nặng nhọc leo từ đáy tàu lên thành tàu chui vào một góc tối ly tâm há miệng thở hổn hển tại sao cô lại bị say sóng tại sao lại xảy ra chuyện vô lý như thế này ngẩng mặt nhìn lên thành tàu ly tâm cảm thấy toàn thân cô mềm nhũng trước đây mỗi khi tham gia hành động ly tâm đều đi máy bay chưa từng đi tàu biển bao giờ khi theo tề mặt lên chiếc quân hạm ly tâm còn tưởng cô có dịp trải qua thử thách mới lạ nào ngờ sự mới lạ này nằm ngoài sức tưởng tượng của ly tâm. Cô bị say sóng liễn xiển, nhìn từng lớp sóng xô đến, ly tâm cảm thấy toàn thân bị một sự hành hạ vô cùng vô tận, tuy nhiên, say sóng còn chưa phải là chuyện tồi tệ nhất. Đáng sợ hơn cả là chuyện ly tâm có mặt nơi này. Tại sao cô bị đẩy đi do thám trên con tàu của kẻ địch? Cô bị say sóng nên được đưa đến khoang sau nghỉ ngơi. Trong cơn mơ mơ tỉnh tỉnh, ly tâm xuống tàu ngầm lúc nào cô không hay biết ly tâm chỉ nhớ là cô bị người bên cạnh lôi đi lôi lại. Đến lúc đầu óc tỉnh táo một chút, ly tâm phát hiện cô đang ở dưới đáy biển. Nhìn đàn cá bơi lội tung tăng quanh mình, ly tâm không hề cảm thấy hưng phấn hay thích thú mà chỉ muốn giết người. Cô không biết bơi, ném cô xuống đáy biển rốt cuộc là ý của ai. Đưa mắt nhìn quanh khoang thuyền tối âm, ly tâm khôi phục hoàn toàn thần trí. Cô nghiến răng nghiến lợi vung nắm đấm về phía trước. Khi quay về, Cô nhất định phải đòi lại công bằng mới được. Bọn họ dám bắt cô đi làm nhiệm vụ trong lúc cô không tỉnh táo, Ly Tâm tháo bộ đồ dưỡng khí và máy đẩy nặng trịch trên người cất vào một chỗ. Lúc trở về, cô còn cần đến mấy thứ này. Không có nó, chắc chắn cô sẽ làm mồi cho cá. Ly Tâm thậm chí còn tháo cả máy thông tin đeo trên người đem đi giấu. Cô chưa sử dụng thứ đó bao giờ nên không biết đó là bộ phận liên lạc. Shit, họ bắt mình đến đây làm gì nhỉ? Ly Tâm vỗ vỗ đầu, cố chịu từng cơn buồn nôn trong lòng ngực. Cô vừa lẩm bẩm chửi thề vừa lặng lẽ đi lên phía trên con tàu, con tàu lớn thật. Ly Tâm lặng lẽ đi băng qua khoang tàu, cô không có cảm giác nào khác ngoài một chữ đại, lớn. Ly Tâm không rõ nhiệm vụ của mình là gì nên cô đành đi lung tung. Vừa tiến bước, Ly Tâm vừa nhìn xung quanh bằng ánh mắt kinh ngạc. Mặc dù chưa từng đi tàu bao giờ nhưng có thể dễ dàng nhận ra, con tàu này lớn hơn tàu của tề mặt gấp mấy lần đi vài vòng ly tâm không gặp một bóng người mặc dù vẫn hơi chóng mặt nhưng trí thông minh của cô vẫn còn ly tâm biết tề mặt muốn tìm lô vũ khí trên con tàu này vì vậy hắn cử cô đến đây chắc chắn không ngoài mục đích bắt cô đi tìm vũ khí mặc dù ly tâm chưa trực tiếp nghe mệnh lệnh từ tề mặt đi quanh tầng một rồi lên tầng hai ly tâm không rõ con tàu này bố trí như thế nào đâu là lối vào và lối ra đâu là đầu tàu và đuôi tàu. Cô chỉ đi tìm theo trực giác của mình, anh thử nói xem bọn chúng có đến đây tìm không. Một giọng nói từ khoảng cách không xa vọng đến. Ly Tâm liền dừng bước, nép sang một bên, chắc chắn đến, đối phương không bao giờ chịu thiệt đâu. Một giọng nói đầy âm mũi cất lên, anh nói chí phải. Gia có thể chịu thiệt chứ tên tề mặt sẽ không bỏ qua. Cũng tốt, mong chúng đến nhanh lên. Chúng ta sẽ đợi chúng, Dùng sinh mạng của tôi để đổi lấy sự vinh hoa phú quý cả đời cho người thân, tôi thấy cũng đáng." Lại là giọng nói đầy âm mũi, Ly Tâm hơi nhíu mày, đưa tay bóp trán. Nghe người còn lại vỗ tay tán thưởng, Ly Tâm ít nhiều đoán ra sự việc. Hai người đàn ông này chờ đám tề mặt đến rồi liều chết cùng họ. Nói như vậy, con tàu này nhất định có gì đó bất ổn, sau khi lĩnh ngộ ra, Ly Tâm quyết định đi tìm hai người đàn ông xem ra hai người này là kẻ đứng đầu chắc biết không ít chuyện so với việc lãng phí thời gian đi tìm lô vũ khí tìm đến họ có lẽ thu hoạch càng nhiều hơn gặp phải bức tường thép rất lớn ly tâm sờ soạn một hồi cũng không tìm thấy cửa khóa nếu có cửa khóa cô sẽ có bản lĩnh lẻn vào mà không ai biết nhưng không có khóa cửa thì cô phải làm thế nào ly tâm không thể lấy thuốc nổ phá tường như tề mặt vì vậy cô đành thở dài đứng nghe tiếng nói chuyện ở vách bên cạnh không ngừng truyền tới mình không tin mình không làm được ly tâm lẩm bẩm rồi tránh người qua đóng chướng ngại vật đi sang bên kia chỗ này không thể qua chắc chắn sẽ có chỗ qua được càng đi vào trong càng tối hơn may mà ly tâm từng được huấn luyện hành động trong bóng tối chỉ cần một vệt sáng rất mờ cô cũng có thể nhìn thấy rõ mọi vật lần mò trong bóng tối hết khoảng thời gian một nén hơn rẽ qua vài ngã ly tâm nhìn thấy trước mặt một cửa sắt lớn trên cửa có khóa mật mã ly tâm nhếch mép nở nụ cười thách thức đối với cô khóa cửa chỉ là trò hề ly tâm sờ sờ chiếc nhẫn trông rất bình thường cô đeo trên tay từ chiếc nhẫn thò ra một sợi dây đặc biệt cực nhỏ vừa mềm mại như tơ vừa sắt như lưỡi dao ly tâm không nghiên cứu cách giải mật mã mà trực tiếp thò tay vào chỉ cần phá hỏng khớp của khóa mật mã nó lập tức trở thành sắt vụn đúng là đồ ngốc, dùng khóa mật mã làm gì chứ, ly tâm thốt khe khẽ. Có chiếc khóa nào cô không mở được, càng khóa hiện đại càng dễ mở. Đối với những người như cô, kiểu khóa cổ điển có khi còn phiền phức hơn một chút. Ly tâm chăm chú nhìn cửa sắt hơi hé mở, cô lách người thật nhanh vào bên trong, mẹ kiếp. Ly tâm thốt một câu chửi thề khi nhìn thấy đóng cần tên xếp ngăn nắp ở bên trong. Cô đã phán đoán sai phương hướng căn phòng có hai người đàn ông kia bầu không khí nặng nề bao trùm quanh ly tâm. Ly tâm không biết cấu tạo của con tàu hoàn toàn khác xe ô tô hay máy bay. Ở trên tàu chỉ cần tính toán sai một ly, cô sẽ đi cả ngàn dặm, tất cả đều là container xếp thành từng hàng. Nhìn không thấy tận cùng, ly tâm bất giác nhíu mày, xem ra đây là lô vũ khí tề mặt đang tìm. Nhớ lại nội dung cuộc trò chuyện của hai người đàn ông ban nãy, họ tuyệt đối không phải cố ý nói cho cô nghe, vì vậy trong này nhất định có vấn đề ly tâm di chuyển lại gần mấy đống container cô không ngửi thấy mùi kỳ lạ không có mai phục cũng không có phát hiện đặc biệt ly tâm hành nghề ăn trộm nên trong hoàn cảnh khép kín các giác quan của cô nhạy bén càng trở nên nhạy bén hơn cô có thể nghe thấy tiếng động dù nhỏ nhất đây là tố chất một kẻ trộm chuyên nghiệp cần có ly tâm nhắm mắt rồi lại mở mắt quan sát kỹ lưỡng nơi này đúng là không có gì bất thường cả khoang tàu yên tĩnh đến mức đáng sợ Ly Tâm sờ tay lên thùng cần container, dưới bàn tay là cảm giác lạnh lẽo và trơn láng. Ly Tâm lại điều khiển sợi dây nhỏ trên chiếc nhẫn, đâm vào góc trong của cần container. Cần container làm bằng thép bị sợi dây đặc biệt cắt thành một miếng khá lớn, để lộ những thứ ở bên trong, bên trong toàn là súng ống mới tinh. Có cây súng đã lắp ráp hoàn chỉnh, có cây tháo rời thành từng bộ phận. Bán súng màu đen tuyền lấp lánh. Ly Tâm hơi nhăn mặt khi phát hiện không có dấu hiệu bất thường vì nơi này hoàn toàn bình thường nên cô càng cảm thấy kỳ lạ khi nhớ lại những lời nói của hai người đàn ông ly tâm tháo chiếc hoa tai phát tín hiệu cuối người dò tìm đồng thời sợ mó đóng vũ khí trong cần nơ. chiếc hoa tai không hề có phản ứng cần ngoài đóng súng ống cũng không có gì đặc biệt ly tâm vừa định từ bỏ cuộc tìm kiếm thì một nút tròn nhỏ như chiếc cúc ở dưới đáy cần thu hút sự chú ý của cô vào lúc này tề mặt bước lên con tàu lớn hắn nhíu mày nhìn đống trang bị ly tâm giấu vào một góc. Tề mặt đoán ly tâm sẽ chẳng làm chuyện gì tử tế. Quả nhiên không sai, cô giấu đồ trong đó có cả máy liên lạc như giấu báu vật. Đúng là ngu xuẩn, lẽ nào việc say sóng ảnh hưởng đến trí thông minh và sự nhạy cảm của cô ta hay sao, tề lão đại. Một người toàn thân trang bị súng ống từ một góc chạy đến, tề mặt đưa mắt qua người đó, cất giọng đầy nộ khí, tìm thấy không, người vừa đến cúi đầu, thưa tề lão gia, chúng tôi đang tìm. Phía đuôi tàu không thấy đâu cả. Chúng tôi định tiến về phía đầu tàu tìm kiếm. Hai con tàu kia cũng không có tin tức gì cả. Tề lão đại, có tin rồi. Người đàn ông cung kính trả lời, cùng lúc này, từ phía mấy chiếc quân hạm ngụy trang vọng đến tiếng súng nổ. Tiếng Gia Quen thông báo qua hệ thống liên lạc, Tề, tôi đã cử thuộc hạ lên quân hạm rồi. Trên đó đều là người của Phê Suy, Tề mặt nói lạnh lùng, xác định lô hàng, không để lại một mống người, tất nhiên. Di-a-wen cười khẽ, câu nói không che đậy mùi máu tanh, tề mặt vẫn chưa cắt đứt liên lạc với Di-a-wen Trên con tàu hắn đang đứng đột nhiên xuất hiện tiếng súng nổ rác tai. Người đàn ông đứng bên cạnh tề mặt liền báo cáo, tề lão đại, chúng ta đã nổ súng vào đối phương, tề mặt đảo mắt qua đống trang bị lặng biển do ly tâm để lại, thần sắc hắn lộ vẻ tàn khốc chưa từng thấy. Hắn nhả từng chữ một, ngoài người đàn bà đó tôi không muốn nhìn thấy những người khác nói xong tề mặt quay người đi về phía đầu tàu vâng ạ à. người đàn ông bên cạnh lập tức thông báo mệnh lệnh của tề mặt qua bộ đàm cuộc đấu súng ngày càng kịch liệt trong khi đó ở khoang tàu bên này ly tâm vùi đầu nghiên cứu chiếc cúc nhỏ màu đen do nơi cô đứng có hiệu quả cách âm rất tốt nên ly tâm không hề nghe thấy tiếng súng nổ ở bên ngoài ly tâm mở thêm mấy container phát hiện một số cúc đen to nhỏ. Những thứ này giống bộ phận hẹn giờ nhưng hình như không phải, cũng không giống vật phát nổ. Ly Tâm nghĩ nát óc, không hiểu đây là thứ gì, Ly Tâm đột nhiên cảm thấy choáng váng. cô càng tiến sâu vào bên trong, Ly Tâm tiếp tục mở container, bàn tay nhạy cảm của Ly Tâm sờ vào thấy toàn là súng ống. Không có thứ nào khác. Đến một container, Ly Tâm đột nhiên sờ phải một cái hộp vuông. Nhìn vào bên trong, Ly Tâm thấy xếp từng khối vuông mà không hề có súng ống. Ly Tâm lôi một khối vuông ra ra ngoài quan sát, cô đột nhiên có cảm giác bị giật giật. Ly Tâm lập tức ngừng động tác, đây là cảm giác có sự liên kết với nhau. Ly Tâm lại lấy mấy khối vuông ra ngoài, cô phát hiện giữa các khối vuông được nối với nhau bằng một sợi dây mỏng như sợi tơ. Ly Tâm liền nhíu mày quan sát kỹ lưỡng, cùng lúc đó, tề mặt sải từng bước dài về phòng thuyền trưởng tiếng súng nổ trên con tàu lớn ngày một thưa thớt trong khi cuộc đò súng trên mấy chiếc quân hạm vẫn hết sức kịch liệt có thể thấy mấy chiếc quân hạm đi theo bảo vệ ba con tàu lớn còn tàu lớn không có bất cứ sức mạnh đáng kể nào đã chân đẩy cửa phòng thuyền trưởng tề mặt thấy hai người ông đang bị người của hắn khống chế tề mặt liền ngồi vào ghế thuyền trưởng không hề bận tâm đến ánh mắt phẫn nộ và thâm hiểm của hai người đàn ông hắn điều chỉnh hệ thống camera trên cả con tàu thông qua hình ảnh nhảy liên tục trên màn hình. Tề mặt chứng kiến người của hắn khống chế toàn bộ con tàu. Camera dò tìm mọi ngóc ngách con tàu, nhưng vẫn không thấy bóng ly tâm. Tề mặt càng xa sầm nét mặt, tề mặt, rốt cuộc anh muốn gì? Dám đến cướp hàng của chúng tôi, mục đích của anh là gì? Một giọng nói phẫn nộ từ phía sau vọng đến, tề mặt quay sang nhìn hai người đàn ông đang run rẩy. Hắn cất giọng lạnh lẽo, tôi đã nói tôi không muốn nhìn thấy người nào khác, vâng, thuộc hạ biết lỗi rồi. Thuộc hạ của Giawen liền lôi hai người đàn ông ra ngoài giải quyết bằng hai phát súng nhẹ như tiếng mở nắp chai. Bùng, mặt biển đột nhiên phát tiếng nổ cực lớn. Tề mặt đưa mắt nhìn, một chiếc quân hạm giả dạng ở vị trí cách xa con tàu của hắn nhất nổ tung, rồi biến thành biển lửa cháy rừng rực. Trong khi đó, chiếc chiến hạm của Giawen từ từ tiến đến gần, tề, tuyệt quá anh hãy cho tôi một chiếc đi gương mặt điển trai của Jiawen xuất hiện trên màn hình của hệ thống liên lạc ánh mắt anh ta đầy vẻ hưng phấn Tề mặt đáp lạnh lùng chỉ có lần này Jiawen cười lớn Tề cũng thật là tôi đã dám bắn tất nhiên sẽ không tạo thành sự uy hiếp đối với anh phạm vi phát nổ cũng chẳng đến chỗ anh Tề mặt không thay đổi sắc mặt cũng vậy thôi Jiawen nói Tề nhỏ mọn thật quả ngư lôi này hiệu quả tốt thật đấy không cần Diawen tán thưởng, tề mặt cũng biết rõ. Diawen vừa bắn ngư lôi, mấy chiếc quân hạm ngụy trang đột nhiên yên tĩnh hẳn. Mặc dù mấy con tàu ngụy trang đều là quân hạm nhưng người trên tàu chỉ là người phụ trách vận chuyển hàng, chưa chắc đã biết sử dụng vũ khí hiện đại, lão đại, những con tàu khác đã bị chúng ta chiếm lĩnh rồi ạ. À. Hồng ưng xuất hiện trên màn hình thay thế hình ảnh của Diawen. Tề mặt gật đầu, lục soát toàn bộ người của hắn dễ dàng khống chế đối phương ngoài sức tưởng tượng nên mọi việc cần hết sức thận trọng vâng tôi rõ rồi ạ à. hồng ưng đáp lời lão đại lão đại nên quay về tàu đi ạ à. tôi sẽ chịu trách nhiệm tìm ly tâm dù sao đó cũng không phải là tàu của chúng ta lập hộ đứng đằng sau hồng ưng lên tiếng lúc tề mặt yêu cầu đám hồng ưng quay về đón hắn rồi đưa hắn lên con tàu lớn bọn họ không thể giấu nổi sự kinh ngạc sau đó bọn họ mới biết ly tâm bị đẩy lên tàu của đối phương. Khi Hồng ưng và Lập Hộ ra lệnh người của Gia Quen hành động, bọn họ không thể ngờ ly tâm cũng bị đưa đi. Nghe nói ly tâm bị say sóng, lại chứng kiến bộ dạng rõ ràng không biết bơi của cô ở dưới đáy biển, bọn họ cảm thấy hết sức lo lắng. Tuy nhiên, việc tề mặt đích thân lên tàu tìm kiếm ly tâm khiến bọn họ vô cùng ngạc nhiên, tề mặt nói lạnh lùng, tôi có tính toán của tôi, các chú cứ làm việc của các chú hồng ưng và lập hộ đưa mắt nhìn nhau rồi tắt liên lạc tề mặt quan sát bàn điều khiển trong phòng thuyền trưởng hắn khởi động thiết bị phát thanh trên tàu không đợi đèn xanh bật sáng tề mặt lập tức mở miệng một ly tâm tôi cho cô một phút xuất hiện ở phòng thuyền trưởng giọng nói lạnh lùng và bá đạo của tề mặt trong chốc lát lan truyền khắp cả con tàu lúc này ly tâm đang từ từ mở container bên trong các khối vuông được nối liền với nhau cô bất giác rùng mình khi thấy từng tầng từng tầng khối vuông trước mặt mặc dù chưa từng sử dụng bao giờ nhưng ly tâm biết đó chính là thuốc nổ thuốc nổ thuộc tính kim loại quay đầu bắt gặp container khổng lồ ở đằng sau hai chân ly tâm mềm nhũng phá hủy con tàu này tuyệt đối không cần nhiều thuốc nổ như vậy rốt cuộc chúng có mục đích gì thuốc nổ thuộc tính kim loại không cần điểm hỏa cũng có thể phát nổ uy lực gấp mấy lần thuốc nổ bình thường trời ạ à! đây là thứ mất mạng như chơi, gương mặt vẫn chưa hết kinh hoàng, giọng nói bá đạo của tề mặt vọng đến khiến ly tâm toát mồ hôi lạnh. Ly tâm vội vàng đặt khối vuông trong tay xuống rồi nhanh chóng chạy ra bên ngoài, ly tâm mới chạy hai bước, những cúc tròn đen trong con tai đột nhiên phát sáng. Bức tường ở phía xa xuất hiện ánh sáng màu xanh lục mờ mờ, chiếu hắt ra cả khoang tàu tối âm như có ma quỷ treo ngươi, gì vậy nhỉ? Ly Tâm vừa chạy vừa lôi cúc đen ra nhìn cô chỉ thấy chiếc cúc không ngừng nhấp nháy trong bóng tối phát ánh sáng màu xanh lục và tiếng kêu tích tắc tiếng động phát ra từ chiếc cúc rất nhỏ nhưng do trong container có rất nhiều cúc tạo thành tiếng tích tắc rõ ràng khiến người nghe nổ da gà nghe tiếng động từ chiếc cúc ly tâm đột nhiên dựng tóc gáy đây chính là bộ phận hẹn giờ nhưng ai đã khởi động bộ phận hẹn giờ chắc chắn cô không phải là người khởi động vậy thì ai ly tâm tái mét mặt lấy hết sức bình sinh lao về phía cửa lớn. Cô vừa chạy vừa nghiến răng, cô tuyệt đối không tha thứ cho người nào dám khởi động mấy thứ nguy hiểm này, một tiếng rầm vọng tới, ly tâm cảm thấy còn đáng sợ hơn động đất. Ly tâm chạy đến bên cửa, lúc này cửa đã đóng kín mít. Ly tâm đẩy cửa, cửa không hề nhúc nhích. Cô giơ tay sờ lần, không phát hiện ra một khe hở nhỏ. Tiếng rầm vừa nãy chính là tiếng đóng cửa chắc chắn ai đó đã dùng điều khiển từ xa mục đích không phải nhốt người ở bên trong mà để người bên ngoài không thể vào trong ly tâm hốt hoảng sờ soạn khắp nơi lúc này cánh cửa như một bức tường nhẵn đừng nói là tìm thấy khóa đến một vết nứt cũng không có tiếng tích tắc tích tắc quái dị ở đằng sau giống như đến ngược thời gian lấy mạng người ly tâm nóng ruột đấm mạnh vào thành cửa cô điều khiển sợi dây trên chiếc nhẫn nhưng không có tác dụng cánh cửa được làm bằng sắt đặc biệt rất dày, chiếc nhẫn của cô không thể đâm xuyên thủng, siết. Tên khốn khiếp nào, tên khốn nào nhốt mình trong này. Ly Tâm vừa chửi rủa vừa sờ soạn một lượt. Vẫn không phát hiện ra một kẻ hở, mồ hôi từ trán Ly Tâm chảy ròng ròng xuống mặt, cảnh tượng trước mắt cô mờ dần trong chốc lát. Ly Tâm cố gắng kiềm chế sự run rẩy, cô nhanh chóng điều chỉnh chiếc hoa tai được chế tạo đặc biệt, xem có thể liên lạc với tề mặt ở phòng thuyền trưởng, tề mặt, tề mặt. Không có tiếng trả lời, tề mặt. Ly Tâm vẫn không thể liên lạc với tề mặt. Cô biết cơ hội liên lạc là rất nhỏ, vì cô không rõ làn sóng của con tàu này. Cô đành phải dò sóng lung tung, mặc dù cơ hội vô cùng nhỏ nhưng Ly Tâm vẫn không bỏ cuộc. Trong hoàn cảnh này, chỉ tề mặt mới có thể cứu cô, Ly Tâm tháo vỏ ngoài của chiếc cúc nhỏ hẹn giờ trong tay, bên trong có kim chỉ thời gian hẹn giờ trong 2 phút mặc dù tình thế vô cùng cấp bách nhưng đầu óc ly tâm tỉnh táo hơn lúc nào hết. Mặc dù vậy, việc vẫn chưa thể liên lạc với tề mặt khiến tim ly tâm đập thình thịch trong lòng ngực, ly tâm. Chiếc hoa tai của ly tâm đột nhiên xuất hiện giọng nói đầy ngờ vực của một người đàn ông, tôi đây, anh là ai? Nghe thấy tiếng người, ly tâm vội vàng hét lớn, bạch ưng. Người đàn ông bình thản trả lời. Ly tâm đấm mạnh tay lên cửa sắt một chiếc hoa tai của cô nằm trong tay bạch ưng sao cô không nghĩ sớm đến điều này mau thông báo tề mặt đến cứu tôi chỗ của tôi toàn là thuốc nổ nhanh lên chậm một chút tất cả mọi người sẽ bị chết đấy cô đang ở đâu bạch ưng lên tiếng hỏi tôi đang ở trong một khoang tàu tề mặt cũng ở trên con tàu này nhanh lên bây giờ chỉ còn lại hơn một phút rưỡi ly tâm nhanh chóng trả lời nghe câu tề mặt cũng ở cùng một chỗ với ly tâm bạch ưng hốt hoảng cắt đứt liên lạc với ly tâm lập tức nối hệ thống liên lạc với tề mặt lão đại lão đại vừa liên hệ với lập hộ bạch ưng vừa tìm đến màn hình có tề mặt anh ta nhìn tề mặt bằng ánh mắt vô cùng khẩn trương bạch ưng đột ngột xuất hiện trên màn hình sắc mặt rất khó coi tề mặt cau mày nói đi lập hộ ở trên con tàu khác thấy bạch ưng gọi mình biết là có chuyện cấp bách nên lập tức nối liên lạc trong chốc lát mấy màn hình nối thông với nhau ly tâm vừa liên hệ với tôi nói cô ấy và lão đại đang cùng ở trên một con tàu chỗ cô ấy có thuốc nổ chỉ một phút hai mươi giây nữa thuốc nổ sẽ khởi động uy lực vô cùng lớn bạch ưng báo cáo tình hình một cách giản lược nhất hồng ưng lập tức thay đổi sắc mặt đứng dậy nói lớn tiếng lão đại mau rời khỏi nơi đó tôi sẽ đi đón lão đại ngay di a hét lớn có thuốc nổ sao mấy chiếc quân hạm ngụy trang toàn là tàu cũ. Tề, hãy mau rút lui đi, nhanh lên, thần sắc tề mặt càng trở nên lạnh lẽo, hắn cuộn chặt tay thành nắm đấm, ra lệnh cho Bạch ưng, mau dò sóng của cô ta, sau khi Bạch ưng cắt đứt liên lạc, ly tâm một mặt cố giữ bình tĩnh. Mặt khác không ngừng dùng sợi dây trên chiếc nhẫn đâm vào cửa sắt. Trong bóng tối yên tĩnh, tiếng tích tắc tích tắc từ bộ phận hẹn giờ càng trở nên đáng sợ hơn, vị trí cụ thể của cô giọng nói tề mặt vọng ra từ chiếc hoa tai mang âm hưởng uy nghiêm và lạnh lùng không thay đổi nghe thấy tiếng tề mặt ly tâm thở phào nhẹ nhõm cô trả lời nhanh như mấy tôi không biết tôi chỉ biết đang ở trong một khoang tàu nơi này có rất nhiều container bên trong toàn là thuốc nổ thuộc tính kim loại cửa ra vào đã bị đóng kín tôi không thể ra ngoài anh hãy nhanh lên không còn bao nhiêu thời gian nữa trong phòng thuyền trưởng tề mặt vẫn đang kết nối thông tin với tất cả mọi người sắc mặt hắn vô cùng nặng nề ở đầu kia di a quen nghiến răng thuốc nổ thuộc tính kim loại chúng tính làm gì lão đại chúng ta mau đi thôi hồng ưng và lập hộ vừa điều khiển chiếc tàu ngầm nổi lên trên vừa thúc giục tề mặt bên ngoài cửa sổ trước mắt tề mặt chiếc tàu ngầm nửa nổi nửa chìm trên mặt nước nắp tàu mở ra hồng ưng từ dưới nhô người lên khỏi tàu thần sắc tề mặt vô cùng lạnh lẽo Mắt hắn tràn ngập sát khí Hắn không bận tâm đến chiếc tàu ngầm bên ngoài Lên tiếng ra lệnh Bạch ưng Dò tìm vị trí của cô ta Nhanh lên, Bạch ưng và Lập Hộ Cúng cùng dò tìm sống của Ly Tâm Lập Hộ vừa điều khiển bàn phím Vừa sốt ruột nói Tôi sẽ cố gắng hết sức Lão đại, lão đại mau xuống tàu trước đi Thuốc nổ thuộc tính kim loại Không phải thứ đồ chơi đâu di a cũng hét lớn Tề, mau rời khỏi nơi đó, nhanh lên tiếng nạc nộ của tề mặt cắt đứt tiếng thúc giục của tất cả mọi người tề mặt nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay đồng hồ xuất hiện hình ảnh vị trí của ly tâm do lập hộ gửi đến đưa mắt nhìn thời gian còn lại tề mặt vừa sải bước dài ra khỏi phòng thuyền trưởng vừa lên tiếng hồng ưng ở lại zia quen lái tàu tránh đi xa tất cả mọi người rời khỏi đây gương mặt zia quen trên màn hình lộ vẻ kinh ngạc nhưng sau đó anh ta lấy lại bình tĩnh rất nhanh Gia Wen đấm mạnh tay lên bàn điều khiển, cất giọng lạnh lùng, rút lui, không, lão đại con. Hoàng ưng không biết từ đâu chạy đến giữ chặt cần khiêu khiển, cự tuyệt quyết định của Gia Wen. Gia Wen không thèm nhìn Hoàng ưng, gương mặt hắn như bị đóng băng, rút lui, anh ấy là tề mặt. Lời của anh ấy là mệnh lệnh, chỉ vài từ ngắn gọn nhưng lại khiến Hoàng ưng trầm tĩnh hẳn. Hoàng ưng nghiến răng kéo cần điều khiển, chiếc quân hàm lập tức trẻ sóng phóng như bay về phía sau. Diawen nói đúng, lão đại là tề mặt, là thủ lĩnh của bọn họ. Lão đại tất nhiên có biện pháp an toàn mới đưa ra mệnh lệnh đó. Anh ta không cần lo lắng đến sự an toàn của lão đại. Lão đại là tề mặt, hai từ này có thể đại diện mọi thứ. Con tàu chở hoàng ưng và Diawen đi xa. Ở bên này, con tàu ngầm có hồng ưng và lập hộ đầu sát con tàu lớn. Những người còn lại trên tàu lớn tụ tập một chỗ, lần lượt xuống tàu ngầm hồng ưng và lập hộ không nói một lời nào gấp rút tiến hành công tác chuẩn bị lời nói của tề mặt là mệnh lệnh tuyệt đối dù phải đối mặt với cái chết bọn họ cũng không được phép run sợ lúc này ly tâm vẫn bị nhốt trong khoang tàu nghe nội dung cuộc trao đổi giữa tề mặt và những người khác lại nghe giọng nói suốt ruột của bọn họ và mệnh lệnh lạnh lùng của tề mặt mồ hôi trên trán ly tâm càng túa ra tay cô vẫn không ngừng dùng sợi dây nhỏ đâm vào cánh cửa bằng sắt dày, thời gian chỉ còn lại chưa đến một phút. Nghe tiếng tích tắc ở phía sau, ly tâm có cảm giác tức thở. Nhịp tim đập của cô dần dần đồng bộ cùng tiếng tích tắc. Tay cô rung lẫy bẫy, hai chân cô mềm nhũng, 50 giây, thời gian chậm chậm trôi đi. Ly tâm không muốn nhìn đồng hồ nhưng cô không thể kiềm chế nổi bản thân, chốc chốc lại cúi xuống xem. Càng đến ngược thời gian, tim ly tâm càng đập nhanh hơn, sợ gì chứ? Một giọng nói bá đạo truyền đến. Ly tâm mím môi trả lời, tôi biết rồi, lùi lại phía sau, cách cửa khoảng 10 mét, nghe tề mặt nói vậy, ly tâm chạy vội về phía sau. Vừa lui lại, cô vừa phân tích tình hình. Ở góc trái cánh cửa là nơi cô dùng dây kim loại đâm vào, chỗ đó chắc chắn yếu và dễ công phá hơn nơi khác. Ly Tâm lập tức báo cáo tình hình với tề mặt. Ở vào hoàn cảnh nguy cấp này, sự sống chết chỉ tính bằng giây tiết kiệm một giây là có thêm hy vọng sống sót lãng phí một giây có thể đối mặt với tử vong còn lại 40 giây tiếng tích tắc vẫn vang lên đều đều đại diện tử môn quan sắp đến gần ly tâm trốn ở đằng sau chiếc container đầu tiên hai tay cùng chặt nắm đấm nằm xuống lại là giọng nói của tề mặt ly tâm không kịp suy nghĩ lập tức nằm úp mặt xuống đấy cùng lúc đó tiếng nổ lớn phát ra từ cửa sắt trong chốc lát, những mảnh sắt vụn bay tứ tung, bay cả về phía đóng cần tên ở bên trong, sau vụ nổ, ly tâm chỉ bất động trong một giây. Không đợi lệnh của tề mặt, cô nhổm dậy và lao người về phía cửa sắt đang cháy dở, góc trái cửa sắt bị tề mặt phá hủy thành một lỗ hổng. Không lớn nhưng đủ một người chui lọc. Lúc này, chỗ cửa sắt bị phá hủy vẫn đang cháy đỏ. Ly tâm không hề bận tâm, cô liền thò đầu ra ngoài, tề mặt ở bên ngoài đồng thời xông đến thấy đầu ly tâm lộ ra, hắn liền giữ chặt gáy cô kéo mạnh, cả người ly tâm bị lôi ra ngoài, tề mặt ôm chặt người ly tâm, lập tức chạy thật nhanh về phía trước. Ly tâm bị tề mặt giữ chặt cổ, bị hắn kéo đi nhanh như bay. Tuy nhiên, cô không để ý nhiều mà chỉ lên tiếng nhắc nhở, còn 20 giây, tề mặt không đáp lời ly tâm, cất giọng lạnh lùng, chuẩn bị. Vâng ạ. Hồng ưng và lập hộ đồng thời lên tiếng. Trên mặt biển, chiếc tàu ngầm bắt đầu từ từ chìm xuống nước hồng ưng đứng trên nóc tàu ngầm chăm chú nhìn về hướng có tề mặt và ly tâm trong đầu nhẩm tính thời gian còn lại bên dưới tàu ngầm lập hộ tiến hành các thao tác kéo cần điều khiển hạ mức nước đóng cửa thông gió tăng cần tốc độ tất cả những người trong tàu ngầm đều ngồi im trên vị trí của mình sắc mặt trầm ổn như tượng điêu khắc lúc này ở trên con tàu lớn tề mặt và ly tâm cũng nhanh chóng lao gần đến chiếc tàu ngầm theo từng bước chân của tề mặt, tàu ngầm từ từ chìm xuống mặt nước, còn lại 15 giây. Với một tốc độ và một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, tề mặt lao đến sát thành tàu, ném cả người ly tâm về phía Hồng ưng đang chờ đợi trên nóc tàu ngầm. Hồng ưng liền giơ tay đỡ ly tâm, đồng thời tụt ngay xuống dưới tàu ngầm để nhường lại chỗ cho tề mặt, tề mặt không nói một lời, bay người qua thành tàu lớn nhảy xuống nóc tàu ngầm. Sau đó, hắn vừa tụt xuống vừa giơ tay kéo nắp đậy và đóng thật mạnh cùng lúc đó toàn bộ chiếc tàu ngầm chìm xuống dưới nước toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong một giây hồng ưng vừa ôm ly tâm rơi xuống khoang tàu lập tức có người kéo họ sang một bên để nhường lại chỗ cho tề mặt ly tâm chân chưa kịp chạm xuống đất miệng đã hét lớn mau lái tàu đi bọn chúng không chỉ làm nổ một con tàu nhanh lên trong phòng thuyền trưởng lập hổ đã khởi động con tàu cần gạt đưa xuống tốc độ lập tức tăng vọt chiếc tàu ngầm phóng như bay dưới đáy biển ba giây hai giây một giây bùng ly tâm không nghe thấy bất cứ tiếng nổ nào nhưng thông qua kính trên tàu ngầm sóng biển từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn xô tới một áp lực cực lớn như bị núi thái sơn đè nặng lên con tàu chưa bao giờ dưới đáy biển xuất hiện thủy áp lớn đến như vậy bọc nước kịch liệt tấn công chiếc tàu ngầm như đạn pháo thủy áp có sức nặng ngàn tấn vạn tấn bao trùm dường như không một lực lượng nào có thể kháng cự sức mạnh đó. Chiếc tàu ngầm hiện đại mặc dù tăng tốc đến mức tối đa nhưng chỉ trong giây lát, thân tàu không ngừng lắc lư, các bộ phận trên tàu phát ra tiếng lục cục. Dưới áp lực của sức nước cực lớn, cửa kính dùng để nhìn ra bên ngoài ở thân tàu rạn nước, nước biển lập tức tràn vào, nước biển từ góc 172 độ tràn vào, khoang sau không chịu nổi áp lực, đang dần tan ra, ở góc 70 độ, nước biển tràn vào đường ống dẫn, khoang đáy tăng nhiệt độ, một loạt tiếng báo cáo vang lên sắc mặt tệ mặt lạnh như núi băng ngàn năm hắn lập tức đi nhanh về phòng thuyền trưởng ly tâm gia nhập đám người đi gia cố những chỗ rạn nứt bị nước biển tràn vào trong tay ly tâm không có bất cứ thứ gì do thủy lực ngày càng lớn đồ sắt thép cũng bắt đầu rạn nứt thấy cửa kính ở bên cạnh bị nứt một cái lỗ to bằng đầu ngón tay cái ly tâm không nghĩ ngợi nhiều dùng tấm lưng che chắn lỗ hỏng đồng thời cô hét lớn lái tàu nhanh lên. Ly Tâm bị một sức mạnh không ngừng đẩy người về phía trước, nhưng cô cắn chặt răng, cố giữ nguyên vị trí, dùng thân mình không cho nước tràn vào. Thuộc hạ của Diawen bên cạnh thấy vậy cũng dùng thân thể bịt kín chỗ hỏng. Những người này tuy là thuộc hạ của Diawen nhưng không ít lần đi theo tề mặt nên có những hiểu biết về kiến thức vũ khí thông thường. Họ hiểu việc dùng thân thể bịt kín sẽ gây tổn thương lớn đến thân thể nhưng ở trong tình thế nguy cấp mà việc tranh thủ thời gian chỉ tính bằng giây họ đã hành động trước khi kịp suy nghĩ mẹ kiếp rốt cuộc là thứ gì nhỉ trong phòng thuyền trưởng lập hộ cố gắng điều khiển con tàu áp lực quá lớn chiếc đồng hồ gần như không hoạt động không thể đo áp lực ở xung quanh máy móc bắt đầu không ngừng dao động nguy hiểm mỗi lúc một gần ở trong chiếc quân hạm trên mặt biển diawen và hoàng ưng lặng lẽ theo dõi mấy con đầu đổ gần nhau phía xa xa theo mệnh lệnh của tề mặt, bọn họ đã rời khỏi khu vực nguy hiểm mấy chục dặm, bùng, đột nhiên một tiếng nổ kinh thiên động địa vọng tới. Qua ống nhòm, a Wen và tề mặt nhìn thấy ba con tàu lớn bị một sức mạnh vô cùng to lớn làm nổ tung. Ngọn lửa bốc lên nhanh chóng nuốt chửng mấy chiếc quân hạm ngụy trang bên cạnh, mặt biển bị chấn động mạnh, cột nước dâng cao cả trăm mét dập tắt ngọn lửa điên cuồng. Cột nước lớn bị đẩy lên từ áp lực dưới mặt biển giống như bom nguyên tử sau khi phát nổ, dừng lại trên mặt nước trong giây lát rồi tung tóe về bốn phương tám hướng. Dưới đáy biển truyền đến đến ung ục, khiến Jiawen và Hoàng ưng ở trong phòng thuyền trưởng liền thay đổi sắc mặt, rút lui, mau chóng tăng tốc rút đi. Jiawen đập mạnh chiếc ống nhòm, giọng nói lặng lẽo như phát ra từ địa ngục, Hoàng ưng đứng bên cạnh không đợi Jiawen dặn dò, lập tức kéo cần điều khiển. Chiếc quân hạm quay đầu, nhanh chóng lao về phía sau, giỏi thật, giỏi thật đấy bọn chúng đúng là không tiếc tiền, sử dụng cả uranium. Gia quen tối sầm mặt, chăm chú theo dõi từng đợt sóng lớn cuộn đến. Dưới mặt biển, tiếng ung ục ngày càng vang dội. Dù ở bọn họ ở bên trong phòng thuyền trưởng của quân hạm nhưng vẫn có cảm giác rõ ràng, thuốc nổ thuộc tính kim loại gì chứ? Đây rõ ràng là... Hoàng ưng không thể nói hết câu. Ly Tâm đương nhiên không biết đến Uranium. Uranium sau khi được gia công, mức độ ô nhiễm nghiêm trọng miễn bàn, quy lực và năng lượng phát xạ tương đối đáng sợ. Nếu không phải là nhà sản xuất vũ khí, không ai có thể nhận ra đó là Uranium, có lẽ tề đã đoán ra. Nếu không đã không ra lệnh chúng ta rút lui. Gia Wen kết luận. Hoàng ưng gật đầu thừa nhận. Thuốc nổ thuộc tính kim loại tuy gây gớm nhưng chiếc quân hạm của anh ta rất hiện đại, có thể phòng chống cháy nổ tề mặt ra lệnh cho bọn họ rút lui, nhất định hắn từ lời nói của ly tâm phán đoán ra đó là thứ đã được gia công hóa học. Quân hạm của Hoàng ưng lại không thể đọ tốc độ với chiếc tàu ngầm do Hồng ưng và Lập Hộ điều khiển. Nếu không sớm rời khỏi, chắc chắn chiếc quân hạm sẽ không chịu nổi lực phát nổ, liên lạc với tề. Chứng kiến từng đợt sóng ngầm dội đến, Gia Quen không hỏi cảm thấy lo lắng. Sóng ngầm đã nhanh chóng tới chỗ quân hạm của anh ta. Tuy tàu ngầm của tề mặt có tốc độc cực nhanh, nhưng không thể nhanh hơn sức tấn công của sóng ngầm, Diawen vừa nói dứt lời, Hoàng ưng lập tức kết nối hệ thống liên lạc. Lão đại, bên đó thế nào rồi? Bên đó thế nào rồi? Hoàng ưng điều khiển quân hàm phóng về phía sau, đồng thời không ngừng liên lạc với chiếc tàu ngầm, không có tín hiệu trả lời. Trên màn hình chỉ thấy rùi mũi và tiếng rè rè, Hoàng ưng bất giác trung nhẹ. Diawen đứng bên cạnh thấy vậy liền vỗ lưng Hoàng ưng, cất giọng lạnh lùng, anh ấy là tề mặt. Anh ấy có thể đi, thì sẽ có bản lĩnh quay về, lúc tề mặt liên lạc với Hồng ưng, do vẫn nối máy nên phía Diawen đều nghe thấy. Vì vậy Diawen và Hoàng ưng biết tề mặt đã xuống tàu ngầm. Chỉ vài phút sau đã không thể kết nối với tề mặt, Hoàng ưng bất giác nhíu mày, nhưng Diawen nói đúng, tề mặt không phải người làm việc không suy nghĩ. Lão đại đã quyết định ở lại, lão đại chắc chắn có tính toán riêng đây chính là bản tính của tề mặt, vào lúc này, chiếc tàu ngầm càng lắc mạnh hơn. Tay lập hộ gần như không thể giữ vững cần điều khiển. Thuộc hạ của Jiawen liên tục báo cáo về sự cố. Dưới áp lực cực lớn, tàu ngầm xuất hiện trục trặc nghiêm trọng, dừng thiết bị cung cấp dưỡng khí, dừng thiết bị thải nước, nâng cao thân tàu, hạ thấp cường độ thủy áp. Lập hộ đưa ra một loạt mệnh lệnh, những người khác trong phòng thuyền trưởng im lặng làm theo, ngừng tất cả thiết bị phụ trợ một giọng nói lạnh lùng vọng tới lập hộ không quay đầu cũng biết tề mặt đến dừng mọi thiết bị phụ trợ lập hộ lập tức ra lệnh mà không có bất cứ sự ngờ vực nào vừa nói anh ta vừa đứng dậy nhường chỗ cho tề mặt tề mặt ngồi vào ghế thuyền trưởng hắn đưa tay giữ chặt cần điều khiển đang không ngừng dao động hắn dùng hết sức gạt cần xuống đồng thời tề mặt lên tiếng giọng nói không thay đổi âm sắc tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng ngoài phòng thuyền trưởng. Toàn lực tăng tốc độ, vân ạ, à, tắt hệ thống vận chuyển, tắt hệ thống chiếu sáng, tắt hệ thống đối tiếp, khởi động động lực, tăng tốc ở mức cao nhất. Một vài mệnh lệnh đơn giản được phát ra, thể hiện sự trầm tĩnh khác thường, như không phải đang đối mặt với tử thần ở trong khoang tàu, lỗ thủng sau lưng ly tâm ngày càng lớn. Nước biển điên cùng táp vào thân thể khiến lưng cô đau đến mức mất cảm giác. Đèn chiếu sáng phục tắt, thiết bị điều chỉnh nhiệt độ ngừng hoạt động. Trong khoang bỗng chốc nóng đến mức khiến Ly Tâm cảm thấy khó thở. Nước mỗi lúc một dâng cao, vừa mới ở cẳng chân đã dâng đến bụng. Ly Tâm cắn chặt răng. Lúc này, Tử Môn Quang đang chờ đợi ở phía trước. Chỉ tề mặt mới có khả năng xoay chuyển tình thế, ngoài thiết bị động lực, mọi thiết bị phụ trợ đều ngừng hoạt động, con tàu ngầm tăng vọt tốc độ trong giây lát. Tề mặt tay giữ chặt cần điều khiển mắt không rời khỏi bàn chỉ thị phương hướng hắn nói với lập hộ liên hệ hoàng ưng tiếp ứng chúng ta lập hộ liền gật đầu thấy hệ thống liên lạc trên bàn điều khiển ngừng hoạt động lập hộ nhanh chóng khởi động thiết bị thông tin đeo trên tay đây là thiết bị được cài đặt tần suất riêng dùng để liên lạc nội bộ giữa anh ta và bạch ưng hiện tại hệ thống liên lạc giữa tàu ngầm và quân hạm bị cắt đứt nên lập hộ chỉ còn cách thông qua bạch ưng lão đại lão đại đã nhận được tín hiệu chưa ạ à? Đã nhận được tín hiệu chưa ạ? À. Trên chiếc quân hạm, Hoàng ưng vừa điều khiển tàu vừa không ngừng bắt liên lạc với chiếc tàu ngầm của tề mặt. Tuy nhiên, đầu kia không có tín hiệu trả lời, khiến thần sắc di a và Hoàng ưng càng trở nên căng thẳng, Hoàng ưng. Một tín hiệu khác truyền đến, gương mặt bạch ưng đột nhiên hiện trên màn hình, phía tây nam. Góc 43 độ. Tàu của lão đại sẽ đến đó trong một phút nữa, cần sự tiếp ứng của anh. Nhanh lên! tàu của lão đại bị hỏng hóc nghiêm trọng, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ trong một phút. Bạch ưng nói một hơi thông báo tình hình, Hoàng ưng lập tức điều khiển quân hạm về hướng Bạch ưng vừa chỉ. Anh ta cất giọng khẩn trương, nhớ giữ liên lạc. Tôi cần nắm tình hình cụ thể, được thôi. Bạch ưng liền nối máy với lập hộ. Vài giây sau, anh ta chuyển cho Hoàng ưng hình ảnh vị trí con tàu do lập hộ gửi đến. Lão đại, còn 44 giây nữa mới hợp nhất với Hoàng ưng. Cột sống thần ở đằng sau 5 giây nữa sẽ tiếp cận chúng ta. Lập hộ liếc qua chiếc đồng hồ đeo tay, lên tiếng báo cáo, tề mặt không nói một câu nào. Thân tàu phát ra tiếng lục cục, người bên trong đều có cảm giác con tàu lắc lư kịch liệt. Tề mặt lên tiếng, chuẩn bị, không ai đáp lời, phòng thuyền trưởng yên lặng đến mức chỉ nghe thấy hơi thở. Tất cả mọi người trong phòng thuyền trưởng thầm đến ngược, 4, 3, 2, một. Mọi người cùng lúc gạt tất cả các cần điều khiển. Tề mặt đưa nút điều khiển hệ thống đẩy lên đỉnh điểm. Một giây trước khi cột sóng thần chạm đến con tàu, tất cả năng lượng của các thiết bị vừa bị ngừng hoạt động được giải phóng. Chiếc tàu ngầm như được giải thoát khỏi vũng bùn lầy, phi vọt lên trên như tên bắn, thân tàu rung lắc kịch liệt, nhưng cảm giác một luồng khí đè nặng xuống lồng ngực từ từ tan biến, áp lực cũng dần mất đi, ly tâm thở hắt ra cổ hồng cô vẫn đầy nước biển giá lạnh, mặn chát, thông báo hoàng ưng, chuẩn bị đón tàu. Giọng nói tề mặt vẫn lạnh lùng và bình tĩnh như thường lệ. Thân tàu đã bị thủng lỗ lớn. Nếu hoàng ưng không đến kịp, hậu quả sẽ tương đối nghiêm trọng, con tàu tiếp tục phóng lên trên mặt nước, ánh sáng bên ngoài bắt đầu rõ hơn, lúc này. Hoàng ưng cố gắng hết sức lái chiếc quân hạm về hướng Tây Nam. Đến gần góc 43 độ, Hoàng ưng nhanh chóng mở khoang sau quân hạm chỉ thấy phần đuôi vô cùng to lớn của quân hạm được phân khai, để lộ khoang tàu rộng trên mặt nước, gia Wen theo dõi toàn cảnh chiếc quân hạm trên màn hình giám sát. Nhìn xuống đồng hồ thấy thời gian chỉ còn lại 2 giây. Anh ta hét lớn với Hoàng ưng, tăng tốc, xông lên. Hoàng ưng ấn mạnh tay xuống, chiếc quân hạm đạt tốc độ tối đa, cùng lúc đó, con tàu ngầm do tề mặt lái vẫn lao nhanh lên trên mặt nước, đúng vị trí đuôi quân hạm vừa mở ra tàu ngầm có tốc độ nhanh hơn quân hạm. Chỉ tính sai một ly, hai chiếc tàu sẽ đâm vào nhau và cùng hủy diệt. Trong phòng thuyền trưởng trên quân hạm, Diawen và Hoàng ưng cuồng chặt nắm đấm, mắt không rời khỏi màn hình hiển thị quá trình đối tiếp ở trong tàu ngầm. Do các thiết bị kèm theo đều ngừng hoạt động nên tề mặt hoàn toàn không nhìn thấy tình hình bên ngoài. Hắn chỉ dựa vào khoảng thời gian đã định sẵn để phán đoán tình huống. Hết khoảng thời gian một phút, tề mặt đẩy cần điều khiển về phía sau, tắt thiết bị động lực. Chiếc tàu ngầm lập tức giảm tốc độ, nhưng theo quán tính vẫn lao thẳng đi, bảo đảm tốc độ ngang chiếc quân hạm, chiếc tàu ngầm nhô lên khỏi mặt nước chui vào khoang sau của quân hạm một cách hoàn hảo. Hoàng ưng lập tức điều khiển đưa tàu ngầm vào sâu trong bụng quân hạm, đồng thời lái quân hạm phóng đi, trong chiếc tàu ngầm, lập hồ thở hắt ra, lão đại. Hoàn thành đối tiếp. Tề mặt gật đầu, nhìn xuống thấy quần áo đã bị ngấm nước biển ướt trượt, Hắn lập tức đứng dậy đi về phía khoang tàu, lập hộ liền đi theo tề mặt, để lại đám thuộc hạ của Giawen vẫn chưa hết bàn hoàng, dõi theo tề mặt bằng ánh mắt sùng bái. Lập hộ bất giác ngẩng cao đầu. Chỉ tề mặt mới có thể điều khiển tàu giỏi như vậy, cũng chỉ tề mặt mới hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi này. Trầm ổn, lạnh lùng, thủ đoạn hơn người, tin tưởng vô điều kiện, đó chính là lão đại của bọn họ. Ở trong khoang thuyền, nước biển dần rút hết, Ly Tâm ngồi bệt xuống nền tàu. Cô đưa tay sờ trán, mới thấy trên trán toàn là nước, không rõ mồ hôi hay nước biển. Ly Tâm vẫn chưa hết căng thẳng. Vừa rồi mọi cảm giác của cô bị tê liệt, bây giờ cô biết thế nào là ở giữa ranh giới sống chết. Cảm giác này vô cùng kích thích, vô cùng khủng khiếp, hệ thống chiếu sáng bật lên, Ly Tâm liền nhíu mày, một lúc sau mới thích ứng ánh đèn. Thấy tề mặt đứng ở cửa khoang tàu lạnh lùng nhìn mình, Ly Tâm đột nhiên dựng tóc gáy thôi xong. Lần này cô chết chắc rồi, mọi chuyện xảy ra chỉ là do cứu cô, tề mặt, mặt sắc đen sị đi vào trong khoang tàu, thấy ly tâm toàn thân ướt như chuột lục ngồi dưới nền tàu nhìn hắn bằng cặp mắt hoảng sợ, hắn rảo bước nhanh về phía cô, tề mặt đi thẳng về phía ly tâm không chút do dự, cô vội nở nụ cười miễn cưỡng, cất giọng yếu ớt, tề lão đại, chuyện này, á, đau quá. Ly tâm chưa nói dứt câu, tề mặt cúi xuống bế cô dậy. Không bế thì thôi, tề mặt vừa động vào người, lưng ly tâm đau rát như bị lửa đốt. Cô liền bám chặt tay tề mặt. Nhìn gương mặt tái mét của ly tâm, tề mặt lập tức thả cô xuống và xoay người cô lại. Hắn bất chấp sự có mặt của mọi người, xé đôi lưng áo ly tâm. Thấy những vết bầm tím do áp lực nước tạo thành trên lưng ly tâm, tề mặt xa sầm mặt, cất giọng đầy nộ khí, ngu xuẩn, ly tâm không ngờ tề mặt bế cô. Cô ngoan ngoãn để tề mặt muốn làm gì thì làm, không nói bất cứ lời nào. Trên thực tế, Ly Tâm cũng không còn sức lực mở miệng. Ngoài việc toàn thân đau nhức, cô vừa mới trở về từ cửa địa ngục, thần hồn vẫn còn lơ lửng ở tận đâu. Bây giờ tề mặt có ném cô lên sao hỏa, Ly Tâm chắc cũng không phản kháng, Ly Tâm mệt mỏi cùng người trong lòng tề mặt, gương mặt không một chút sắc khí. Tề mặt lông cô đi ra ngoài cửa, vừa đi hắn vừa dặn dò, thông báo để bọn họ chuẩn bị máy bay, nhân lực và máy kiểm trắc hạt nhân tốt nhất. Tôi cần tới bộ hóa học của bọn họ, lập hộ vân vân dạ dạ, biết bọn họ mà tệ mặt chỉ là bộ trưởng bộ quốc phòng. Anh ta lập tức ra khỏi con tàu ngầm đi tìm Hoàng ưng, ly tâm bị tề mặt ôm trong lòng, tai nghe rõ lời dặn dò lạnh lùng của tề mặt. Cô ngẩn cổ nhìn tề mặt bằng ánh mắt khó hiểu, hạt nhân. Ý anh là gì? Hồng ưng đi ngay sau tề mặt lên tiếng, không phải cô tưởng thứ đó là thuốc nổ thuộc tính kim loạt thật đấy chứ, nghe câu hỏi của Hồng ưng, ly tâm sững người một vài giây. Hồng ưng không nhắc cô còn không nhớ đến. Dù cả tàu chứa thuốc nổ đi chăng nữa, quy lực không thể lớn đến mức như vậy. Quy lực lớn tương đương với cơn sóng thần, kể cả là loại thuốc nổ tiên tiến nhất cũng không thể so sánh. Ly Tâm quay sang hỏi Hồng ưng, đó là gì? Uranium. Một loại nguyên liệu của năng lượng hạt nhân. Nó có tính chất phóng xạ, độ nguy hiểm tương đối lớn. Hồng ưng nghiến răng trả lời, uranium. Sao có thể là uranium? Tôi đã động vào nó, tôi còn sờ vào. Ly tâm không giấu vẻ hoảng hốt, nói lắp ba lắp bắp, cơ thể vốn mệt mỏi mềm nhũng của ly tâm đột nhiên cứng đờ. Cô vô ý thức nắm chặt áo tề mặt. Ly tâm ngẩng đầu nhìn gương mặt cương nghị của tề mặt, toàn thân bất giác run rẩy. cô còn ngọ ngoại nữa, tôi sẽ ném cô xuống đấy tề mặt đảo mắt qua ly tâm gương mặt hắn lạnh lùng như băng giá lúc này tề mặt đã đi lên bông tàu quân hạm đối diện với đại dương mênh mông ly tâm biết nếu cô còn run nữa tề mặt chắc chắn sẽ ném cô xuống biển nhưng dù cố gắng hết sức cô vẫn không thể khống chế bản thân không biết do mệt mỏi hay do quá sợ hãi tôi không sợ chỉ là tôi không thể kiềm chế ly tâm cố gắng điều hòa hơi thở chậm rãi nhã từng chữ một khi sinh mạng bị uy hiếp nói không sợ hãi là giả tuy nhiên ly tâm vẫn có thể cố gắng tỏ ra bình tĩnh tệ mặt nhìn ly tâm đang nghiến chặt răng không khó có thể nhận ra cô đang cố điều hòa hơi thở áp chế sự sợ hãi nhưng không có hiệu quả hắn mở miệng ngủ đi rồi đập mạnh tay vào gáy ly tâm ly tâm đột nhiên thấy choáng váng và ngất liệm tệ mặt im lặng nhìn ly tâm bất động ở trong lòng hắn cau mày quay sang hồng ưng thông báo bạch ưng Đem huyết thanh vừa nghiên cứu ra qua bên này, Hồng Ưng gật đầu. Do bọn họ là nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới, cơ sở vật chất hoàn thiện hơn một số quốc gia nhỏ. Do đó, nhiều quốc gia không có khả năng tự sản xuất đều tìm đến họ đặt hàng liên quan đến hạt nhân. Thế giới đã cấm sản xuất từ lâu, nhưng vẫn có nhiều đất nước hay thế lực lén lút tìm đến bọn họ. Sau khi thu thập đủ tài liệu, bọn họ đã có thể sản xuất vũ khí hạt nhân. Để các nhà khoa học của bọn họ tránh bị nguy hại bởi bức xạ, họ phải nghiên cứu thêm phương thức phòng chống. Huyết thanh mới nhất do họ sáng chế ra tuy giá thành đắt đỏ nhưng hiệu quả tốt hơn mấy thứ cùng loại trên thị trường tại khu công nghiệp hạt nhân. Ly Tâm tỉnh lại khi vừa vào đến bên trong. Cô mở mắt chỉ nhìn thấy một thế giới toàn màu trắng. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc đến mức buồn nôn. Các loại máy móc không ngừng chuyển động. Những người ở trong kín mít từ đầu đến chân lặng lẽ đứng nguyên một chỗ. Bầu không khí ức chế khiến Ly Tâm cảm thấy khó thở, uranium. Đồ khốn khiếp, dám dùng thứ này. Sắc mặt ông bộ trưởng quốc phòng khó coi vô cùng. Uranium bị rò rỉ một lượng lớn trên vùng biển quốc tế. Mặc dù đây không phải là chuyện của bất cứ quốc gia nào, nếu không nhờ tề mặt tìm ra, uranium chắc chắn sẽ xâm nhập vào đất nước của ông ta, tạo thành sự uy hiếp vô cùng lớn. Tề mặt cất giọng lạnh lùng, bây giờ tôi không rảnh thảo luận vấn đề đó với anh lập tức kiểm tra cho tôi vừa nói hắn vừa đặt ly tâm xuống đất bộ trưởng quốc phòng nhận thức rõ lần này phía ông ta cung cấp tin tức không chính xác khiến người của tề mặt không bị thiệt mạng nhưng bị lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm sự việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quan hệ hai bên bộ trưởng quốc phòng thấy tề mặt vốn không gần nữ sắc lại thân mật với ly tâm như vậy đoán cô nhất định là nhân vật quan trọng với hắn ông ta không một phút chần chừ hét lớn, đưa thiết bị kiểm tra toàn thân đến đây nhanh lên, không được bỏ sót chỗ nào. Tôi muốn xem kết quả tỉ mỉ nhất. Đám nhân viên kiểm trắc thấy thái độ của bộ trưởng quốc phòng, đoán người phụ nữ trước mặt nhất định là nhân vật tai to mặt lớn. Họ liền đi tới đưa ly tâm về phía thiết bị kiểm trắc. Ly tâm lập tức nắm chặt tay tề mặt, đưa mắt nhìn cổ máy vô cùng to lớn, trông có vẻ như máy kiểm tra tình trạng bệnh tật ở bệnh viện lại giống một cỗ máy nuốt người. Ly Tâm bất giác lùi lại một bước. Không biết bên trong cỗ máy là thiên đường hay địa ngục, cô vẫn chưa muốn chết, đi nhanh lên. Thấy Ly Tâm bám chặt tay mình, tề mặt đẩy Ly Tâm về đằng trước, cất giọng lạnh lẽo, sợ gì chứ. Hắn quay sang nói với nhân viên kiểm trắc, mau đưa cô ta đi. Người nhân viên lập tức kéo mạnh Ly Tâm về phía cổ máy, Ly Tâm bị lôi sền sệt đi. Cô ban đầu có chút sợ hãi, nhưng sau khi biết mình không thể trốn tránh, ly tâm tự nhiên trở nên bình tĩnh. Cô thầm nghĩ, nếu không thể từ chối, chi bằng dũng cảm đối mặt, ly tâm hít một hơi dài. Cô đột ngột quay lại nhìn tề mặt và dưới dưới nắm đấm về phía hắn nói phẫn nộ, chỉ tại anh, đúng là sao chổi. Nói xong, không chờ sự giúp đỡ của nhân viên kiểm trắc, Ly Tâm quay người chui thẳng vào trong cổ máy, ở đằng sau, tề mặt, bộ trưởng quốc phòng và Hồng ưng lập tức thay đổi sắc mặt. Hồng ưng không dám liếc qua tề mặt. Trong khi đó, tề mặt trừng trừng nhìn về phía cổ máy có ly tâm. Kể từ khi hắn ngồi lên vị trí lão đại của tề gia, không một ai dám có thái độ như vậy với hắn. Cô nàng ly tâm to gan thật. Ánh mắt tề mặt như muốn xuyên thủng thiết bị kiểm tra đang chứa ly tâm. Hắn sẽ cho cô biết cái giá khiến hắn nổi giận lớn đến mức nào kiểm tra chức năng gan, kiểm tra chức năng thận, lọc máu, chức năng tim phổi cỗ máy liên tục phát tiếng thông báo, đèn tín hiệu không ngừng nhấp nháy. Ly tâm nghiến chặt răng, chịu đựng các đầu kim di chuyển trên thân thể. Do việc gây mê không đem lại kết quả kiểm tra tốt nhất nên Ly Tâm buộc phải chịu cơn đau đớn trên da thịt, tề mặt đáng chết, đồ khốn khiếp. Ly Tâm bị lột sạch quần áo, hai tay hai chân bị trói chặt trên bàn kiểm tra. Nỗi đau bị kim châm khiến người kiên cường như Ly Tâm cũng không chịu nổi. Cô liền hét lớn mắng chửi tề mặt, ở bên ngoài, đám hồng ưng nhăn mặt nhíu mày. Ông bộ trưởng quốc phòng mặt xanh như tàu lá, không dám liếc nhìn tề mặt. Lập hộ đứng sau chứng kiến bộ dạng của ông ta, bất giác đưa tay sờ mũi rồi quay đầu về phía lão đại, đồ khốn, đều do anh cưỡng ép tôi, á, à, tề mặt, tôi sẽ giết anh, một loạt tiếng kêu trên đau khổ lẫn tiếng chửi rủa vọng ra. Sắc mặt tề mặt khó coi đến đỉnh điểm, toàn thân hắn tỏa ra sát khí đăng đăng đám hồng ưng và lập hộ đưa mắt nhìn nhau lắc đầu ly tâm ở bên trong còn dám tiếp tục chửi rủa thì bọn họ không phải lo cô có bị nhiễm bức xạ hay không dù ly tâm không bị nhiễm xạ cũng khó có thể bảo toàn mạng sống trong tay tề mặt tề mặt đứng ở đằng trước chắp hai tay ra sau lưng hai bàn tay hắn cuộn thành nắm đắm chặt đến mức nổi rõ các khớp khiến người đằng sau không cần nhìn mặt cũng biết hắn tức giận như thế nào tuy nhiên tề mặt từ đầu đến cuối không lên tiếng cũng không ra lệnh hắn giữ thái độ im lặng đáng sợ, chức năng gan bình thường, chức năng tim phổi bình thường. Chứng năng thận bình thường, tiếng la hét chữ mắng của ly tâm nhỏ dần. Cổ máy đọc một loạt kết quả kiểm tra. Có thể nói đây là thiết bị kiểm trắc nhiễm xạ tiên tiến nhất trên thế giới, có thể đưa ra kết quả chính xác và nhanh chóng nhất, nghe thông báo từ cổ máy, sát khí trên người tề mặt từ từ biến mất, nhưng sự phẫn nộ vẫn còn hiện rõ trên mặt hắn. Lập hộ nhíu mày, thầm mặc niệm ly tâm 3 phút. Nếu kết quả kiểm tra xuất hiện bất thường, có thể tề mặt sẽ bỏ qua cho cô. Nhưng bây giờ tất cả đều bình thường. Ly tâm dám lớn tiếng chửi tề mặt, lần này cô chết chắc, sau khi nghe một loạt báo cáo, tề mặt đột nhiên lên tiếng, sao không có kết quả kiểm tra máu. Các hạng mục kiểm tra đều có kết quả, chỉ thiếu mỗi bản xét nghiệm máu, tề mặt vừa nói dứt lời, nhân viên kiểm trắc từ bên trong đi ra, báo cáo với Bộ trưởng Quốc phòng, hôm nay chưa thể có kết quả kiểm tra máu của cô gái này vì có chút phức tạp tề mặt liền hỏi nhân viên kiểm trắc, có gì bất thường nói mau thấy ông bộ trưởng quốc phòng gật đầu người nhân viên kiểm trắc bất giác rung giọng khi quay sang nhìn thấy bộ mặt đáng sợ của tề mặt máu của cô ấy rất đặc biệt không nằm trong nhóm máu chúng ta thường thấy chúng tôi phân tích mãi mà không biết có gì dị thường hay là thuộc nhóm máu đặc biệt bây giờ chúng tôi phải mời chuyên gia nhóm máu chúng tôi cần thời gian tệ mặt nghe xong hơi nhíu mày, nhanh lên. nói rồi hắn liền đẩy cửa cổ máy đi vào trong. lúc này, ly tâm như vừa trải qua một cực hình lớn. chân tay cô đã được tự do nhưng ly tâm không còn chút sức lực, người vả đầy mồ hôi nằm thở hổn hển trên bàn kiểm tra. cô thậm chí không đủ sức mặc quần áo. ly tâm nhắm mắt điều hòa hơi thở. cô đột nhiên cảm thấy một ánh mắt sắc lạnh đang chiếu vào người mình. ly tâm liền mở mắt thấy tề mặt đang chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt phẫn nộ không che giấu ly tâm tỉnh táo ngay lập tức đối diện với thần sắc đáng sợ của tề mặt ly tâm than thầm trong lòng vừa rồi do nghĩ bản thân trực tiếp tiếp xúc với uranium nên chắc chắn bị nhiễm xạ ly tâm mới tỏ thái độ bất mãn với tề mặt hơn nữa do cơ thể đau đớn tột cùng ly tâm bất chấp tất cả phát tiết sự phẫn nộ tích tụ bấy lâu nay với tề mặt ly tâm tưởng đây là thiết bị tiên tiến âm thanh của cô sẽ không lọt ra bên ngoài khi nghe thấy giọng nói của tề mặt từ bên ngoài vọng vào ly tâm bất giác nổi da gà bây giờ đối diện với gương mặt đầy nộ khí của tề mặt ly tâm có cảm giác tử thần sắp đến gần thấy vẻ mặt sợ hãi của ly tâm tề mặt câu mày nói tôi sẽ tính sổ vụ này với cô vừa nói hắn vừa kéo chiếc thảm ở bên cạnh cuộn vào người ly tâm và bế cô ra ngoài ly tâm vốn không ý thức bản thân đang trần truồng bị tề mặt ông vào người Ly Tâm mới chợt nhớ ra. Ly Tâm bất giác đỏ ửng mặt. Vùi đầu vào ngực tệ mặt. Mặc dù cô không dưới một lần để lộ nửa thân trên trước mặt tệ mặt nhưng lần này cô khỏa thân hoàn toàn. May mà tề mặt không phải người bình thường, Gia Quen đâu rồi. Ngồi trong căn phòng nghỉ ngơi đặc biệt do Bộ trưởng Quốc phòng sắp xếp, tề mặt lên tiếng hỏi lập hộ. Ly Tâm ngồi trên đùi tề mặt, mệt mỏi tự người vào lòng hắn, anh ấy đang lo hậu sự. Lập hộ trả lời, mượn quân hạm, mượn tàu ngầm, lại xảy ra vụ nổ lớn như vậy trên vùng biển quốc tế, bọn họ cần phải trực tiếp làm việc với Bộ Quốc phòng và Cục An ninh Quốc gia. Đám hồng ưng, Lập hộ không đủ tư cách nên Gia Huyền đành phải ra mặt, tề mặt lạnh lùng từng một tiếng, thuần tay chỉnh lại tư thế để ly tâm dễ chịu nhất. Vết thương bị đạn bắn trước ngực cô bị ảnh hưởng khi bị va đập ở trên thuyền lưng cô lại bị tổn thương do áp lực nước nên ly tâm không thể nằm thẳng cũng như nằm úp chỉ có thể ông trong lòng thấy tề mặt không lên tiếng bộ trưởng quốc phòng mở miệng tề lão đại lần này nguồn tin của chúng tôi có vấn đề chúng tôi sẽ giải thích rõ ràng với anh bây giờ tôi phải đi giải quyết một số vấn đề tranh thủ tìm kiếm thông tin chính xác bộ trưởng quốc phòng biết bây giờ quá muộn để nói câu xin lỗi cách duy nhất để bù đắp mối quan hệ là tìm xem lô hàng nằm ở đâu đối tượng và địa điểm giao hàng. Đây là chuyện quan trọng nhất trước mắt, có lợi cho tề mặt và bản thân ông ta. Vì vậy, ông ta không cần nói nhiều lời, trực tiếp hành động là biện pháp tốt hơn cả. Tề mặt lên tiếng nhắc nhở, thời gian giao hàng là ngày mai. Đối với sai sót lần này, hắn sẽ tiến hành điều tra sau. Nếu chỉ là sơ suất từ phía bộ quốc phòng, hắn sẽ bỏ qua. Còn nếu bọn họ có mục đích khác thì đừng trách hắn không khách khí bộ trưởng quốc phòng đứng dậy tôi biết rồi tôi sẽ nhanh chóng báo tin cho các anh nói xong ông ta liền đi ra ngoài trong phòng chỉ còn lại người của tề mặt lão đại tề hồng ưng vừa gọi tề mặt di a wen đột ngột đẩy cửa đi vào hoàng ưng theo sau anh ta có vấn đề gì sao thấy vẻ mặt khó coi của tề mặt ly tâm mệt mỏi cùng người trong lòng hắn di a wen vội vàng hỏi thăm tề mặt không ngẩn mặt giơ tay nhấc đầu ly tâm để cô có tư thế nằm thoải mái hơn. Lập hộ đứng bên cạnh lắc đầu, tôi không biết, vẫn chưa có kết quả xét nghiệm máu. Không rõ là nhóm máu đặc biệt hay xảy ra vấn đề gì. Có điều, nhiều khả năng là nhóm máu đặc biệt, thiết bị kiểm trắc có độ chuẩn xác cao lại rất tỉ mỉ kỹ càng. Nếu máu của ly tâm có vấn đề, không thể nào xuất hiện tình trạng không ra kết quả. Vì vậy, lập hộ mới mạnh dạng đưa ra phân tích của mình, hoàng ưng nhíu mày, nhóm máu đặc biệt máy móc đều không kiểm tra ra nhóm máu, máu của ly tâm có thể nói là đặc biệt thật. Nghe Lập Hộ nói vậy. Anh ta giảm bớt sự lo lắng. Lập Hộ dù sao cũng là tiến sĩ y khoa nên lập luận của anh ta chắc sẽ đúng thôi, Gia Quen gật đầu đồng tình. Chứng kiến cảnh tề mặt ông ly tâm bằng động tác nhẹ nhàng, thần sắc hoàn toàn ngược lại, anh ta bất giác lên tiếng, vậy tại sao sắc mặt tề khó coi thế? Lúc không tìm thấy vũ khí và gặp nguy hiểm, tề mặt không thể hiện bất cứ sắc thái tình cảm nào khác ngoài vẻ lạnh lùng còn bây giờ mặt hắn đầy nộ khí ly tâm đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong lòng tề mặt nghe câu hỏi của di a wen cô liền mở mắt nhìn trừng trừng vào anh ta ly tâm vốn lo lắng tề mặt sẽ tính sổ với cô di a wen tự nhiên đổ thêm dầu vào lửa cảm giác đôi cánh tay tề mặt siết chặt vào người mình tim ly tâm đập mạnh di a wen thấy ly tâm trừng mắt với anh ta ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác tâm trạng Diawen đột nhiên tốt hẳn lên, anh ta cười lớn, lần này cũng nhờ phúc tinh của tề phát hiện ra thuốc nổ. Có thể lấy công chuộc lỗi tự ý rời khỏi tàu. Tề sẽ không truy cứu tội của cô đâu, ly tâm nghe xong giật mình. Cô quay sang hỏi tề mặt, không phải anh bắt tôi lên con tàu đó. Tề mặt xa xăm mặt, tôi bắt cô lúc nào. Đúng là chuyện nực cười. Hắn bắt một người không biết bơi đi làm việc. Hắn không thiếu người đến mức đó, ly tâm liền ngồi thẳng dậy cảm giác đau đớn dội đến khiến cô bám vào người tề mặt tề mặt giữ chặt eo ly tâm không được động đậy ly tâm hít một hơi dài nhìn mọi người xung quanh bằng ánh mắt dữ tợn vậy tại sao tôi lại xuất hiện ở nơi đó tại sao tôi bị ném xuống biển là ai ai bắt tôi đi là ai hả ly tâm nghiến răng nói từng từ một gương mặt cô toát ra sự tức giận chưa từng thấy hoàng ưng đáp lời hãy hỏi bản thân cô ấy, ý anh là gì? Ly Tâm trừng mắt với Hoàng ưng, Hoàng ưng nhún vai, tôi chỉ bảo cô ra khoan sau nghỉ ngơi. Tại sao cô lại ngồi cùng đám người chuẩn bị hành động? Nếu cô ngồi vào chỗ đó, có nghĩa cô cũng sẽ tham gia kế hoạch. Cô còn có thể trách ai, Ly Tâm nghe xong liền cau mày. Lúc đó, cô đúng là cô bị say sóng, đi hai bước đã thấy hoa mắt chóng mặt và tức ngực thấy một đám người ngồi ở đó cô lập tức ngồi xuống nghỉ ngơi người bên cạnh nói điều gì đó với ly tâm cô mơ mơ màng không nghe rõ nên đành gật đầu ứng phó ai ngờ cô bị lôi xuống tàu ngầm đến lúc tỉnh lại phát hiện mình đang ở dưới đáy biển ngẩng mặt nhìn đám người trước mặt ly tâm đột nhiên hiểu ra đây là một vụ nhầm lẫn vô cùng tệ hại tại sao cô có thể gặp một sự cố có xác suất nhỏ như vậy thấy ly tâm như một quả bóng xì hơi gia wen cười lớn Ai bảo thuộc hạ của tôi không biết cô, còn tưởng cô là người tề cử đến đi cùng họ nên mới đưa cô xuống tàu. Chuyện này chẳng thể trách ai cả. Ly Tâm vùi đầu vào ngực tề mặt, một lát sau mới lên tiếng: Được rồi. Coi như tôi đang đuổi, tự nhiên bị say sóng. Nhưng chuyện đó không phải là lỗi của tôi. Dù sao tôi cũng cứu mạng các anh, các anh cứu tôi là lẽ đương nhiên. Tề lão đại, lần này tôi không có tội, chỉ có công. Lúc này. Ly Tâm đã nghĩ thông suốt. Vụ nổ khủng khiếp như vậy, nếu cô không tình cờ phát hiện thì dù tệ mặt không lên con tàu lớn, chỉ cần hắn cách đó không xa cũng sẽ bị hủy diệt. Đây là công lao của cô. Tuy Ly Tâm dường như chẳng làm gì nhưng cũng coi như cô lập công, còn một chuyện nữa, bọn họ cứu cô là đúng. Nếu không có cô sẽ không có bọn họ. Tất nhiên không có bọn họ cũng sẽ không có cô, nhưng công lao của cô vẫn lớn hơn. Ngoài ra, cô tự nhiên còn bị vướng mắt ở nhóm máu nếu cô thật sự bị nhiễm xạ cô sẽ cho bọn họ biết tay thấy ly tâm vùi đầu trong ngực mình bàn tay nắm chặt áo hắn đến mức nổi rõ các khớp tề mặt càng siết chặt eo ly tâm tôi nói cô có lỗi bao giờ ly tâm liền ngẩng đầu tề mặt nhìn thẳng vào mắt ly tâm bằng ánh mắt vô cùng lạnh lùng có điều tôi không thể tha thứ chuyện hồi nãy ly tâm sững người một lúc mới mở miệng có thể lấy công chuộc tội mà sai tôi không cho rằng cô có thể chuộc tội tề mặt vẫn không rời mắt khỏi ly tâm ly tâm nói bất mãn tại sao tôi đã cứu mạng anh trong khi chỉ mắng anh hai câu thôi có gì quan trọng hơn tính mạng của anh chứ tôi cũng cứu mạng cô tề mặt chậm rãi nhã năm chữ khiến ly tâm cứng họng lúc đó cô thật sự không ngờ tề mặt đích thân đi cứu cô ly tâm nghĩ cùng lắm tề mặt cử thuộc hạ đi không thể tưởng tượng nổi người đến cứu cô lại là tề lão đại. Thật ra ly tâm không biết ở vào hoàn cảnh đó, người bình thường không thể có tốc độ và sự trấn tĩnh như tề mặt. Chỉ cần sai sót một giây, e rằng tất cả mọi người sẽ xuống mồ. Đám hồng ưng biết rõ, ngoài tề mặt, không một ai có bản lĩnh cứu người ở thời điểm đó. Quan trọng là tề mặt có muốn cứu hay không, Gia Quen đứng bên cạnh thấy tề mặt và ly tâm mãi không giải quyết xong vụ công tội, anh ta lắc đầu bất lực thật ra yawen không hiểu đối với ly tâm công lao hay phần thưởng không phải là chuyện quan trọng nhất điều cô cần là tung tích của tùy tâm tề mặt lại không nói cho cô biết tuy nhiên ly tâm không bao giờ chấp nhận sự trừng phạt của tề mặt tề mặt trừng phạt đồng nghĩa với cái chết nên cô phải đấu tranh đến cùng nghe nội dung cuộc nói chuyện của hai người yawen đoán ra sắc mặt tề mặt khó coi là do ly tâm chửi rủa hắn ly tâm to gan hơn trời dám mắng nhiếc tề mặt đúng là nhổ lông trên đầu hổ mà, còn nữa, cô chỉ vô tình cứu người, cố ý miệt thị tôi. Tề mặt không nói nhiều, nhưng mỗi từ như mũi kim đâm vào tim ly tâm đau buốt, ly tâm im lặng nhìn tề mặt, chỉ thấy thần sắc lạnh lùng của hắn, nộ khí ngày càng rõ. Cô than thầm trong lòng, toàn thân yếu ớt dựa vào người tề mặt. Ly tâm cất giọng thản thốt, nhưng tôi vẫn còn đau lắm, vết thương bị đạn bắn chưa hỏi hẳn bây giờ lại bị thế này, bị thương từ trên xuống dưới. Nếu lại, lại, lúc này, ly tâm có bộ dạng đáng thương vô cùng. Cô nắm chặt vạt áo trước ngực, ánh mắt đầy vẻ phức tạp, nói mãi không thành câu. Tề mặt biết ly tâm lo lắng đến vấn đề nhóm máu, hắn liền cau mày nhìn ly tâm, sự tức giận từ từ biến mất. Tề mặt lên tiếng, dù có vấn đề, tôi cũng đảm bảo cô sống 50 năm nữa, ly tâm nghe xong liền ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt vô cùng kiên định của tề mặt ánh mắt sắc bén như dao kiếm đó khiến người đối diện chỉ có thể tin tưởng hắn vô điều kiện giống như chỉ cần hắn nói ra bất cứ điều gì hắn nhất định sẽ làm được cô chỉ cần đặt niềm tin vào hắn tề mặt ông ly tâm đổi tư thế khác hắn vỗ nhẹ lên vai ly tâm cất giọng trầm trầm tôi sẽ ghi nhớ lần này cô còn tái phạm thì đừng trách tôi không khách khí bây giờ ngủ đi thấy tề mặt chịu bỏ qua cho mình Ly Tâm liền vui mừng gật đầu. Cô cười híp mắt nằm thoải mái trong lòng tề mặt chuẩn bị đi ngủ. Trước đó do vừa đau vừa mệt lại có tâm sự nên Ly Tâm không thể chập mắt. Hơn nữa, tề mặt đã bảo đảm cô sống thêm 50 năm nên không có gì đáng lo cả. Trước mặt bao nhiêu người, Ly Tâm không ngại ngùng từ từ thiếp đi trong lòng tề mặt, đám Gia Wen và Hồng ưng đưa mắt nhìn nhau. Tề mặt đúng là khoan dung độ lượng với Ly Tâm trên giang hồ bao nhiêu năm nay, chỉ cần người nào dám nói không với tề mặt, kẻ đó sẽ phải trả giá vô cùng đắt. Hôm nay, ly tâm chữ mắng tề mặt mà hắn vẫn bỏ qua. Ly tâm quả là lợi hại. Không biết đến cuối cùng ai sẽ khắc ai, thấy tề mặt đưa mắt về phía mình, Gia à Quen biết đã xong chuyện riêng tư, bây giờ đến lúc bàn việc công. Cục diện hiện tại vô cùng phức tạp và không thuận lợi, thông báo cho người của anh chuẩn bị đón hàng ở bên giới. Gia chưa lên tiếng tề mặt cất giọng trầm trầm zia quay sang chăm chú nhìn tề mặt bây giờ chẳng nhận được một tin tức nào phây suy cũng không có cử động bất thường vậy thì sắc mặt tề mặt không thay đổi để đưa hàng vào một nơi bốn bề là biển cả như đất nước này ngoài đường biển ra chỉ có đường hàng không hãy giám sát chặt chẽ các tuyến bay bọn chúng chỉ có thể đi theo con đường đó zia bất chợt vỗ đùi đánh đét một tiếng rồi đứng dậy tôi hồ đồ mất rồi chuyện rõ như ban ngày tôi còn ngồi đợi tin làm gì chứ. Chúng ta chỉ cần lưu ý điểm này là xong, vận chuyển một lô hàng lớn tới Australia ngoài đường biển và hàng không, đường bộ không có tác dụng. Đã được chứng thực sức mạnh của tề mặt trên biển, Phê Suy chắc cũng biết rõ, vận chuyển bằng đường thủy chẳng khác nào tự tay dân hàng cho tề mặt. Vì vậy, bà ta chỉ có thể chọn đường hàng không, thấy Giawen đã hiểu ý, tề mặt ông Ly Tâm đang ngủ say sưa đứng dậy, phát huy mọi thế lực của anh, mở một đường bay tới Trung Đông. Dù sao chúng ta cùng cần giao hàng tới Trung Đông theo đúng kế hoạch, nghe tề mặt nói vậy, mọi sự do dự và lo lắng biến mất khỏi đầu óc Diawen. Anh ta nhăn nhó, tề, anh chỉ làm khó người khác. Làm sao có thể tạo ra một đường bay riêng ở đất nước này? Mượn đường bay ư? Ô hát mi tôi đâu có tài giỏi đến mức đó, tề mặt bế ly tâm đi ra ngoài. Cất giọng lạnh lùng, đó là việc của anh, Hồng ưng, lập hộ và hoàng ưng đi sau tề mặt quay sang nhìn diawen bằng ánh mắt thương hại tình hình bên trung đông rất phức tạp mở đường bay qua bên đó không phải là chuyện đơn giản đây chính là cái giá đắc tội tề mặt thấy hồng ưng và hoàng ưng đi theo tề mặt ra ngoài lập hộ an ủi diawen diawen lão đại khi nào về hãy đào tạo lại đám thuộc hạ của anh nếu chuyện đưa nhầm người đi lại xảy ra một lần nữa lão đại của chúng tôi có khả năng sẽ càng gây khó dễ cho anh hơn Lập hộ vừa nói vừa đi nhanh ra ngoài, Gia Quen cười gượng sờ lên mũi. Ai bảo cô ly tâm đó chạy đến ngồi cùng đám thuộc hạ của anh ta, hơn nữa có phải anh ta ra lệnh đưa ly tâm đi đâu? Sao tề mặt có thể trút giận lên đầu anh ta? Gia Quen lắc đầu, hít một hơi sâu, cố áp chế suy nghĩ khác trong lòng. Vụ này mà không nghĩ cách giải quyết êm đẹp, hủy hoại thanh danh tề gia. Không cần tề mặt cầm dao truy sát anh ta, anh ta sẽ tự nhảy xuống Thái Bình Dương trước, thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến buổi tối. Phây Suy vẫn không có bất cứ động tĩnh nào. Bà ta giống như đến Australia để du lịch chứ không phải tiến hành giao dịch. Có điều, động thái của Phây Suy phải là chuyện quan trọng nhất đối với tề mặt và Giawen lúc này. Một khi không thể đoạt lại lô hàng sớm hơn thì cứ ngồi đợi, thời khắc cuối cùng kiểu gì cũng tới, tảng băng dưới mặt nước thế nào cũng nổi lên. Lại có sự trợ giúp toàn diện của Bộ Quốc phòng, Tề Mặt và Gia quen không lo không tìm ra Lô Hàng, Lão Đại, Bạch Ưng đến rồi ạ. À. 5 giờ sáng sớm, Bạch Ưng đặt chân đến Australia, mang theo huyết thanh mới sáng chế. Tề Mặt ông ly tâm ngồi trên ghế sofa, mở mắt nhìn Bạch Ưng đang cung kính trước mặt. Bạch Ưng có khí chất nho nhã, ngoài gương mặt lãnh đạm ra, anh ta hoàn toàn không giống một nhân vật nổi tiếng trong giới hát đạo, Lão Đại, huyết thanh đây ạ. À. Bạch ưng hơi cau mày nhìn ly tâm ngủ say trong lòng tề mặt. Hai tay anh ta cung kính đưa lọ thuốc cho tề mặt, tề mặt gật đầu, giao cho lập hộ. Lập hộ tiến lại gần nhận lọ huyết thanh, bạch ưng vẫn không rời mắt khỏi ly tâm, lão đại, cô ấy là, tề, mục tiêu xuất hiện rồi. Bạch ưng chưa nói hết câu. Hệ thống liên lạc có tiếng di vọng đến, 12 chiếc máy bay chở hàng và 6 chiếc máy bay loại hình nhỏ chúng bay đến đây từ hướng Tây Nam qua Thái Bình Dương. Giọng nói Diawen không che giấu sự phấn khích pha trộn cảm giác tanh máu, tề mặt liền đứng dậy, đi thôi. Lập hộ và hồng ưng đứng bên cạnh tề mặt không nói một lời, lập tức cùng hắn đi ra ngoài, trên bãi cỏ có, có vài chiếc máy bay nhỏ ngụy trang thành máy bay quân dụng cất cánh bay về phía Thái Bình Dương, lúc này, trời bắt đầu sáng nhưng vẫn mặt trời vẫn chưa ló dạng. Trên nền trời xanh biếc chỉ có vệt sáng lúc tỏ lúc mờ, theo dõi hình ảnh xuất hiện trên radar tề mặt cau mày. 12 chiếc máy bay vận tải chắc là chở toàn bộ lô vũ khí. 6 chiếc máy bay loại hình nhỏ bên cạnh, người khác không biết chứ hắn biết rõ, đó là máy bay chiến đấu thuộc lô hàng hắn bán đi Trung Đông. Mặc dù máy bay đã được ngụy trang nhưng vẫn không thể lọt qua cặp mắt hắn, đó là máy bay chiến đấu loại hình mới nhất. Bạch ưng lên tiếng, anh ta phụ trách lái chiếc máy bay có tề mặt. Đây là lô hàng mới nhất do tổ nghiên cứu của anh ta phát minh anh ta biết rõ tính năng của chúng, đều là loại tiên tiến nhất, bùm, không trung đột nhiên phát ra tiếng nổ lớn, một quả cầu lửa khổng lồ bay xuống dưới, tóe ra vô số tia lửa như trận mưa hoa, tệ mặt xa sầm mặt khi chứng kiến cảnh đó. Chiếc máy bay vừa bị nổ tung là một máy bay quân dụng ngụy trang trong đội của hắn bám theo từ một hướng khác. Vừa rồi nếu hắn không nhìn nhầm, chiếc máy bay đó tiến lên phía trước, lọc vào đúng tầm bắn của máy bay chiến đấu. Nó trở thành quả cầu lửa trong phút chốc, đang ngủ say trong lòng tề mặt. Ly Tâm bị giật mình tỉnh giấc bởi tiếng nổ lớn. Cô ngồi thẳng người, ngoái đầu ngó bốn xung quanh, tề, đây là loại máy bay chiến đấu gì mà bắn xa thế? Gia Wen đang phụ trách chỉ huy ở một chiếc máy bay khác hỏi qua hệ thống liên lạc. Gương mặt của Gia Wen trên màn hình lộ vẻ kinh ngạc. Anh ta biết lô hàng của tề mặt lần này có cả máy bay chiến đấu, nhưng anh ta không thể ngờ uy lực của nó lớn đến vậy, chưa đầy một phút đã tiêu diệt gọn đối phương, loại hình mới nhất. Tốt nhất anh nên tránh xa một chút. Tề mặt nói lạnh lùng. Mắt hắn vẫn không rời khỏi màn hình radar, trong lòng tề mặt, đến lúc này ly tâm mới có phản ứng. Nhìn qua cửa kính thấy quả cầu lửa biến mất ở bên dưới, ly tâm bất giác trùng mình. Trong lòng cô cảm thấy vô cùng kinh hãi. Vừa mới thoát khỏi cuộc chiến trên biển, bây giờ lại đọ sức trên không trung với máy bay chiến đấu, từ trước đến nay, trong quan niệm của cô, nhà sản xuất vũ khí cùng lắm là sản xuất ra súng ống, đạn pháo. Hôm qua nghe nói tề mặt sản xuất chiến hạm gì đó, hôm nay lại là máy bay chiến đấu. Thật không thể tin nổi. Lẽ nào đây mới là bộ mặt thật của nhà sản xuất vũ khí quốc tế, lão đại, đối phương yêu cầu nói chuyện. Bạch ưng đột nhiên nói chen vào. Thấy tín hiệu kết nối nhấp nháy trên màn hình, tề mặt lên tiếng, nối máy. Cùng lúc đó, tề cũng ra hiệu hoàng ưng đang lái máy bay của anh ta cũng kết nối thông tin để ba bên có thể đối thoại và giây sau trên màn hình đột ngột xuất hiện gương mặt của phây suy tề mặt lạnh lùng ngồi tựa vào ghế đằng sau tay hắn vô ý thức vuốt tóc ly tâm ly tâm mặc kể hành động như đối xử với thú cưng của tề mặt cô nép vào lòng hắn mở to mắt theo dõi cuộc hội đàm ba bên thấy tề mặt và diawen cùng xuất hiện trên màn hình hiển thị phây suy sững người trong giây lát rồi đột nhiên cười lớn hóa ra là tề lão đại và con trai yêu quý của tôi thảo nào có người tự nhiên cản đường tôi tôi đã nói mà không biết ai to gan dám bao vây tôi không ngờ lại là các anh di a cười nhạt sao hả bà tưởng chúng tôi chết rồi thật đáng tiếc thủ đoạn của bà không thể lấy mạng chúng tôi thảo nào bà dám nông nghênh xuất hiện công khai đúng là chẳng có đầu óc gì cả phây suy mỉm cười tao nhã dựa vào thành ghế bà ta cười nói, số con trai yêu quý của tôi cũng lớn thật đấy. Tốn nhiều công sức như vậy mà anh vẫn thoát khỏi. Anh khiến mẹ anh hao tổn tâm trí quá, đúng là chẳng hiếu thuận gì cả. Diawen vừa định tiếp lời, tề mặt giơ tay ngăn Diawen. Hắn đưa mắt nhìn Phay Suy, cất giọng lạnh lẽo, bà muốn giết tôi. Phay Suy, bà to gan thật, thấy tề mặt mở miệng, Phay Suy mỉm cười lắc đầu, no, no. Làm sao tôi dám động đến tề lão đại? Tôi chỉ nhắm vào con trai yêu quý của tôi thôi. Tề lão đại đừng hiểu nhầm. Phê suy tôi không có gan đó, tề mặt lên tiếng hỏi lại, vậy sao, tất nhiên rồi. Phê suy vội đáp, nhưng nếu tề lão đại xuất đầu lộ diện giúp con trai yêu quý của tôi. Đến lúc đó nếu bị ngộ thương, tề lão đại cũng không thể đổ tội cho tôi, thấy bộ dạng của phê suy như không thèm để ý đến tình thế trước mắt, tề mặt hắn giọng, tôi không có thời gian nhiều lời với bà, bà sẽ tự trả lại lô hàng cho tôi, hay là tôi phải đích thân ra tay đoạt lại, phây suy nghe xong nhìn thẳng vào tề mặt, tề lão đại thẳng thắng thật. Được thôi, anh đã nói trắng ra như vậy, tôi cũng không còn gì để bàn. Nếu anh có bản lĩnh thì hãy qua đây lấy đi. Vừa nói bà ta vừa nhếch mép, gương mặt lộ vẻ cao ngạo và miệt thị, thần sắc Gia Wen đột nhiên lạnh lùng đến mức đáng sợ. Anh ta nói chậm rãi từng từ một, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo nụ cười trên môi phây suy càng rộng hơn, bà ta nhìn Gia Wen, không cần khách sáo. Thật ra tôi cũng muốn xem các anh có bản lĩnh gì để đoạt lại lô hàng. Nói xong, Phê Suy liền cắt đứt liên lạc với Tề Mặc và Jia Wen, "Tề, anh yểm hộ tôi." Jia Wen nghiến răng nói với Tề Mặc, sắc mặt anh ta đầy nộ khí, Tề Mặc liền lên tiếng, "Khoan đã, Tề." Jia Wen cau mày nhìn Tề Mặc, Tề Mặc chăm chú theo dõi tuyến bay và đội hình của Phây Suy. Bạch ưng mở miệng, giọng nói vô cùng nghiêm túc, di a quen lão đại. Thứ đáng giá nhất của lô hàng này là mấy chiếc máy bay chiến đấu. Đây là loại hiện đại nhất trên thế giới hiện nay. Máy bay chúng ta đang lái không thể sánh bằng 6 chiếc đó. Bất kể về tốc độ, tầm bắn hay độ chuẩn xác, chúng ta đều không bằng họ. Mạo hiểm xông lên sẽ bị họ tiêu diệt ngay, Gia Quen nghe xong trầm ngâm, chăm chú nhìn lên màn hình radar. Tề mặt cũng không lên tiếng. Vì người mua lô hàng lần này ở Trung Đông, họ lại đặt mua trang thiết bị tiên tiến nhất trên thế giới. Do đó lô hàng rơi vào tay bất cứ kẻ nào khác cũng là chuyện không hay, siết. Tôi lập tức đi điều hỏa lực mạnh hơn để đối phó với chúng. Diawen cất giọng lạnh lùng. Trên đời này không có thứ gì là vô địch. Loại vũ khí này lợi hại, tự nhiên sẽ có loại khác càng ác chiến hơn. Anh ta không tin không có cách nào áp chế phê suy. Tề mặt quan sát 18 chiếc máy bay của Phê Suy qua màn hình hiển thị. Hắn nói với Di anh hãy nhìn rõ đường cự ly của họ bây giờ, tề mặt vừa dứt lời, không chỉ Di cả ly tâm cũng nhướng mắt nhìn lên màn hình. 12 chiếc máy bay vận tải xếp thành vòng tròn bay về phía trước. Trong khi đó, 6 chiếc máy bay chiến đấu loại hình mới nhất bám sát máy bay vận tải. Khoảng cách giữa hai chiếc máy bay nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, ly tâm thấy vậy bất giác sờ mũi thế này có nghĩa là gì trên màn hình khác gương mặt gia quen tỏa ra luồng sát khí đáng sợ tề mặt chậm rãi lên tiếng ở khoảng cách gần như thế này nếu phá hủy bất cứ một chiếc máy bay chiến đấu nào máy bay chở hàng bên cạnh cũng không chịu nổi sự tấn công trong máy bay chở hàng không chỉ có súng ống mà cả đạn pháo nếu bị nổ ở cự ly gần sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền tất cả đều bị hủy diệt nghe tề mặt nói vậy ly tâm liền gật đầu thế thì tốt quá có thể giải quyết hết bọn chúng mà không tốn nhiều công sức. Hóa ra vấn đề đơn giản như vậy, không biết tề mặt và gia quen còn lo lắng điều gì. Tề mặt cúi đầu nhìn chầm chầm ly tâm, đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Ly tâm bất giác rùng mình, quá đơn giản đúng không, đúng là rất đơn giản. Nhưng mục đích của tôi là lô vũ khí, chứ không phải đám người đó. Tề mặt nói rành mạch từng từ một, ly tâm đột nhiên cứng họng phê suy dở thủ đoạn khiến ly tâm vừa bị hoảng hồn vừa chịu nhiều vất vả cứ nghĩ đến bà ta là ly tâm bốc hỏa trong đầu vì vậy ly tâm chỉ muốn giải quyết đối phương cho hả giận cô hoàn toàn quên mất mục đích tìm lại lô hàng của tề mặt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tức giận của tề mặt ly tâm vặn vẹo người rồi chúi đầu vào ngực tề mặt chết rồi suy nghĩ của cô chứng tỏ cô không hề quan tâm đến chuyện của tề mặt tuy ly tâm cảm thấy cô không làm sai điều gì nhưng ở góc độ tề mặt, cô phạm sai lầm lớn. Tề mặt là ma vương độc đoán đến mức cực đoan. Hắn luôn coi mình là mặt trời, mọi thứ bao gồm cả mặt trăng đều chuyển động xung quanh hắn. Nếu hắn biết một ngôi sao nhỏ nào đó coi thường sự tồn tại của hắn, ngôi sao nhỏ đáng thương chắc chắn sẽ biến mất trên bầu trời. Ui. Tề mặt túng cổ áo ly tâm ném người cô xuống đất. Ly tâm ngồi phịch trên nền máy bay tề mặt khống chế lực đạo tương đối chuẩn cả người cô chỗ nào cũng bị thương chỉ mong là không bị thương tuy không quá đau nhưng cú ném cũng đủ khiến cô ê ẩm cả người lập hộ nhìn ly tâm bằng ánh mắt thương hại anh ta lắc đầu nói khẽ đáng đời nói xong lập hộ quay sang hỏi tề mặt tấn công từ xa không được nếu tiến lại gần sẽ bị họ tiêu diệt lẽ nào chúng ta buộc phải để họ tới đích bên dưới là địa điểm giao hàng một khi họ giao hàng thành công chúng ta không thể làm gì khác, trong giới buôn bán vũ khí có quy tắc riêng. Nơi nào xảy ra vấn đề thì giải quyết ở nơi đó, không được dây dưa đến người khác. Lô hàng hiện nằm trong tay phê suy, tề mặt có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào để đoạt lại. Nhưng một khi hàng đã giao vào tay người mua, lô hàng sẽ chính thức thuộc về người đó vì họ bỏ tiền mua chính đáng. Tề mặt đồng thủ đồng nghĩa với việc hắn vi phạm quy tắc lời nhắc nhở của lập hồ chính là trọng tâm của vấn đề. Tất cả mọi người đều im lặng nhìn tề mặt. Chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Gia Wen tuy cũng là lão đại, nhưng anh ta không thạo về nguyên lý và cách vận dụng vũ khí, đặc biệt là vũ khí tối tân. Vì vậy, ở vào tình huống này anh ta phải nghe theo sự chỉ đạo của tề mặt, tề mặt chăm chú theo dõi màn hình radar. Hắn cất giọng trầm trầm, gây nhiễu tín hiệu, chuẩn bị đột nhập lên máy bay, tề mặt vừa dứt lời, những người xung quanh đứng sững sờ. Mệnh lệnh của hắn thoạt nghe qua có vẻ dễ như trở bàn tay. Nhưng đây là máy bay chiến đấu đời mới nhất. Gây nhiễu tín hiệu rồi đột nhập vào máy bay. Đây quả là một ý nghĩ ngông cuồng. Gây nhiễu kiểu gì? Gia Wen lên tiếng sau một vài phút im lặng, Bạch ưng liền gật đầu, vấn đề nằm ở chỗ đó. Đường đi của lô máy bay chiến đấu này là được điều khiển bằng vi tính, độ nhạy cảm và xác suất phân biện đều ở mức cao nhất vì vậy không thể chịu đựng bất cứ sự gây nhiễu nào một khi bị động đến tất cả sẽ xảy ra vấn đề đây chính là nhược điểm duy nhất của nó nhưng cũng vì điểm quan trọng này chúng tôi mới lập ra tầng tầng lớp lớp phần mềm bảo vệ gây nhiễu là công việc vô cùng khó khăn bạch ưng nói xong mọi người trầm mặc một hồi bạch ưng là tiến sĩ về máy móc và vi tính lời nói của anh ta có quyền uy nhất định hơn nữa phần mềm bảo vệ do tổ của anh ta tạo ra anh ta nói rất khó có nghĩa là khó khăn thật sự lại đây ly tâm đứng dậy thấy đám đàn ông mặt mày nghiêm túc bàn luận mà không chú ý đến cô cô lặng lẽ chuồn ra đằng sau bây giờ là thời điểm căng thẳng nếu tề mặt không thuận tai vừa mắt gây khó dễ cho cô cô sẽ bị lỗ lớn tốt nhất tránh đi thì hơn ai ngờ mới rón rén đi hai bước giọng nói lạnh lùng không một chút tình cảm của tề mặt khiến ly tâm giật bắn mình quay đầu lại bắt gặp lập hộ và bạch ưng chăm chú nhìn mình ly tâm trừng mắt với họ và chậm rãi bước về phía tề mặt thấy cử động của ly tâm chậm như rùa tề mặt bất giác cau mày ly tâm liền tươi cười rạng rỡ và lao về phía hắn tề mặt giơ tay ông eo ly tâm kéo cô ngồi lên đùi mình sau đó hắn chỉ tay vào máy vi tính đã được bạch ưng mở sẵn phá giải hoặc gây nhiễu nếu cô thành công sẽ xí xóa tất cả không thành công tội càng nặng thêm ly tâm tái mét mặt chăm chú nhìn một loạt thông số trên màn hình bí mật quân sự không nói làm gì đây còn là công nghệ cao nếu cô biết cô cũng chẳng cần ngồi đây để bị hành hạ ly tâm quay đầu trừng mắt với tề mặt anh nói đùa gì thế anh nghĩ tôi biết mấy thứ này sao tề mặt không nhìn ly tâm đưa tay bẻ cổ ly tâm quay về đằng trước hắn nói lạnh lùng, cô không có sự lựa chọn nào khác, muốn chết ở đây hay là sống tiếp, tùy cô chọn. Lời nói của hắn băng giá đến mức khiến Ly Tâm nổi da gà, Bạch ưng ở bên cạnh thấy Ly Tâm nhăn nhó nhìn màn hình vi tính. Anh ta hơi nhíu mày. Đây là phần mềm do những người tài giỏi nhất dưới trướng anh ta tạo ra. Nếu dễ dàng bị phá giải hay gây nhiễu, anh ta chỉ còn nước trời khỏi tề mặt về quê quốc đất. Không biết cô Ly Tâm này có bản lĩnh gì, có thể phá giải hay không, cô được không đó. Ở một chiếc máy bay khác, Diawen cũng mở to mắt nhìn ly tâm. Máy bay chiến đấu có tốc độ rất nhanh. Máy bay chở hàng tuy không nhanh như máy bay chiến đấu nhưng cũng không quá chậm. Nếu ly tâm không thể phá giải trong vòng nửa tiếng đồng hồ, mọi việc coi như xong. Ly tâm căng mắt nhìn thông số trên màn hình, cô nghiến răng kèn kẹt. Ly tâm không biết phá giải mấy thứ này. Vậy mà tề mặt còn dùng mạng sống để uy hiếp cô, đúng là đáng ghét. Hoàng ưng đang lái máy bay của Gia Wen thấy Ly Tâm mãi không trả lời. Anh ta động viên, cô cứ coi như cô phá giải phần mềm đó để ăn trộm đồ là được. Gia Wen nghe nói vậy nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc, hóa ra là kẻ trộm. Để xem cô có bản lĩnh gì, anh dám coi thường tôi. Ly Tâm nghiến răng hướng về Gia Wen, thần sắc vô cùng dữ tợn. Gia Wen nhún vai nói, lẽ nào cô có thực lực khiến tôi không thể coi thường đừng nhiều lời nữa, làm nhanh lên. Tề mặt cất giọng đầy tức giận, cắt ngang hai người, ly tâm lường Diawen, hai bàn tay cô lập tức múa trên bàn phím. Cô hét với tề mặt, tránh ra, để tôi tự ngồi, tề mặt nghe vậy mặt hơi xa sầm. Thấy tay ly tâm không ngừng chuyển động trên bàn phím, hắn liền đứng dậy nhường chỗ cho ly tâm. Đám thuộc hạ đứng sau lại một lần nữa rớt mắt kính, mẹ nó. Ly tâm chửi bậy bất chấp tề mặt đang đứng sau trước đây cô là một người phụ nữ lịch thiệp kể từ khi gặp tề mặt ly tâm trở thành người thô lỗ hay chửi bậy lúc này cô đang giận điên người gương mặt lộ rõ sát khí một người dùng mạng sống uy hiếp cô một người coi thường cô khiến ly tâm tức chết đi được bất kể là công nghệ cao đến mức nào ly tâm đều coi là đối tượng cô phải ăn trộm để giải quyết sinh mạng quan trọng hơn cả đây cũng là nhược điểm của ly tâm thấy ly tâm bắt đầu xâm nhập vào phần mềm điều khiển mấy chiếc máy bay chiến đấu, tề mặt lên tiếng, hãy bay cao hơn nữa, vào cự ly tầm bắn ngắn nhất, nghe lệnh của tề mặt, Hoàng ưng và Bạch ưng lập tức đẩy cần điều khiển. Đưa máy bay lên độ cao hơn so với 18 chiếc của Phây Suy. 20 chiếc máy bay trong đội của tề mặt xuyên qua làng mây, bay trên đầu máy bay Phây Suy. Đồng thời, họ vẫn giữ nguyên đội hình và khoảng cách an toàn. Trong khi đó, 12 chiếc máy bay chở hàng và 6 chiếc máy bay chiến đấu của Phê Suy tiếp tục duy trì hành trình như cũ, hướng về lãnh thổ Australia, cô còn lại 10 phút. Tề mặt đứng sau lưng ly tâm cất giọng đều đều. Chỉ còn khoảng 20 phút nữa, đoàn máy bay sẽ tới Australia. Thời gian dành cho ly tâm không quá 10 phút. Tráng ly tâm rịnh đầy mồ hôi. Đôi bàn tay cô vẫn thao tác rất nhanh trên bàn phím, vẻ tức giận và oán trách biến mất khỏi gương mặt ly tâm từ lâu giờ chỉ còn lại sự bình tĩnh và tập trung tuyệt đối qua màn hình hiển thị di a thấy tề mặt không có bất cứ biểu hiện nào khác giống như hắn hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của ly tâm anh ta bất giác quay đầu hỏi hoàng ưng cô ta làm được không tề có vẻ tin cô ta quá hoàng ưng lắc đầu tôi không biết có điều chỉ cần cô ta có một phần vạn khả năng lão đài cũng nhất định lôi ra bằng được Dia yeah, Wen nghe vậy lắc đầu ngao ngán. Nhìn bộ dạng tập trung cao độ của Ly Tâm, anh ta thở một hơi dài. Đụng phải tề mặt không biết là may mắn hay bất hạnh của Ly Tâm, cô chỉ còn một phút. Vẫn là giọng nói không biểu lộ sắc thái tình cảm của tề mặt, nhắc nhở Ly Tâm thời gian còn lại, siết. Anh lắm lời thế, tôi biết rồi. Ly Tâm đấm mạnh tay lên bàn điều khiển, mặt đầy vẻ tức giận. Thời gian là thứ nhạy cảm nhất đối với cô. Còn lại bao nhiêu phút bao nhiêu giây trong lòng cô biết rõ, tề mặt nghiêm mặt, nhưng không có bất cứ lời nói hay cử động trừng phạt sự vô lễ của ly tâm. Hắn cất giọng trầm trầm, chuẩn bị tăng tốc, mở cửa khoang dưới, người được chọn vào vị trí sẵn sàng. Không một ai đáp lời tề mặt. Tất cả lặng lẽ tuân theo, ly tâm chăm chú theo dõi hàng loạt thông số không ngừng chuyển động trên màn hình. Màn hình đột nhiên nhấp nháy, ly tâm lập tức click vào. Trên màn hình theo dõi, sáu chiếc máy bay chiến đấu hơi rung nhẹ. Lập hộ thấy vậy hét lớn, có bất thường. Lời nói vừa phát ra, tất cả mọi người đứng bật dậy, ly tâm mở miệng, tôi không phá giải được, chỉ có thể gây nhiễu. Các anh có nhiều nhất một phút 20 giây. Phá giải không phải là sở trường của ly tâm, còn gây nhiễu đối với cô không thành vấn đề. Bất cứ phần mềm nào cũng có lỗ hổng, chỉ là ít hay nhiều mà thôi, tề mặt lên tiếng, đủ rồi, tăng tốc, lái sát vào. Cùng lúc, mấy chiếc máy bay do Gia Wen chỉ huy nhanh chóng hạ độ cao xuống gần máy bay của Phây Suy. Những người được chọn chờ sẵn ở cửa khoang dưới máy bay, chuẩn bị nhảy xuống máy bay bên dưới. Đám Hoàng ưng và Lập Hộ cũng có tư thế sẵn sàng, những người được chọn đều là cao thủ của cao thủ, bùm. Một chiếc máy bay trong đội của Tề Mặt vừa áp sát chiếc máy bay chiến đấu bên dưới đột nhiên bị bắn nổ tung. Tề Mặt sững người trong một giây, ly tâm nghiến răng, có người trong máy bay này chống lại sự gây nhiễu của tôi, tôi không khống chế được. Vừa nói, Ly Tâm vừa muốn mười đầu ngón tay trên bàn phím. Hai bên cùng đỏ sức, liên tục áp chế và phản áp chế, tề mặt thấy vậy mặt càng lạnh hơn. Hắn đột nhiên mở miệng, bay qua bên đó, chiếc này để tôi, tề mặt vừa dứt lời, lập hộ đang đứng ở cửa khoang dưới chuẩn bị hành động lập tức lên tiếng, không, để tôi đi, bạch ưng phụ trách lái máy bay cũng cất cao giọng, lão đại. Không được đâu, rất nguy hiểm tề mặt không trả lời bạch ưng. Hắn quay lại nhìn ly tâm, nhớ giữ liên lạc, rồi đeo thiết bị thông tin và nhanh chóng đi đến chỗ lập hộ. Tề mặt hắn giọng với lập hộ, chú không có bản lĩnh đó. Nói xong, hắn liền thả người xuống dưới, lập hộ sững sờ, đưa mắt nhìn chiếc máy bay chiến đấu không ngừng lắc đi lắc lại để chống đỡ sự gây nhiễu của ly tâm ở bên dưới. Phê suy đang ở trong chiếc máy bay này. Từ ô cửa, đạn không ngừng bắn ra một cách điên cuồng đổi lại là lập hộ e rằng anh ta không có khả năng thoát khỏi làng mưa đạn và đáp xuống chiếc máy bay đang lắc lư kia tề mặt không phải coi thường anh ta mà chỉ nói ra sự thật nhanh lên thời gian không còn nhiều nữa ly tâm lên tiếng thúc giục khi đặt hết tâm trí vào công việc ly tâm không cần biết ai là chủ ai là tớ ai lớn ai nhỏ cô tập trung tất cả sợi dây thần kinh vào hình ảnh trước mặt nếu bạch ưng còn không tiến lại gần có thể nỗ lực từ đầu đến giờ trở thành vô ích. Vì vậy Ly Tâm mới lên tiếng nhắc nhở, Bạch ưng cuộn chặt bàn tay. Anh ta hít một hơi sâu, đưa cần điều khiển về phía trước. Chiếc máy bay lập tức tăng tốc độ, lao vút xuống bên dưới, chiếc máy bay chiến đấu có phê suy không ngừng nã đạn vào máy bay của tề mặt. Do khoảng cách giữa hai chiếc máy bay rất gần nên phê suy không dám dùng vũ khí hạng nặng như pháo hay tên lửa. Trong tình thế này, chỉ cần một chiếc máy bay phát nổ, có thể dẫn đến tất cả đều bị hủy diệt. Vì vậy, Phây Suy chỉ còn cách dùng súng đạn thận trọng nhắm bắn vào chiếc máy bay bên trên. Nhưng điều đó cũng đủ tạo thành sự uy hiếp đối với tề mặt. Người đang chuẩn bị đột nhập vào máy bay của bà ta, Bạch Ưng là một phi công giỏi. Chiếc máy bay do anh ta lái không ngừng uống lượng trong không trung để giúp tề mặt tránh làn đạn. Cả người tề mặt treo lủng lẳng trên đầu máy bay của Phây Suy, một tay tề mặt vẫn nắm chặt cửa khoang sau máy bay giả quân dụng hắn không ngừng quan sát chiếc máy bay chiến đấu ở bên dưới do thân thể bị lắc đi lắc lại liên tục hắn không thể nào ngắm đúng điểm rơi xuống tề mặt phẫn nộ hét lớn đừng lắc nữa lập hộ đứng ở cửa khoang sau tay cầm khẩu súng dài bắn trả về máy bay của phây suy nghe câu nói của tề mặt lập hộ quay lại nhắc bạch ưng đừng lắc nữa lão đại không tìm được điểm rơi bạch ưng đập mạnh tay lên bàn điều khiển nếu không lắc qua lắc lại làm sao có thể tránh làng đạn từ bên dưới. Chỉ e tề mặt sẽ càng gặp nguy hiểm hơn, còn lại 12 giây nữa thôi. 11, 10 Ly tâm lạnh lùng theo dõi màn hình, 10 đầu ngón tay vẫn gõ không ngừng nghỉ trên bàn phím. Cô chỉ có thể gây nhiễu tín hiệu trong từng đó thời gian. Những việc khác nằm ngoài phạm vi kiểm soát của cô. Nhận được thông báo của Ly Tâm qua chiếc tai nghe, sắc mặt tề mặt càng tối hơn, hắn lập tức hét lên táp sát vào vừa nói, tề mặt vừa lộn người móc chân lên cửa khoang sau, thả toàn thân hướng về chiếc máy bay của Phê Suy. Hai chiếc máy bay không ngừng lắc lư, làm hắn không thể nhảy xuống dưới. Bắt buộc phải có một chiếc máy bay đứng im hắn mới có thể hành động, nghe câu nói của Ly Tâm và tề mặt, bạch ưng hít một hơi dài, tay trái anh ta điều khiển chiếc máy bay giữ trạng thái thăng bằng, tay phải nhanh chóng ấn xuống bàn phím. Chiếc máy bay lập tức ngừng lắc lư, đồng thời giữ nguyên tốc độ lao xuống máy bay của Phê Suy, tề mặt đang treo người trong không trung chỉ đợi giây phút này khi hai chiếc máy bay nhanh chóng tiến lại gần ánh mắt hắn càng lạnh lùng đạn vẫn không ngừng bắn về phía tề mặt trong khi hai chiếc máy bay vẫn tiếp tục thu hẹp khoảng cách chỉ trong một giây lát phán đoán hai chiếc máy bay xuất hiện cự li ngắn nhất tề mặt liền lao người xuống thân chiếc máy bay của Phai suy khi ở trên lưng máy bay do chiếc máy bay lắc lư dữ dội nên tề mặt bị mất thăng bằng trượt người xuống dưới Lập Hộ đứng ở cửa sau chiếc máy bay bên trên và Bạch Ưng đang lái máy bay chứng kiến cảnh đó tim nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong lúc trượt xuống, tề mặt nhanh như cắt giơ tay túm lấy thanh ngang dưới bụng máy bay. Đây là điểm tự duy nhất của máy bay loại này. Tề mặt dùng cánh tay còn lại bám chặt vào thân máy bay, đu người vắt lên trên. Toàn thân tề mặt nấp dưới bụng máy bay, khiến những kẻ ở trong máy bay đánh mất dấu hắn. Lúc này, Lập Hộ và Bạch Ưng mới thở phào nhẹ nhõm, kể ra thì lâu nhưng trên thực tế. Mọi việc xảy ra trong giây lát. Hai chiếc máy bay sáp vào nhau trong một vài giây. Sau khi tề mặt nhảy xuống, chiếc máy bay do bạch ưng lái lập tức tăng tốc độ, bay vút lên không trung, còn lại 5 giây, 4 giây. Ly tâm tập trung hết tinh thần vào tín hiệu trước mắt, miệng không ngừng thông báo thời gian còn lại. Bạch ưng ở kế bên, tăng tốc đến mức cao nhất, vượt ra khỏi tầm bắn của chiếc máy bay chiến đấu loại hình mới, cùng lúc đó Diawen cũng ra lệnh qua hệ thống liên lạc, rút lui. Đội bay do Diawen chỉ huy lập tức quay đầu và phóng lên cao. Giữ khoảng cách an toàn với mấy chiếc máy bay chiến đấu, một giây, việc gây nhiễu sóng bị hủy bỏ. Màn hình trước mặt ly tâm đột nhiên nhấp nháy. Cô liền ngồi tự người vào chiếc ghế phía sau, từ từ ngẩng đầu lên, bên dưới bỗng có tiếng nổ lớn, lửa chiếu sáng một vùng trời như pháo hoa chắc là một chiếc máy bay trong đội chưa kịp thoát khỏi tầm bắn của máy bay chiến đấu. Bạch Ưng hơi khép mi mắt, nếu vừa rồi hành động không nhanh, chiếc máy bay của anh có thể sẽ trở thành nguyên liệu phát sáng sau cơn phát nổ. Ly Tâm mới dây dây hai tay và chậm rãi đứng dậy. Nhìn lập hộ đang nghiêm túc theo dõi hệ thống radar, Ly Tâm liền nhíu mày, sao anh lại ở đây? Không phải anh nhảy xuống dưới sao? Lúc Ly Tâm còn chưa gây nhiễu đối phương thành công, cô rõ ràng nghe thấy tề mặt phân công lập hộ đột nhập vào máy bay của đối phương, thấy ly tâm nhìn mình bằng ánh mắt ngờ vực, lập hộ không trả lời, tiếp tục quan sát màn hình radar. Ly tâm quay đầu nhìn theo, cô càng cảm thấy khó hiểu hơn, anh nhìn gì vậy? Sao tôi chẳng thấy gì cả? Trên màn hình ngoài một chiếc máy bay, không thấy xuất hiện một bóng người, lão đại đang ở trên đó. Bạch ưng cất giọng lạnh lùng, ly tâm sững người, một lát sau cô mới có phản ứng, giơ ngón tay cái lên tán thưởng quả nhiên là lão đại giỏi thật gương mặt ly tâm lộ vẻ thất vọng và tiếc nuối cô đã bỏ qua cơ hội chứng kiến một cảnh hấp dẫn chỉ tại cô gặp phải thử thách khó khăn là quên hết mọi chuyện hoàn toàn không chú ý tề mặt nhảy xuống từ lúc nào cảnh tượng kích thích đó không phải ai cũng được tận mắt chứng kiến màn hình hiển thị rung nhẹ tề mặt đột nhiên xuất hiện trên màn hình ly tâm chăm chú theo gương mặt cô đầy vẻ kinh ngạc lúc nói chuyện này cô còn không cảm thấy gì bây giờ tận mắt chứng kiến cảnh tề mặt lộ diện ở đuôi máy bay áp sát người vào thân máy bay từ từ leo lên phía đầu ly tâm hoàn toàn bị bất ngờ đến mức cô không thể thốt ra câu tán thưởng hay cảm thán trên màn hình tề mặt tiếp tục leo về phía đầu máy bay nơi có phây suy đang ngồi trong buồng lái hai bên cửa sổ đều có người thò đầu ra để tìm kiếm dấu vết của tề mặt bộ dạng hoảng hốt và lo sợ của đối phương hiện rõ mồn một trên màn hình hiển thị tề mặt nhanh chóng bò lên đầu máy bay hai chân hắn móc vào chỗ lồi ra trên đỉnh đầu máy bay cả người hắn buông thõng xuống đến chỗ cửa sổ vừa vặn có đầu người thò ra tề mặt đấm mạnh một phát người đó còn chưa kịp phản ứng đã bị tề mặt kéo ra khỏi thân máy bay ném thẳng xuống dưới ly tâm không nghe thấy tiếng kêu từ kẻ bị tề mặt ném xuống cũng không nhìn rõ vẻ mặt của người đó cô bất giác rùng mình tề mặt quá tàn bạo, quá đáng sợ. Phải có sức mạnh lớn đến mức nào, bản lĩnh ghê gớm như thế nào? Sức chịu đựng kinh khủng thế nào mới làm được chuyện đó? Tề mặt không phải là con người, trên màn hình, hai chân tề mặt móc lên trên, hắn trường người sang phía bên kia thân máy bay, hắn né tránh sự truy tìm của người ở bên trong cửa sổ rồi lại đột ngột ra tay. Ly tâm bỗng nhiên hiểu ra, tề mặt đã đối xử với cô khá nhẹ nhàng. Nếu tề mặt nặng tay với một người có thân hình mềm mại như cô, chắc chắn cô sẽ thịt nát xương tan. Vậy mà bây giờ ly tâm vẫn sống khỏe, chứng tỏ sự nhân từ của tề mặt. Ly tâm vô ý thức chấp tay vái trời. Ông trời đối xử với cô không tệ bạc cô đang làm gì vậy? Lo lắng cho tề sao? Gia Wen đột ngột hỏi ly tâm qua màn hình hiển thị. Bạch ưng và lập hộ nghe thấy cũng quay đầu nhìn cô, ly tâm nghiêm túc theo dõi màn hình trước mặt, cô chỉ nhếch mép mà không lên tiếng lập hộ mỉm cười với ly tâm hiếm có dịch cô lo lắng cho lão đại cô đừng lo chỉ cần lão đại lên chiếc máy bay đó lão đại sẽ không xảy ra chuyện gì đâu bản lĩnh của lão đại cô cũng từng lĩnh hội rồi còn gì đây chỉ là chuyện vặt ly tâm nghiến răng ken két đây mà là chuyện vặt ư nếu tề mặt dốc toàn lực thì không biết còn khủng khiếp đến mức nào ly tâm bất giác nhăn mặt tôi chỉ lo lắng cho bản thân tôi bạch ưng quay đầu hỏi ý cô là gì ly tâm không quan tâm đến lão đại chỉ lo cho bản thân cô gái này quả là bất trung bạch ưng trừng mắt nhìn ly tâm sắc mặt anh ta tỏ ý không hài lòng ly tâm cũng ngẩng đầu trận mắt đáp trả bạch ưng lập hộ đứng bên cạnh lên tiếng nhắc nhở cô biết là được rồi sau này xem cô còn dám ngang ngạnh nữa không Bạch ưng chưa từng tiếp xúc với ly tâm nên không hiểu tại sao cô chỉ lo cho bản thân mà không bận tâm đến tề mặt. Lập hộ thì hiểu rõ nguyên nhân, được rồi, đừng bàn những chuyện khác, hãy tập trung theo dõi tình hình trước mắt. Chúng ta không thể lơi là dù chỉ một giây. Gia quen mặc kệ ly tâm lo lắng đến ai. Hoàn cảnh hiện tại quan trọng hơn cả, tề mặt nhanh chóng trường đến đỉnh đầu máy bay. Nơi đó có một cửa khoang có thể mở ra. Đây là vị trí tiến vào máy bay chiến đấu loại hình này, cũng là nơi mỏng manh nhất trên thân máy bay. Tề mặt nằm bò trên đó, thần sắc hắn lạnh lùng và bình thản như hắn không phải đang ở trên không trung. Cũng không phải ở trên thân chiếc máy bay đang chuyển động mà giống như hắn đang trên mặt đất, nơi không có bất cứ sự nguy hiểm nào. Tề mặt đập mạnh vào cửa khoang máy bay. Khi cửa khoang vừa mở ra, tề mặt nhanh như ti chớp lao người vào trong, nhanh đến mức người của phây suy ở hai bên cửa sổ không kịp phản ứng tiếng súng vang lên ngay tức thì tề mặt vừa lao người vào bên trong vừa rút súng nhằm đúng mi tâm điểm giữa hai đầu lông mày của kẻ đang chĩa súng vào hắn ngón tay của đối phương trên khẩu súng còn chưa kịp động đậy toàn thân đã bị đổ nhào ra phía sau tề mặt lộn người xuống đất hắn chưa kịp đứng dậy đã lập tức bay về phía sau kẻ ở đằng sau nhìn thấy bộ dạng tề mặt sợ đến mức quên mất khẩu súng trong tay khi người đó tỉnh ra thì đã muộn ánh mắt tề mặt vô cùng lạnh lùng hắn không thèm để ý đến khẩu súng trong tay đối phương nhanh như cắt giơ tay trái túm chặt cổ họng đối phương tề mặt vặn tay chỉ nghe một tiếng rắc xương cổ của đối phương bị nát vụn đồng thời tề mặt quay người ném mạnh xác chết trong tay về phía kẻ đứng gần hắn nhất cả quá trình chỉ diễn ra trong khoảng chục giây những kẻ xông đến không một ai sống sót, nếu không bị bắn trúng mi tâm cũng bị tề mặt bóp chết. Tề mặt có sức mạnh kinh người, hắn lại ra tay tàn độc, chỉ cần một chiêu đã giải quyết gọn đối phương. Trong không gian chật hẹp chỉ nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc và mùi máu tanh nồng nặc, tay tề mặt túng chặt người cuối cùng xông đến, đáy mắt hắn chỉ còn lại màu máu lạnh lẽo. Năm ngón tay của hắn kẹp cổ đối phương đưa lên cao. Chỉ nghe một tiếng rắc, người trong tay tề mặt cổ bị gãy rời. Xuống thẳng âm phủ mà không kịp kêu một tiếng nào, ném xác chết sang một bên. Tề mặt nhìn Phê Suy ngồi im lặng bằng ánh mắt đầy sát khí. Phê Suy, Phê Suy bất động, gương mặt bà ta lộ rõ vẻ kinh hoàng. Nghe giọng nói lạnh lẽo như truyền đến từ địa ngục của tề mặt, bà ta mới ngẩng đầu nhìn tề mặt, dù sao cũng là một trùm xã hội đen, Phê Suy nhanh chóng lấy lại tinh thần. Bà ta mỉm cười tao nhã với tề mặt, tề lão đại, người ở đây đã bị anh giết sạch rồi, ai sẽ lái máy bay, thấy chiếc máy bay không người lái bị mất điều khiển lao thẳng xuống bên dưới tề mặt nhanh chóng mở hệ thống liên lạc trên bàn điều khiển ở bên này đám bạch ưng và lập hộ đang vô cùng căng thẳng vì không bắt được tín hiệu từ chiếc máy bay của phây suy nhận được tín hiệu của tề mặt họ thở phào nhẹ nhõm lão đại hãy ấn phím thứ ba bên trái phía trước kéo cần điều khiển phím bên phải thứ tư ở dưới không đợi tề mặt lên tiếng bạch ưng lập tức chỉ dẫn các thao tác lái máy bay tề mặt còn chưa biết lái loại hình máy bay mới này. Thấy chiếc máy bay tự nhiên lao đầu xuống dưới. Anh ta hiểu ngay xảy ra chuyện gì, tề mặt ngồi vào vị trí cơ trưởng, làm theo lời chỉ dẫn của Bạch ưng. Chiếc máy bay nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Hắn quay đầu về phía phê suy, bà sẽ tự nhảy xuống hay để tôi đồng thủ, phê suy cười lớn, tề lão đại quả nhiên lợi hại. Tôi bố trí đến mức này mà anh vẫn làm được tôi thật sự ngưỡng mộ con trai yêu quý của tôi, có thể bắt tay hợp tác với người như anh, tệ mặt không thay đổi sắc mặt, nể tình Gia Wen, tôi đã khách khí với bà lắm rồi, bà đừng làm tôi mất sạch sự nhẫn nại. Phây suy nghe vậy cười ha hả, đã nghe danh tệ lão đại máu lạnh vô tình từ lâu. Hôm nay rơi vào tay anh, phây suy tôi lãnh hậu quả như thế nào tôi hiểu rõ hơn ai hết. Tôi chỉ hối hận là hôm qua để các anh thoát được. Việc các anh có thể thoát khỏi vụ nổ đó, Khiến tôi thất vọng vô cùng. Tôi đã tốn bao công sức gian bẫy, tề mặt gần như mất kiên nhẫn. Trong khi đó, phê suy nhìn tề mặt bằng ánh mắt thâm hiểm, bà ta thông thả nói từng từ một, tề mặt, phê suy tôi không phải hạng người vô dụng. Tôi đã dám đích thân đến đây giao hàng. Tôi sẽ không để bị thất bại. Không tính đến chuyện các anh thoát chết là sai lầm của tôi. Có điều vạn sự để lại lối đi cuối cùng là kinh nghiệm đúc lại sau bao nhiêu năm sống trên giang hồ bây giờ thì tốt rồi lần này có thể khiến anh xuống mồ cùng tôi là vinh hạnh của phây suy ha ha tề mặt phây suy tôi có chết cũng phải kéo anh theo cùng nói xong phây suy vừa cười lớn vừa đẩy cửa sổ bên cạnh bà ta bà ta quay lại đối diện với tề mặt rồi thả người xuống dưới máy bay tiếng cười đắc ý ngạo mạn và ngông cuồng của bà ta vang vọng trong không trung Thông qua hệ thống liên lạc, đám Bạch ưng và Gia Wen đều nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện giữa Tề mặt và Phê Suy. Bọn họ không giấu nổi sự căng thẳng, Bạch ưng vội lên tiếng, lão đại, hãy ấn vào nút màu xanh thứ năm, giảm tốc độ bay. Tôi sẽ tới đón lão đại ngay lập tức. Vừa nói, anh ta vừa điều khiển hạ độ cao máy bay. Do 12 chiếc máy bay chở hàng và 5 máy bay chiến đấu còn lại vẫn chưa được khống chế hoàn toàn nên Bạch ưng không dám tiến lại gần chỉ còn cách tề mặt giảm tốc độ để máy bay anh ta có thể tiếp cận tề mặt nói với bạch ưng sợ gì chứ mau kiểm tra xem rốt cuộc vẫn chưa nói dứt lời tề mặt đột nhiên cảm thấy chỗ ngồi của hắn có gì đó bất ổn tề mặt theo phản xạ nhảy ra khỏi ghế cơ trưởng từ hai bên trên ghế đột ngột bật ra hai nửa vòng tròn sắt khóa chặt vị trí hắn vừa ngồi chỉ trong chốc lát cả chiếc máy bay bị đóng kín đến cửa sổ cũng bị bịt kín mít buồng lái bỗng nhiên tối âm chỉ có ánh sáng mờ mờ phát ra từ bàn điều khiển làn khói dày đặc từ bốn phương tám hướng tỏa khắp buồng lái khí độc đúng là khí độc tề mặt là người lăn lộn lâu năm trên chốn giang hộ nên phản ứng đầu tiên của hắn là bịt chặt mũi miệng sắc mặt hắn lạnh như không thể lạnh hơn không kịp nghĩ ngợi tề mặt lập tức lao về phía cửa khoang máy bay hắn vừa đột nhập không ngờ bên ngoài bị chặn bởi một lớp sắt thép tề mặt cau mày dùng thân hình cao lớn của hắn số mạnh vào những chỗ khác trên máy bay lão đại lão đại máy bay sắp rơi rồi bạch ưng hết lớn vào hệ thống liên lạc chiếc máy bay này cần đến sự điều khiển chứ không phải là máy bay không người lái tề mặt vội đi tìm lối thoát nên chiếc máy bay lâm vào trạng thái rơi tự do tề mặt nghe vậy lập tức quay đầu nhanh chóng trở lại điều khiển máy bay giữ thăng bằng vì bận lái máy bay nên hắn không thể tìm cách thoát thân lão đại giữ nguyên tốc độ chúng tôi sẽ đến đón lão đại bạch ưng lái máy bay về phía tề mặt với tốc độ cao nhất ly tâm nhìn tề mặt qua màn hình hiển thị sắc mặt hắn khó coi vô cùng ở màn hình bên cạnh di a cũng hết sức căng thẳng anh ta lên tiếng cần tôi làm gì để cứu tề chiếc máy bay của anh ta cũng bay về phía tề mặt bạch ưng mở miệng chỉ có thể dùng thuốc số không anh có mang theo không vỏ của máy bay chiến đấu tương đối cứng. Bất cứ một loại thuốc nổ thông thường và máy cắt đều không có tác dụng, Di-A-Wen càng tỏ ra sốt ruột, số 0. Tôi không có, tôi chỉ có số 3 và số 4. Tề mặt từng dùng thuốc nổ số 1 để cứu ly tâm khi cô bị nhốt ở trên tàu. Loại thuốc nổ này hỏa lực không lớn nhưng có uy lực rất mạnh, là loại thuốc nổ chuyên dùng cho bộ phận nhỏ bé. Thuốc nổ số không dùng cho thứ càng nhỏ hơn chiếc máy bay vốn không lớn lại không quá dày chỉ có thể dùng thuốc nổ số không thuốc nổ số lớn hơn không thể áp dụng vào máy bay của tề mặt vì uy lực của nó tương đối đáng sợ chiếc máy bay của tề mặt sẽ không chịu đựng nổi không chỉ có máy bay tề mặt ở bên trong càng không thể chịu nổi hắn ở khoảng cách gần như vậy chắc chắn sẽ chết ngay tức thì thuốc nổ vốn chỉ sử dụng trên mặt đất hay tàu bè chưa ai dùng trên máy bay bao giờ vì vậy đám Gia Wen và Bạch Ưng đều không mang theo. Đến lúc cần dùng đến, mọi người mới hối hận không chuẩn bị từ trước. Sắc mặt của Bạch Ưng ngày càng khó coi. Gia Wen đập mạnh vào bàn điều khiển, tôi sẽ lập tức thông báo để bên đó đưa đến cho chúng ta, là khí độc số 05. Tề mặt đột ngột lên tiếng qua hệ thống liên lạc. Lập hộ hoảng hốt, số 05. Đó là độc tố thần kinh, khiến con người mất mạng trong một phút. Đã mười mấy giây trôi qua rồi, chúng ta không đủ thời gian điều người đưa thuốc nổ tới đây, Ly Tâm cũng cảm thấy lo lắng. Cô không rời mắt khỏi tề mặt trên màn hình. Hắn dùng một tay bịt mũi miệng, thần sắc chỉ có vẻ lạnh lùng và uy nghiêm. Không một chút hoảng loạn hay sợ hãi. Trong khi đó, khói trắng xung quanh hắn ngày càng dày đặc, mặc dù cuộc đối thoại giữa Diawen và đám lập hộ không truyền đến tai tề mặt, nhưng hắn có thể đoán biết nội dung thông qua khẩu hình của mọi người. Vì vậy, hắn mới lên tiếng thông báo tình hình. Đối diện với đôi mắt vô cùng lạnh lẽo của tề mặt, ly tâm bất giác cắn môi, chiếc máy bay do Bạch ưng lái nhanh chóng áp sát máy bay của tề mặt. Bạch ưng, lập hộ và di quen căng thẳng đến cực điểm. Đến gần thì sao chứ? Họ không có thuốc nổ. Không có máy cắt, không có cách giải quyết trong thời gian ngắn nhất. Vỏ máy bay được làm bằng nguyên liệu đặc biệt, súng bắn không thủng. Khí độc lại không thể thoát ra bên ngoài, họ phải làm gì để cứu tề mặt. Trên màn hình, tề mặt cau mày, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp và khó hiểu, khói độc xung quanh hắn phun ra càng nhiều hơn. Thời gian chỉ còn lại 40 giây, ly tâm đứng dậy nắm lấy vai lập hộ, ngoài thuốc nổ ra không còn cách khác sao. Tuy tề mặt đối xử với cô khá tệ nhưng thực chất hắn không phải người xấu. Ly Tâm không thể chấp nhận việc cô chống mắt bất lực nhìn hắn từ từ tắt thở, lập hộ đứng ở cửa khoang sau, bắn không biết bao nhiêu viên đạn vào chiếc máy bay có tề mặt nhưng trên hoàn toàn phí công vô ích nghe câu hỏi của ly tâm lập hộ mặt tái mét hét lớn có cách gì chứ không có thuốc nổ cũng không có máy cắt chúng ta có thể làm gì nghe đến từ máy cắt mắt ly tâm sáng hẳn lên cô liền chỉ vào chiếc nhẫn trên tay dùng cái này dùng cái này vừa nói cô vừa điều khiển sợi dây trong chiếc nhẫn thò ra rồi quét lên cửa khoang trên cửa lúc hiện một vết nứt, có thể do đeo một thời gian dài, Ly Tâm rút mãi vẫn không thể lôi chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay. Cô vừa cố gắng hết sức kéo chiếc nhẫn vừa hét lên, vặn về bên trái là ra sợi dây, vặn về bên phải ba vòng là ra, a a a. Ly Tâm chưa nói hết câu, Lập Hộ đột nhiên túm chặt hai chân cô, rồi đẩy mạnh cô xuống dưới. Cả người Ly Tâm lơ lửng trên đầu chiếc máy bay có tề mặt, làm nhanh lên. Lập Hộ giữ chặt hai chân Ly Tâm toàn thân ly tâm treo lủng lẳng ở cửa khoang sau máy bay. Lập hộ lúc này vô cùng sốt ruột. Làm gì có thời gian lĩnh hội lời nói của ly tâm? Đồ của cô, cô là người nắm rõ nhất. Vì vậy, anh ta không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp đẩy ly tâm xuống, ly tâm bị treo người bên trên chiếc máy bay của tề mặt. Đầu óc cô nổ tung, mở mắt nhìn làng mây trắng bay xung quanh, cô bất giác dựng tóc gáy. Ở độ cao này, nếu không cẩn thận rơi xuống chắc chắn sẽ chết không toàn thây nhanh lên đi nghe cuộc nói chuyện của ly tâm và lập hộ bạch ưng vừa điều khiển máy bay hạ thấp độ cao càng gần máy bay của tề mặt vừa hối thúc ly tâm đang lơ lửng trong không trung nghe tiếng quát của bạch ưng ly tâm mới hồi phục lại thần trí cô bất chấp tình thế trước mắt nghiến răng điều khiển sợi dây trên chiếc nhẫn đâm vào chỗ mỏng manh nhất ở trên đầu máy bay chiến đấu máy bay của jiao gần đến nơi chứng kiến cảnh ly tâm treo người giữa hai chiếc máy bay, thân hình cô không ngừng lắc lư. Ở bên trên, lập hộ nhòi nửa người ra khỏi khoang sau, hai tay túng chặt hai chân ly tâm. Ly tâm và lập hộ giống như tạo thành một cây cầu bằng thân thể con người kết nối hai chiếc máy bay. Cảnh tượng nguy hiểm đến mức Gia Wen chỉ còn biết khá hốc mồm. Rất khó, rất mệt, nhưng ly tâm đã đâm xuyên vào bên trong. Ly tâm định thần trong một giây, tay trái cô nắm lấy tay phải dùng hết sức kéo sợi dây cắt xuống bên dưới. Chỉ nghe thấy tiếng kẹt kẹt sắc nhọn, vỏ máy bay bị cưa đứt từng chút một, lập hồ không giấu vẻ vui mừng, thời gian không còn nhiều nữa. Cô chỉ có 20 giây, cô hãy nhanh tay lên, ly tâm nghiến chặt răng dùng hết sức đâm vào vỏ máy bay. Cô biết thời gian không còn nhiều, cô cũng đã dốc toàn lực. Nhưng đây là vỏ máy bay, nếu có thể dễ dàng như cắt miếng đậu phụ thì chiếc máy bay cũng coi như đồ bỏ đi. Bạch ưng cố giữ thái độ bình tĩnh. Anh ta nhanh chóng nối liên lạc với tề mặt, lão đại, mau đi giúp ly tâm. Tôi sẽ theo sát tốc độ của lão đại. Trong 20 giây nữa, máy bay cũng chưa rơi xuống mặt đất. Trước đó, tề mặt nghe thấy tiếng kẹt kẹt ở vỏ máy bay. Bây giờ Bạch ưng nói vậy, hắn lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng tề mặt lập tức lấy lại thần sắc như cũ, hắn nhanh chóng lao vào làn khói mù mịt, ly tâm mãi cắt vỏ máy bay nên không để ý, nhưng Jiawen ở trong chiếc máy bay bên cạnh nhìn thấy rõ, máy bay của tề mặt đột ngột lao nhanh xuống dưới. Trong khi đó, chiếc máy bay ở trên do bạch ưng điều khiển giữ tốc độ và cùng hạ độ cao tương đương với máy bay của tề mặt. Vì vậy, hai chiếc máy bay vẫn giữ nguyên khoảng cách. Dù tình hình hiện tại vô cùng căng thẳng nhưng Jiawen vẫn thầm tán thưởng trong lòng, kỹ thuật lái máy bay của bạch ưng không còn gì để nói, toàn thân không ngừng lắc lư trong không trung. Ly Tâm cảm thấy cô ngày càng mất hết sức lực tay yếu đến mức cô khó khăn lắm mới tiếp tục động tác cắt vỏ máy bay. Ly Tâm biết cô có thể từ từ, nhưng tề mặt không còn nhiều thời gian. Gió thổi khá mạnh, như lưỡi dao sắc tạp vào mặt và cánh tay Ly Tâm, khiến toàn thân cô đau buốt không chịu nổi. Một áp lực to lớn đè nặng xuống người Ly Tâm, hơi thở của cô ngày càng khó nhọc, mắt cô gần như không mở nổi, hãy kiên trì, cô nhất định phải kiên trì đến cùng lập hộ ở trên máy bay nên có thể cảm nhận thấy hai chiếc máy bay đang rơi xuống. Anh ta càng giữ chặt hai chân ly tâm, hét lớn tiếng động viên cô, ly tâm cố gắng chống lại áp lực của gió, tay vẫn không tiếp tục đâm vào vỏ máy bay. Ly tâm đột nhiên cảm thấy bên dưới có một sức mạnh kéo sợi dây của cô di chuyển. Ly tâm hơi sững sờ rồi lại đâm toàn bộ sợi dây trên chiếc nhẫn vào bên trong vỏ máy bay. Ly tâm biết tề mặt giúp cô từ bên dưới. Tề mặt có sức mạnh hơn người, Nhờ sự giúp sức của hắn, tốc độ cưa cắt tăng lên gấp đôi so với bình thường, nhanh lên, chỉ còn lại 10 giây. Càng hít nhiều khói sẽ càng có hại cho cơ thể. Ly tâm hành động nhanh lên. Nhìn vỏ trên đầu máy bay chiến đấu sắp bị cắt một mảnh, lập hộ cất giọng vừa mừng rỡ vừa sốt ruột thúc giục ly tâm, đồng thời, Di-a-wen cũng thấp thoáng thấy màu xanh của nước biển Thái Bình Dương ở bên dưới. Di-a-wen hét lớn, bạch ưng, các anh đang làm gì vậy? còn rơi nữa là đâm xuống Thái Bình Dương đó, gương mặt Bạch ưng lúc này vô cùng nghiêm túc. Anh ta nói, tôi biết rồi, hai tay vẫn nắm chặt cần điều khiển, bám sát chiếc máy bay đang rơi mỗi lúc một nhanh của tề mặt, một tiếng động vang lên, ly tâm ý thức cô đã cắt vỏ máy bay thành công. Khói trắng từ bên trong tỏa ra, ly tâm theo phản xạ nhắm tịch hai mắt. Do không nhìn thấy gì, ly tâm chỉ có thể giơ tay sờ soạn, nhanh lên, máy bay sắp rơi xuống biển rồi. Gia quen thấy mặt biển mỗi lúc một gần. Anh ta liền đứng dậy ngoài người ra khỏi cửa sổ, hét lớn với ly tâm, đã bắt được chưa, đã bắt được chưa. Thấy khói từ chiếc máy bay chiến đấu tỏa ra mù mịt, toàn thân lập hộ cứng đờ. Người ở đằng sau cũng ra sức giữ chặt thân thể của anh ta, ly tâm bị khói sọc vào mặt khiến cô không thể mở mắt, lòng ngực cô như sắp nổ tung, cô cảm thấy vô cùng khó thở. Hai tay cô không ngừng sờ soạn lên chỗ vừa bị cắt ly tâm cất cao giọng chưa thấy đâu ly tâm còn chưa nói hết câu một bàn tay to lớn đột nhiên túm chặt tay ly tâm ly tâm giữ chắc bàn tay đó cô lại hét lên bắt được rồi gió thổi mạnh khiến ly tâm không nghe thấy những lời của lập hộ lập hộ ngược lại nghe rõ mồn một câu nói của ly tâm anh ta quay đầu hô lớn bay lên đi người ở đằng sau đang túm chặt thân hình lập hộ lập tức quay lại nói với bạch ưng bắt được rồi bay lên cao thôi, khói mù mịt khiến Gia Quen không nhìn rõ tình hình. Anh ta chỉ thấy mặt biển ở dưới mỗi lúc một gần hai chiếc máy bay như không thể gần hơn, còn chưa đầy 100 mét, Gia Quen thông báo, giọng nói hơi run run. Nếu Bạch Ưng còn hạ thấp độ cao nữa, anh ta sẽ khó có thể cất cánh trở lại, Bạch Ưng nghe thấy ba từ bắt được rồi, lập tức kéo cần điều khiển. Chiếc máy bay sắp rơi xuống mặt biển trong chốc lát quay đầu cất cánh bay lên cao máy bay của Jiawen ở gần đó cũng tăng tốc lao trên trời. Hai chiếc máy bay đồng thời bay vút lên không trung, cùng lúc đó, chiếc máy bay chiến đấu tề mặt vừa thoát ra rơi thẳng xuống biển và nổ tung, hoa lửa bắn tung tóe khắp nơi. Sau đó, chiếc máy bay từ từ chìm xuống, khói mù bay đi hết, ly tâm mới mở mắt nhìn xuống dưới. Cô đột nhiên cảm thấy kinh hoàng đến mức mặt cắt không còn một hột máu. Ở bên dưới, tề mặt hơi khép mi mắt, tay hắn vẫn nắm chặt tay cô ly tâm nghiến răng giữ chắc tay tề mặt chiếc máy bay mỗi lúc một bay cao mặt biển bên dưới xa dần gió một lúc một lớn tim ly tâm dường như ngừng đập sợ gì chứ ba từ lạnh lùng vọng đến từ phía dưới biết tề mặt đang ra sức nắm chặt tay mình ly tâm cũng cố gắng giữ tay hắn ở bên dưới thân hình tề mặt lượng đi lượng lại trong không trung cả người ly tâm cũng bay theo hắn ly tâm bỗng cảm thấy trời đất đảo lộn mạng sống cô chấm dứt vào lúc này Ly Tâm sợ đến mức không dám ngoảnh đầu về phía lập hộ. Cô nhắm tịch mắt, không thể kiềm chế tiếng thét kinh hoàng, ở chiếc máy bay bên cạnh, Gia Quen thở phào nhẹ nhõm. Nếu Bạch ưng không cất cánh kịp thời, máy bay của anh ta sẽ bị ảnh hưởng bởi uy lực từ vụ nổ chiếc máy bay chiến đấu. Đến lúc đó, không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào, Gia Quen ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Anh ta chỉ thấy hai thân hình đang đung đưa trong gió cảnh tượng trước mắt khiến Jiawen bất giác thót tim. Không phải anh ta sợ lập hộ hay tề mặt không thể giữ đối phương, mà sợ người bị kẹp ở giữa là ly tâm không túng nổi tề mặt. Nếu bị rơi xuống từ độ cao này, chắc chắn sẽ thịt nát xương tan, chiếc máy bay từ từ bay lên cao. Hai thân hình không ngừng lắc đi lắc lại. Máy bay càng lên cao, hình ảnh đó càng khiến người chứng kiến kinh hồn khiếp vía, máy bay tới một độ cao nhất định, bạch ưng không tiếp tục bay lên mà giữ trạng thái thăng bằng. Người ở đằng sau lập hộ ra sức kéo anh ta lên máy bay, lập hộ nhanh chóng được kéo lên. Ly Tâm cũng được lôi lên máy bay. Lúc này, cô vẫn nhắm mắt và không ngừng la hét. Người leo lên máy bay cuối cùng là tề mặt. Thấy Ly Tâm vẫn nắm chặt tay hắn, mặt mũi xanh lét, hai mắt nhắm tiệt, tề mặt cất giọng trầm trầm, mở mắt ra, nghe giọng nói trầm ổn của tề mặt, Ly Tâm mới từ từ mở mắt cô phát hiện bản thân đang ngồi trên sàn máy bay đằng trước là lập hộ và bạch ưng tươi cười nhìn cô tuy nhiên ly tâm vẫn không thể khống chế bản thân cô không chịu thả tẹt mặt miệng vẫn tiếp tục hét lớn lập hộ nhận xét một cách chuyên nghiệp cô ấy sợ hãi quá ấy mà im lặng tề mặt cau mày nhìn ly tâm hắn giơ tay kéo mạnh ly tâm đến bên cạnh cúi đầu phủ miệng lên đôi môi đang léo nhéo kia tiếng kêu lập tức im bặt lần này thì yên tĩnh hẳn Lập Hộ và Bạch Ưng quay sang nhìn nhau, ánh mắt họ chứa đầy sự kinh ngạc, Ly Tâm chớp chớp mắt, tề mặt mới từ từ ngẩng đầu nhìn cô. Ly Tâm cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, cô trừng mắt với tề mặt, nói hụt hơi, lần sau có đánh chết tôi cũng không đi theo anh. Nói xong, Ly Tâm ngất liệm trong lòng tề mặt, Lập Hộ khẽ khàng giải thích, cô ấy bị kinh sợ và mệt mỏi quá độ. Nghỉ ngơi một lúc sẽ không sao. Hai ngày nay liên tục lâm vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, điều đó vượt quá giới hạn chịu đựng của ly tâm. Từ trước đến nay sống yên bình, đột nhiên liên tục gặp phải tình huống nguy hiểm, nếu là người bình thường có khả năng sợ chết khiếp, bây giờ ly tâm chỉ bị ngất đi là cũng không tồi, tề mặt ông ly tâm định đứng dậy, nhưng hắn lão đảo rồi lại ngồi phịch xuống đất. Lập hộ và bạch ưng đồng thời giơ tay đỡ tề mặt. Lập hộ lên tiếng, chúng tôi đã cử người đi lấy thuốc giải. Lão đại yên tâm, sức khỏe của lão đại sẽ không bị ảnh hưởng, tề mặt ở bên trong chiếc máy bay chiến đấu khá lâu. Mặc dù hắn đã bịt mũi và bịt miệng nhưng vẫn hít phải một lượng ít khí độc. Do tề mặt có sức khỏe hơn người nên bây giờ hắn chỉ cảm thấy cơ thể bãi hoại rã rời, lập hộ và bạch ưng đỡ tề mặt ông ly tâm đứng dậy ngồi vào vị trí. Gia Wen cất giọng đầy lo lắng, thế nào rồi? Anh không sao đấy chứ, tề mặt lắc đầu, Gia Wen liền gật đầu nhẹ nhõm, thế thì tốt. Ly tâm bị làm sao vậy? trước đây. Chứng kiến tề mặt có thái độ đặc biệt với ly tâm nên Gia Wen tỏ ra hiếu kỳ. Sau sự việc xảy ra ngày hôm nay, anh ta đã có cái nhìn khác hoàn toàn về ly tâm. Bây giờ lại thấy ly tâm mặt trắng bệch nằm trong lòng tề mặt, Gia Wen mới lên tiếng hỏi thăm, không sao cả. Tề mặt cúi đầu nhìn ly tâm đang nằm ngủ trong lòng hắn, tay cô vẫn nắm chặt tay hắn. Tề mặt quay mặt ly tâm úp vào ngực mình để người khác không nhìn thấy cô, Gia Quen thấy vậy nở nụ cười gian tà. Hệ thống thông tin trước mặt đột nhiên phát ra tiếng nói của Hoàng ưng, lão đại. Gia Weng, lão đại. Hai người đang ở đâu? Hoàng ưng vừa hạ cánh xuống đất an toàn, thấy máy bay của tề mặt và Gia Quen biến mất, anh ta liền kết nối liên lạc, Bạch ưng trả lời, ở đằng sau. Chúng tôi sẽ tới ngay. Tình hình thế nào rồi? Vừa nói, Bạch Ưng vừa điều khiển máy bay tăng tốc về phía trước, Hoàng Ưng liền thông báo tình hình, 12 chiếc máy bay vận chuyển chúng ta đã khống chế được 9 chiếc. Còn 6 máy bay chiến đấu, sao lại thiếu mất một chiếc? Hoàng Ưng đến lúc này mới phát hiện ra điều bất thường. Một chiếc bị hủy rồi. Bạch Ưng nói nhỏ. Tề mặt do bị nhiễm độc nên không thể nói chuyện, vì vậy Bạch Ưng thay mặt hắn lên tiếng, Hoàng Ưng liền tiếp lời, chúng ta đã khống chế 4 trên 5 chiếc máy bay chiến đấu. Diawen gật đầu, mau đẩy nhanh tốc độ giải quyết đối thủ. Hoàng ưng hơi do dự, lão đại, chúng ta đã tiến sát đến biên giới Australia. Hệ thống radar báo hiệu có 3 chiếc máy bay đang bay về phía chúng ta. Họ muốn nói chuyện với chúng ta, đám tề mặt và Diawen nghe nói liền đoán ngay ra người nhận hàng đã tới. Do bọn họ vẫn ở tiếp phía sau nên hệ thống radar không bắt được tín hiệu. Diawen liền gật đầu, nối máy đi, các người là ai? Hoàng ưng vừa kết nối hệ thống liên lạc, đối phương đã lên tiếng hỏi, Gia Wen đáp lời, anh là ai? Các anh đang động đến hàng của tôi. Một giọng nói lạnh lùng truyền qua hệ thống thông tin. Rõ ràng đối phương đã liên lạc với chiếc máy bay chưa bị người của tề mặt khống chế nên nắm rõ tình hình. Gia Wen cười nhếch mép, sai rồi. Chúng tôi chỉ lấy lại hàng của chúng tôi, ý anh là gì? Gia Wen gõ gõ ngón tay lên bàn điều khiển trả lời lãnh đạm là vậy đó các anh khi đã đặt mua hàng chắc cũng nắm rõ quy tắc trong nghề hàng chưa đến tay các anh thì không phải thuộc về các anh còn các anh và bên bán có quan hệ gì đó không phải là việc của chúng tôi ai nhận tiền hàng của các anh các anh hãy đi tìm người đó tính sổ zia vừa nói dứt lời ba chiếc máy bay xuất hiện trên màn hình radar đối phương không che giấu sự phẫn nộ các anh có vấn đề gì với bên bán thì tự đi mà giải quyết, tại sao động đến lô hàng này? Rốt cuộc các anh có mục đích gì? Mau nói thật. Các anh là ai? Nếu không nói đừng trách chúng tôi không khách khí, Gia yeah, Quen nghe xong liền cười ha hả. Bọn họ dám nói không khách khí. Để xem ai không khách khí với ai, chính bên bán của các anh đã động đến hàng của tôi trước. Lô hàng này là của tôi. Một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên. Tề mặt mở miệng, Gia Quen thấy vậy lặng thinh, hàng của anh. Các anh rốt cuộc là ai? Đối phương có vẻ mất kiên nhẫn, tề mặt. Tề mặt bình thản trả lời, nhưng đủ khiến đối phương hỗn loạn. Thông qua hệ thống liên lạc có thể nghe thấy tạp âm rè rè và hỗn loạn của đối phương. Tề lão đại. Một lúc sau, đối phương mới lên tiếng, tề lão đại, hóa ra là anh. Chúng tôi có thể tin lời anh. Nhưng bây giờ chúng tôi cần gấp lô hàng này. Hơn nửa hàng cũng đã tới đây, anh có thể bán lại cho chúng tôi. Về giá cả chúng ta có thể thương lượng, tệ mặt nói từ tốn, các anh cũng biết đây là lô vũ khí có trị giá lớn, nhất định phải đặt hàng chúng tôi mới sản xuất. Bây giờ bán cho các anh, chúng tôi sẽ ăn nói thế nào với bên mua của chúng tôi? Đối phương trầm mặt một hồi. Họ tất nhiên cũng hiểu đạo lý này một lượng ít vũ khí có thể mua bán bất cứ lúc nào nhưng lô hàng có trị giá lớn nhất định phải ký hợp đồng mua hàng nhà sản xuất mới tiến hành sản xuất những người hoạt động trong giới buôn bán vũ khí đều nắm rõ quy tắc này không thấy đối phương lên tiếng tề mặt lại mở miệng một khi bên bán của các anh nhận đơn đặt hàng chắc chắn họ sẽ sản xuất cho các anh lô hàng này tôi sẽ đem đi nếu các anh không hài lòng với bên bán của các anh các anh có thể hủy hợp đồng lần sau tìm đến chúng tôi, Gia Wen nghe xong liền quay sang cười với tề mặt. Anh ta biết tề mặt đang phá hoại chủ ý của đối phương. Một lô hàng lớn như vậy ngoài Lam Bang không ai dám nhận. Trong giới buôn bán vũ khí, hai bên mua bán tương đối cố định. Nếu một thế lực có khả năng đặt mua một lô vũ khí lớn đến như vậy mà quay lưng lại với Lam Bang, chắc chắn sẽ có lợi cho tề mặt. Gia Wen mỉm cười nói chêm vào, tôi có thể vận chuyển hàng giúp các anh tôi tin hàng trong tay tôi sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. À, quên mất không giới thiệu, tôi tên là Jia Wen, đối phương lại trầm mặt hồi lâu. Sau đó, vẫn là giọng nói lạnh lùng, có cơ hội chúng tôi sẽ liên lạc với hai vị lão đại. Nói xong, ba chiếc máy bay liền quay đầu bay đi mất, mau dừng lại, hãy cho biết danh tính. Nếu không chúng tôi sẽ coi là kẻ địch xâm nhập lãnh thổ và sẽ nổ súng bắn rơi. Tề mặt và Gia Wen còn chưa lên tiếng trả lời bên kia, một giọng nói uy nghiêm đột nhiên truyền qua hệ thống thông tin, Gia Wen trầm mặt nói nhỏ, là hải quan phòng không cảnh giới, tề mặt ra lệnh cho Hoàng ưng, tăng nhanh tốc độ, cần giải quyết bên ngoài phạm vi an toàn của họ. Hoàng ưng vân dạ rồi lập tức truyền lệnh cho thuộc hạ, mặc dù đám tề mặt có mối quan hệ với một số quan chức cấp cao như bộ trưởng quốc phòng nhưng không có nghĩa quen biết tất cả mọi người bộ phận hải quan phòng không tuy thuộc bộ quốc phòng nhưng một khi anh công khai đột nhập vào lãnh hải của họ họ có quyền tiêu diệt anh trước báo cáo sau hơn nữa dù bộ quốc phòng nhận được tin họ cũng không trực tiếp can thiệp có những sự việc xảy ra trên lãnh thổ của bọn họ không thể công khai thảo luận rốt cuộc các anh là ai nếu còn không khai báo danh tính chúng tôi sẽ lập tức nổ súng giọng nói uy nghiêm không khoan nhượng truyền qua hệ thống liên lạc khiến tề mặt và Gia Wen bất giác nhíu mày, tín hiệu radar đột nhiên rung nhẹ. Đám tề mặt nhìn xuống màn hình hiển thị radar. Hệ thống phòng không bên dưới đã bắt đầu khởi động, đầu pháo tập trung về hướng này. Trên mặt biển, tàu tuần tra lao về phía bọn họ, bộ phận nhắm bắn trên quân hàm hướng về đội máy bay đang tiến gần đến lãnh thổ Australia, nhanh lên. Gia Wen lên tiếng thúc giục còn lại hai chiếc máy bay vẫn chưa giải quyết xong những máy bay khác đã bị khống chế đều giảm tốc độ tối đa gần như giữ nguyên vị trí chỉ có hai chiếc máy bay vẫn không ngừng tiến về phía trước cảnh cáo cảnh cáo có vật nguy hiểm tiến lại gần có vật nguy hiểm tiến đến bộ phận tự động dò tìm và máy quét trên máy bay hoàng ưng liên tục đưa ra thông báo đám tề mặt và Gia-Wen đều nghe rõ qua hệ thống thông tin lái qua bên đó Gia wen đột nhiên ra lệnh. Chiếc máy bay của Jiawen vốn đang dừng trên không trung phía sau lập tức tăng tốc, lao đến chiếc máy bay chở hàng bay đầu tiên. Jiawen cầm khẩu súng bắn tỉa loại hình mới nhất, chỉ ra ngoài cửa sổ nhắm thẳng vào cơ trưởng trên chiếc máy bay chở hàng đang hỗn loạn, bằng, một tiếng nổ nhẹ vang lên. Loạt đạn từ khẩu súng của Jiawen bay. Các bạn đang nghe truyện tại Tán Tu, đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nghe những bộ truyện mới nhất nhé chúc các bạn nghe truyện vui vẻ